Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã đồ gia dụng các bác nhé, đồ gia dụng, đồ nhà bếp của Nhật để các bác xem tham khảo và đặt mua. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Từ 200.000 trở lên cứ mặc định là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đầu tiên em lên cho bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ, 10 lít cả vỏ nhá. Còn nguyên cái phần khay này thì nó được vào khoảng là 4 lít nhá. Nguyên phần khay này thì khoảng 4 lít các bạn. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho bác một cái dàn như này. Cái dàn này thì để nó đỡ đồ ăn và khi mỡ nó lọt thì nó sẽ lọt xuống dưới các bác nhá. Đấy. Và dung tích của nó là 10 lít cả vỏ. Hàng thương hiệu Camel của Nhật nhá. Đây, Camel của Nhật. Thì nó sẽ về theo lô, có lô thì màu trắng, có lô thì màu xanh. Đấy các bác nhá, màu sắc rất là đẹp cho các bác luôn. Và khi các bác cắm điện thì các bác phải vặn cho em hai nấc nhá. Đấy, một nấc là nhiệt độ này và một nấc là thời gian nhá. Nấc này là thời gian này. Đấy, thời gian và nhiệt độ các bác phải nặn vặn hai nút cùng một lúc thì nó mới có tác dụng được nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là nồi. Các bác lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu nhá. Đó, nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu này, đó. Con này thì nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ này. 10 lít cả vỏ, giá của nó sẽ là 590k nhá. 590k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nồi chiên không dầu, 10 lít cả vỏ các bác nhá. Đó. Thì đây, nó sẽ là một con nồi như này các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, đây là cái lỗ để thoát khí nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là điện 220V và công suất của nó sẽ là 1500W nhá. Đây 1500W sử dụng điện 220V. Rất chất lượng cho các bác luôn. Phía trong này của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái con mai so này các bác này, một con mai so như này. Đấy, nó sẽ là một cái con mai so như này để cho tỏa nhiệt rất là tốt nhá. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp em đó là nồi chiên không dầu nhá, 10 lít cả vỏ, giá sẽ là 590.000. Tiếp theo thì em về cho các bác sản phẩm đó là cái bếp nướng của Sunhow nhá. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một con bếp nướng như này. Kích thước của nó thì cái chiều dài này của nó thì vào khoảng là đi chiều dài thì nó sẽ vào khoảng là đi 40 nhá, chiều dài khoảng 40 và chiều rộng thì nó vào khoảng là trên 20. Đó. Cái này thì các bác có thể dùng để mình nướng, chuyên ăn đồ nướng, đồ BBQ rất là ngon luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá. Và đây là có cái điều chỉnh chiết áp này, điều chỉnh chiết áp. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Hàng thì của thương hiệu Sunhow nhá. Hàng thương hiệu Sunhow, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Điện 220 và công suất của nó là 1500W. Hàng của thương hiệu Sunhow nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là bếp nướng Sunhow các bác nhá. Bếp nướng Sunhow. Các bác lên cho em là bếp nướng Sunhow nhá. Bếp nướng Sunhow. Bếp nướng Sunhow giá của nó sẽ là 350 à? Lên mã giúp cho em là bếp nướng Sunhow giá của nó sẽ là 350k. Đó, cái này bao nhiêu nhỉ? 350.000 cho một cái bếp nướng Sunhow như này các bác nhá. Đấy. Kích thước của nó thì chiều ngang của nó là vào khoảng là 25 và chiều rộng khoảng là 20, 39 đúng không? Rồi ok các bác nhá. Đó thì lên mã giúp cho em đó là bếp nướng Sunhow. Giá của nó sẽ là 350.000 nhá. 350.000 cho một con bếp nướng Sunhow như này. Con này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bếp từ nhá. Bếp từ, hàng của thương hiệu Philips. Đấy, hàng thương hiệu Philips. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 và bao ship cho con bếp từ Philips như này. Hàng thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đây, made in Thái Lan các bác này, made in Thái Lan. Đó. Con này thì nó cũng sử dụng trực tiếp điện 220V. Đây cái phần quấn của nó đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn rõ đồng bên trong chưa? Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 39 và chiều ngang của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 30 nhá, và khoảng hai mấy 30 gì đấy. Và của nó sẽ là kính cường lực nhá, kính cường lực 5 ly. Đó, lên cho em là bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó bếp từ Philips nhá. Đó, bếp từ Philips này, bếp từ Philips. Giá của nó sẽ là 470k nhá, 470k cho con bếp từ Philips như này. Con này thì các bác có thể dùng để đun xào nấu chiên rán đều được hết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái nút nguồn này, khi các bác bật nút nguồn lên sau đó thì các bác nhấn cái nút bàn tay này để bắt đầu mở khóa nhá. Đấy, nhấn cái nút bàn tay này cho em để mở khóa này. Đấy, kính cường lực sáng bóng, sau đó thì các bác chọn các chế độ đun ở đây này. Đun rồi xào nấu rồi súp rồi, nói chung là đa di năng luôn và có tăng giảm nhá. Có tăng giảm như này. Lên mã giúp cho em là bếp từ lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đây thì em sẽ cắm điện cho các bác xem nhá. Con này nó sử dụng điện 220V luôn. Các bác cắm điện vào cho em này. Cắm điện 220 nhá. Khi
khi các bác sử dụng ấy thì lưu ý các bác là mình khi mà mình sử dụng mình đun nấu ấy thì đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu tiên là các bác nhấn cái nút nguồn này nó sẽ lên nảy số này, nút nguồn nó sẽ nảy số này, sau đó thì các bác nấn cái nút bàn tay này, đấy là bắt đầu nó lên cái nhiệt độ như này là các bác bắt đầu tăng giảm ở đây nhá, tăng giảm ở đây đó. Và khi đun thì các bác phải cho nồi vào cho em nhá, đấy tắt đi này, bật lên này, các bác giữ lì, cái này nó là cảm ứng giữ lì cho em nhá, sau đó bật nút nguồn này thì bắt đầu nó mới lên này và cập nhật nhiệt độ ở đây nhá. Đó, con này thì 470.000 và bên shop có tặng kèm các bác một cái nồi như này nhá, tặng kèm cho các bác. Nếu mà mua cái bếp từ Philips là sẽ được tặng kèm cái nồi như này. Thì lưu ý các bác là hàng tặng kèm thì nó chỉ mỏng thôi, nó không dày đâu. Và khi các bác nhận được hàng thì khi em ấn tay này cũng có dấu hiệu bị bọp rồi. Đấy, cho nên hàng rất là mỏng, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó có bọp thì các bác cũng thông cảm thôi. Hàng này nó là hàng tặng, em không có bán, cho nên là các bác thông cảm, nó bọp thì các bác cũng chấp nhận lấy thôi. Còn nếu mà các bác không chấp nhận lấy thì đừng đặt hàng từ đầu luôn, để cho nó tránh cái việc là đến lúc sau các bác bảo là cái nồi này nó bọp các bác không lấy thì nó cũng vô lý. Tại vì cái này là hàng bên em tặng chứ em không có bán. Hàng này là các bác mua cái bếp từ thì em sẽ tặng kèm cái nồi như này. Đấy, tặng kèm cái nồi như này nhá. Và cái giá thì chỉ là 470.000 thôi. Các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, con này thì bên em là tặng chứ không có bán đâu nhá. Đấy, tặng chứ không bán. Cho nên khi các bác nhận hàng mà nó có hơi dấu hiệu bị móp, bị bọp, các bác cũng chứ không cảm thấy em. Đó, tại vì hàng tặng thì không lấy đâu ra được, nó chỉ ở cái mức độ vừa phải thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái con bếp Hồng Ngoại nhá. Bếp Hồng Ngoại. Con này thì hàng của thương hiệu con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Matika. Hàng thì liên doanh Việt Nhật nhé, hàng liên doanh Việt Nhật. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhé, 2000W, nóng cực kỳ là nhanh luôn. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, thân này của nó là bằng thép hết nhé, bằng thép hết này. Quai của nó thì sẽ là quai nhôm như này, bê cầm nắm cực kỳ dễ dàng luôn. Và đun nấu thì cũng rất là nhanh, dễ thôi. Cũng sử dụng điện 220, các bác cắm điện 220 bình thường cho em này. Đấy, cắm điện 220 bình thường cho em, sau đó thì các bác bật nguồn lên này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có rất nhiều chế độ nhá. Đấy, thì các bác có thể chọn chế độ và tăng giảm này cho em này. Đấy, bật lên cái là nó nóng đỏ lừ luôn các bác nhá. Nóng đỏ lừ luôn, rất là tiện này. Đấy, tắt đi này. Đấy, và bật lên là nó nóng luôn. Con này thì các bác có thể dùng nướng trực tiếp được luôn nhá. Nó rất là nóng này. Các bác có thể cho đồ nướng lên đây nướng trực tiếp được luôn. Nó rất là tiện. Đấy các bác thấy không? Đó. Lên mã giúp cho em là bếp Hồng Ngoại nhá. Giá thì sẽ là 500.000 và bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là bếp Hồng Ngoại, giá sẽ là 500k bao ship nhá. Đó, đây nó sẽ là một con bếp cực kỳ là chất lượng và rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bếp Hồng Ngoại nhá. Bếp Hồng Ngoại này, đó. Bếp Hồng Ngoại giá của nó sẽ là 500k và bao ship nhá. Nóng rất là nhanh luôn, bật phát nóng luôn các bác này. Đấy, chỉ cần bật nguồn như này thôi. Bật nguồn lên phát là nóng luôn nhá. Đấy, on up ở đây các bác này. Bật nguồn sau đó thì ở đây thì nó sẽ có các chế độ và các bác có thể chọn chế độ ở đây và chọn cập nhật nhiệt độ bao nhiêu độ này các bác này. Đấy, bật phát là nóng luôn các bác nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá rất hợp lý nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, còn đang nóng các bác này, rất là nóng luôn. Đó. Thì lên mã giúp cho em là bếp Hồng Ngoại, giá của nó sẽ là 500.000 cho một con bếp Hồng Ngoại như này nhá, 500.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác là cái nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này, 150k nhé, cho một con nồi lẩu mini như này thôi. Giá sẽ là 150.000. Ở đây thì nó sẽ có hai tầng. Cái tầng này thì các bác có thể dùng để hấp này. Đó, con này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi con này thì nó nhỏ thôi. Đấy, nhỏ thôi các bác nhá. Nó chỉ vào khoảng là đi hơn 1 lít gì đấy thôi nhá, hơn 1 lít thôi. Đó. Nó sẽ vào khoảng hơn 1 lít thì con này nó rất là tiện. Đấy, con này cũng sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Đây. Công suất của nó là 600W điện 220V các bác nhá. Đó, và dung tích của nó thì hơn 1 lít thôi. Đây các bác này, đấy, rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu hoặc là chế biến đồ ăn cũng rất là nhanh. Rán nấu cũng được. Ở đây nó có tráng chống dính nhá, tráng chống dính cho bác luôn. Đó, và có cái khay như này. Có cái khay này thì các bác có thể dùng để hấp đồ ăn cũng rất là ok nhá. Đấy. Thì các bác có thể dùng ăn lẩu hoặc là hấp hoặc là đồ xôi, nấu cháo đều được hết nhá. Và giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là chõ đồ xôi nhá, chõ đồ xôi. Giá sẽ là 150.000 cho cái chõ đồ xôi như này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy, lên cho em là chõ đồ xôi nhá. Đấy, chõ đồ xôi này. Đấy, chõ đồ xôi. Giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho cái chõ đồ xôi, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái nồi lẩu 2 tầng này, một cái nồi lẩu 2 tầng. Con này thì sẽ là 230.000 và cũng bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con nồi lẩu như này. Đấy, con này thì nó cũng sử dụng điện 220V luôn. Đây, đây các bác này, đó. Đây, điện 220V. Dung tích của nó sẽ là điện 220V 650W và dòng 50Hz nhá.
Đấy, rất chuẩn chỉ cho các bác luôn. Cũng có tráng đá chống dính này, và cũng có hai tầng nhá, có hai tầng như này. Các bác lên xem là lẩu hai tầng nhá, lẩu hai tầng. Con này thì rất tiện dụng luôn, có cáp này các bác này. Đấy, một con nồi lẩu như này, hai tầng, rất xịn sò luôn cho các bác này. Đấy, và có công tắc số 1, số 2 nhá. Đấy, số 1, số 2, số 3 như này. Có 1 2 3 để có 3 nấc cho các bác. Thì con này các bác có thể dùng để ăn lẩu này, đồ sôi này, hoặc là chế biến thực phẩm, thức ăn rán, xào nấu đều được hết. Rất tiện dụng cho các bác luôn, hai tầng như này. Đấy, có đồ sôi hoặc là dùng để hấp gà, hấp cá, nói chung cũng rất ok cho các bác, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Giá sẽ là 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, nồi lẩu 2 tầng. Nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho các bác luôn nhá. 230.000 bao ship cho cái nồi lẩu 2 tầng này. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái nồi nữa. Đó là cái nồi lẩu của thương hiệu Osaka nhá, Osaka. Con này thì nó cũng có một cái khay hấp như này, có cái khay hấp như này nhá. Đấy, nồi lẩu Osaka này. Đấy, đây. Nồi lẩu Osaka nhá, nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V 50Hz và 1350W nhá, 1350W, rất tiện dụng cho các bác luôn. Đây. Về nhà thì các bác xoáy cho em cái nắp này vào nhá, xoáy cái nắp này vào cho em này. Đấy, xoáy cho em cái quai nắp này vào, rất là tiện dụng. Đây, nó sẽ có cho các bác một cái khay hấp đi kèm như này và một con nồi rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy, rất tiện dụng nhá. Đó, thì có mặt kính cường lực nhá, và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dây. Dây này thì các bác lắp vào đây cho em, và cũng là dây điều chỉnh nhiệt độ, nó giống cái nồi của Sunhouse nhá, dây điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn. Và rất tiện ích các bác này. Đấy, các cái phần kết nối điện của nó này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Osaka nhá, Osaka của Nhật nhá. Đó. Sử dụng điện 220V và có dây như này. Đấy, rất tiện dụng cho các bác sử dụng. Giá thì sẽ là 390.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka này. Đó, nồi lẩu Osaka. Nồi lẩu Osaka, Osaka. Giá sẽ là 390k nhé, 390.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. 390k cho một con nồi lẩu Osaka như này các bác nhé, rất tiện dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng hấp nhé. Đấy, các bác lên cho em là cặp lồng điện thì giá chỉ có 180.000 thôi, mà các bác nhận được thì ở đây nó sẽ là một con hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một con hàng rất chất lượng nhé. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cặp lồng điện nhé, cặp lồng điện có 2 tầng và dung tích của nó sẽ là 2 lít nhé, dung tích của nó là 2 lít đây. Đấy, mỗi tầng của nó thì nó sẽ có cho các bác là 2 cái bát nhé, 2 cái bát như này, và tổng của nó sẽ là 4 cái bát inox nhé, 4 cái bát inox các bạn. Đây, ở đây thì nó sẽ có 4 cái bát inox cho các bác luôn. Đây, dây cắm này, nguyên cái bát inox này giờ các bác mua là đã là khoảng 30.000 một cái bát inox như này rồi. Đấy, tức là 4 cái bát inox này đã là mất 120.000 rồi nhá, 120.000 cho 4 cái bát inox như này rồi. Đấy, và đây thì nó sẽ là 2 tầng, có khóa như này. Thì ở đây dưới này nó sẽ là một cái mâm, như cái này các bác hình dung nó giống như cái nồi cơm điện luôn, giống như cái nồi cơm điện luôn. Đấy, giống như cái đế của cái nồi cơm điện này, các bác cứ cho nước vào đây, cho nước lừng lừng vào đây. Khi nào các bác để cái bát này nó không tràn là được. Đấy, để cái bát này nó không tràn nước ra là được nhá. Thì các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, rồi hấp đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đây, hàng nó sẽ là dung tích của nó là 2 lít này, sử dụng điện của nó là điện 220V và công suất của nó là 200W nhá. Thì con này công năng sử dụng của nó rất là đa năng, các bác có thể dùng để mang cơm văn phòng này, hoặc là đi công tác, hoặc là nói chung là đi làm, đi học đều được hết nhá. Thì rất dễ sử dụng và ngon lành cành đào cho các bác luôn. Và có kèm cho các bác là 4 cái bát như này, 4 cái bát như này bằng inox sáng bóng để các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào đây. Đấy, canh này, cơm này, đồ ăn rồi các bác cho hết vào đây cho em. Nắp bằng nhựa rất xịn sò cho các bác luôn. Đó, đậy nắp lại này. Đậy nắp lại và chốt của nó sẽ là dòng chốt khóa hết nhá. Chốt khóa hết nên các bác yên tâm. Đó, nó sẽ là dòng chốt khóa hết và quai sách như này, rất chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, dung tích của nó là 2 lít. Giá thì các bác lên cho em là cặp lồng điện giá của nó sẽ là 180.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Cặp lồng điện này, đó. Cặp lồng điện giá sẽ là 180k cho một con cặp lồng điện như này nhá, 180.000 rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đèn vàng nhá. Đấy, con này có cảm biến này. Đấy, có cảm biến như này các bác nhá. Đấy, ban đêm thì nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt nhá. Con này thì các bác có thể treo lên như này để ở bên trên, ví dụ như là khu vực cổng này, cửa này, hoặc là ở cái khu vực nào mà có ánh sáng nhá, có ánh sáng, tại vì con này nó sử dụng pin năng lượng mặt trời. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ốc về nhà các bác bắt vào cánh cửa này, hoặc là bắt vào chân cổng luôn đây. Đấy, nó sẽ là cảm biến như này các bác này. Đấy, tức là cái này em che đi, tức là ban đêm nhá, ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Ban đêm là nó sẽ sáng và có mắt cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng. Thì các bác có thể để ở cổng cửa hoặc là các khu vực hành lang
Đấy, và nó sẽ có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh này, đó, sáng vừa này và chế độ sáng yếu nhá. Đấy, chế độ sáng mạnh của nó thì cũng rất là sáng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá, lên cho em là đèn vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một con đèn vàng như này nhá, 100.000 cho một con đèn vàng như này. Con này thì rất hợp lý luôn, có ốc kiếc cho các bác đầy đủ luôn. Và nó là dòng cảm biến nhá, về nhà các bác chỉ việc là cảm biến và nó sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên rất là tiện này. Đó, che đi này là sáng này, siêu sáng luôn các bác nhá. Và ánh sáng của nó là ánh sáng vàng. Các bác có thể dùng để decor trang trí rất là ok luôn. Ở ngoài cổng, ngoài cửa, nói chung là khu vực nào có ánh sáng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng, giá sẽ là 100.000 nhá. Đó. Các bác lên cho em là đèn vàng này, đó, đèn vàng. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con đèn vàng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ ba tô nhá, bộ ba tô bao nhiêu nhỉ? Bộ ba tô nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ ba cái tô như này các bác này. Đấy thì nó sẽ có con to nhất là 1.8L luôn, gần 2L cho cái tô to này nhá. Đấy. Còn tô nhỡ này sẽ là 1.2L và con nhỏ này thì sẽ là 9.700 nhá, 700. Đấy là một bộ ba tô như này, sẽ là 100.000. Vừa nó xoáy rồi. Lên mã giúp cho em là bộ ba tô nhá, bộ ba tô. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000 cho bộ ba cái tô như này các bác này. Bộ ba tô như này rất là đẹp, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy, canh riêu các thứ, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Lên xem là bộ ba tô, giá sẽ là 100.000 cho một bộ ba tô như này, 100.000 cho một bộ ba tô như này, rất là tiện luôn. Hàng sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao siêu tầm nhá. Dao siêu tầm và nó sẽ đựng trong một cái bao da rất là đẹp như này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, hai màu. Một là màu xanh, hai là màu đỏ nhá. Đấy, cán nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Con này thì nó nhỏ gọn thôi, các bác có thể dùng để gọt hoa quả, thực phẩm, thức ăn đều ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và có bao da như này, các bác có thể bỏ vào trong túi sách này, hoặc là mang đi công tác, nói chung là đi đâu cũng được, để các bác dùng để mình gọt hoa quả, hoặc là các bác chiết ghép cành, nói chung là rất đa di năng luôn. Và hàng rất là bén nhá, hàng của nó rất là bén luôn các bạn. Dao thì rất là bén. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 95.000 thôi, 95k cho một con dao như này, 95.000 cho một con dao như này các bác này. Đấy, 95.000 cho một con dao như này. Lên mã giúp cho em đó là dao siêu tầm nhá, các bác lên cho em là dao siêu tầm. Đấy, lên cho em là dao xanh đỏ đi. Dao xanh đỏ thì nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ, các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Đây, nó sẽ còn một con cán màu xanh và một con cán màu đỏ như này. Đấy, thì lên cho em là dao xanh đỏ nhá, dao xanh đỏ. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con dao xanh đỏ như này. Đấy, có màu xanh, màu đỏ. Lên thêm là dao xanh đỏ nhá. Đó. Dao xanh đỏ, giá của nó sẽ là 95k nhá, 95k. Có màu xanh, màu đỏ, các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, lên thêm là dao xanh đỏ. Có hai màu như này, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Hàng thì đựng trong một cái bao da như này nhá. Bao da rất là đẹp luôn và có hai màu. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là dao xanh đỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage cánh bướm nhá. Massage cánh bướm thì nó sẽ là đây một con massage như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái miếng dán như này nhá, một miếng dán này kèm thêm bác là một cái máy này. Về nhà các bác có thể dán trực tiếp. Đấy, dán trực tiếp và lên các cái phần nào mình muốn massage. Đấy, và đây là cái sạc nhá. Đó thì em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là massage cánh bướm nhá, massage cánh bướm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một con massage cánh bướm như này thôi. Con này massage siêu phê cho bác luôn nha, rất là sướng luôn. Đấy, massage cánh bướm này. Massage cánh bướm. Massage cánh bướm, ghi bỏ ra ngoài kia. Đó, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con massage cánh bướm như này. 40.000 các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 40k thôi. Đây các bác này, đó. Dòng điện nhỏ chỉ vài chục mA, kích thích những nhóm cơ tạo ra cảm giác sần nhẹ và dễ chịu. Hiện nay trên thị trường có hai loại. Đây các bác này, đó. Cái này thì nó sẽ hơi bị giật nhẹ các bác nhá. Đấy. Đấy, rung rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy. Rất ngon các bác nhá. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED nhá. Các bác lên cho em đồng hồ LED. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000 cho con đồng hồ LED như này. Mặt của nó thì sẽ là mặt kính
mặt tráng gương rất là đẹp luôn. Đấy, mặt kính tráng gương về nhà các bác bóc cái lớp dây bóng này ra cho em nhá. Đấy, mặt kính tráng gương này, số thì nó sẽ là nảy như trên hình như này. Giá thì sẽ là 140.000. Ở đây thì sẽ có cập nhật cho các bác là ngày tháng nhiệt độ, các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp dây sạc này cho em, nó cũng rất là tiện. Giá thì rất hợp lý, 140k cho một cái con đồng hồ các bác lên đã giúp cho em, đó là đồng hồ LED nhé. Giá sẽ là 140.000. Có dây sạc cắm kèm này, có dây đầu dây cắm kèm, các về nhà các bác cắm ở củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhé. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k cho một chiếc nhé. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây em có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Hơi bị hay luôn nha. Cái đồng hồ LED phiên bản mới này nhìn nó nhỏ nhỏ với lại nhiều màu sắc vậy thôi, chứ nó cũng nhiều tính năng lắm. Mà may là có cái hướng dẫn sử dụng tiếng Việt này mình đỡ phải nhức đầu. Đồng hồ có chạy bằng pin AAA nên mình cần phải chuẩn bị trước, cần 3 viên pin nhỏ. Nhưng mà đồng hồ này nó cũng có chế độ tiết kiệm pin. Mà tí nói sau đi, bây giờ phải cài cho cái đồng hồ này sẽ hiện chế độ 12 giờ hay 24 giờ, rồi cài giờ giúp với lại ngày tháng năm hôm nay nữa. Tại cái đồng hồ này là coi ngày luôn mà. Cách cài hay là bấm để xem ngày tháng năm hay nhiệt độ thì có trong cái tờ hướng dẫn hết rồi. Mà nhớ lột cái miếng dán phản ứng màu sắc của cái đồng hồ này nha. Chứ cái màu nó đẹp vậy mà che chi. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, có hẹn giờ cho bác luôn. Nhưng mà mình có thể tăng giảm. Giá sẽ là 140.000. Thì soạn đi để đóng đi rồi vào nó về nó lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh nhá. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam màu xanh. Đấy, đợt này nó về thêm màu trắng nữa. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con vòi như này thôi. Rất tiện ích các bác nhá. Ở đây thì khi mà các bác sử dụng thì các bác xoáy trực tiếp vào nguồn nước cho em, và có hai đầu cấp như này nhá, có hai đầu cấp như này rất là tiện này. Đó, có hai đầu cấp như này rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Nên cho em là vòi cam xanh nhá, vòi cam xanh. Giá sẽ là 50.000. Đó. Vòi cam xanh này, vòi cam xanh. Giá của nó sẽ là 50k trên một em nhá. 50.000 trên một em vòi cam xanh như này. 50k. Đó, 50k cho một em vòi cam xanh. Ở đây thì nó sẽ có gen nhá, có gen hết, các bác có thể về xoáy kết nối với các cái nguồn nước khác cũng ok hết nhá. Có gen, có rong, gen rong đầy đủ cho bác luôn. Đó. Thì các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác rất là ok. Giá chỉ có 50.000 thôi mà có nguyên cái vòi hai nguồn nước cái này, rất tiện ích các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá. Bao tiền nhỉ? 50.000 cho một chai tẩy cặn canxi như này nhá. Hàng sẽ là hàng của thương hiệu Denkamit, hàng của Đức nhá. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này, Denkamit. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Con này thì chuyên tẩy cặn canxi luôn. Nhà các bác bị canxi cặn bám ở các khu vực như là chậu rửa bát này, rồi chậu rửa mặt này, rồi nói chung là tất cả các khu vực liên quan đến đồ inox. Đấy, hoặc là đồ sành sứ các bác dùng cho em. Đấy, tẩy cực kỳ sạch luôn. Lên cho em là tẩy cặn canxi, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái chai tẩy cặn canxi như này. Siêu tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Khi các bác lắp vào thì nó sẽ như này các bác này. Sẽ là 140.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này. Đấy. Cái này là đầu cắt tôn nhá. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá, giá sẽ là 140.000. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cái máy khoan pin. Đấy là để các bác sử dụng thôi, nó rất là tiện. Đấy, và giá rất hợp lý cho bác luôn. 140k cho một cái đầu cắt tôn như này nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lắp đặt vào nó sẽ như này này. Các bác dùng được cắt tôn rất là ngon luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy. Của thương hiệu Mai Tan mới về. Đó anh em mình xem nha. Đây, lắp vào này. Đó này. Này là thép CRV này. Cắt rất là ngon luôn nha. Đấy. Anh em mình mua cắt tôn là phải cắt được tôn mà phải thẳng nhá. Đó, đi nhẹ nhàng lắm, đi chậm nhẹ nhàng đến từng vòng luôn nha. Anh em mình xem video này lắp vào giỏ hàng đặt mua này. Đó, chậm như thế này á mà đi đến đâu là cái chuyện đấy. Đấy, cực kỳ tôn cực kỳ dày luôn nha, mà cắt rất là ngon luôn. Các bác theo. Như này được các anh em nha. Đó anh em mình đi nhanh lắm thì nó sẽ không thẳng đâu nha. Đi nhanh là không rất là ngon nhá. Lên cho em là đầu cắt tôn nhá, giá sẽ là 140.000. Đó, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Đó, đầu cắt tôn. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. 140k cho một cái đầu cắt tôn như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo, để anh bỏ cho. Tiếp theo thì bên shop, tí anh bỏ cho. Bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con bơm tẩu ô tô nhé. Con này chuyên dùng cho ô tô thôi. Hàng của thương hiệu Toyota, nó tặng cho khách hàng. Đấy, chuyên tặng cho khách hàng mua ô tô của nó nhé. Đấy, bơm tẩu hàng của thương hiệu Toyota. Công tắc bật ở đây nhé, công tắc bật ở đây. Và con này là nó chuyên để cắm tẩu ô tô nhé. Cắm tẩu ô tô thì đây là cái dây bơm của nó này. Đấy, đây là cái đầu dây bơm của nó. Về nhà các bác tháo ra cho em. Đấy, đây là cái đầu dây bơm của nó này. Đầu dây bơm của nó đây.
Và cái này là cái đầu tẩu nhá, về nhà các bác cắm cái tẩu ô tô nhá, cắm cái tẩu ô tô nhà mình là mình bơm thôi. Đó, con này nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì phức tạp cả, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy các bác bật nổ máy ô tô lên này, cắm cái tẩu này vào để cấp điện cho nó này, sau đó thì mình dùng cái bơm này mình bơm trực tiếp vào ô tô thôi. Thì bác nào có ô tô thì cũng nên có một cái tẩu ô tô như này để khi mình đề phòng khi mà ô tô mất điện, ô tô bị hết ô tô bị hết gọi là hết hơi thì các bác dùng cái này cho em nó rất là tiện. Cắm tẩu ô tô lên để mình bơm thì đề phòng khi mà dọc đường có nhá, nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên trên là bơm tẩu ô tô giá chỉ có 180.000 thôi. Bác nào có ô tô thì nên có cái này. Đó, bơm tẩu ô tô này. Bơm tẩu ô tô nhá, tẩu ô tô giá sẽ là 180.000 nhá. 180 cành cho con bơm tẩu ô tô như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì con này nó tên nó là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là túi da nhá, túi da. Đó. Túi da là ba lô da. Lên cho em là ba lô da nhá. Đấy sẽ là một con ba lô du lịch như này. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là hỏi lại xem nào. Đấy một con ba lô như này. Giá sẽ là 130.000. Đấy và lấy lau đi xuống lấy túi bóng bỏ vào đi để ngoài nó bụi hết. Lau hết đi. Đấy giá sẽ là 130.000 nhá. Lau sạch đi. Đấy thì đây nó sẽ là một con ba lô như này các bác này. Đấy lên cho em là túi da nhá. Túi da. Đấy con này thì rất là ngon cho các bác luôn, thì các bác có thể dùng để đi du lịch này. Đấy máy trần cực kỳ là kỹ như này các bác nhá. Máy trần rất là kỹ như này. Đó và hàng rất đẹp, rất sắc nét cho các bác luôn. Con này thì cái chiều ngang của nó sẽ được là khoảng là 45-50 và chiều rộng là 20, chiều cao là 20 nhá. Chiều rộng 20, cao 20 và chiều ngang là 45-50 gì đấy. Đó và nó sẽ là khóa như này các bác này. Thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết, có quai đeo cho các bác luôn nhá. Có quai đeo cho các bác luôn, rất là tiện. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là túi da nhá, túi da. Giá sẽ là 130.000, lên cho em là túi da này, đó. Túi da, giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho cái mẫu túi da như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn và rất tiện ích cho các bác sử dụng để mình đi du lịch. Đấy, rất đẹp các bạn, rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp, rất ok các bác nhá. Giá thì cũng khá là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Đấy nó sẽ là một con vòi như này. Và cả về nhà các bác lắp vào cái nước nhà mình nó sẽ có cho các bác là xoay 360 độ luôn. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ này. Đấy. Bằng con bằng inox thì sẽ là 80.000 và con bằng nhựa sẽ là 60.000. Thì con này là sẽ là bằng inox nhá. Đấy. Xoay 360 độ cực kỳ tiện ích luôn. Đấy về nhà các bác có thể kết nối với các cái vòi của chậu rửa mặt nhà mình để mình rửa mặt rồi rửa giấy các thứ rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là vòi bạc xoay 360 độ nhá. Vòi bạc này. Đấy. Vòi bạc 360 độ giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con vòi bạc như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Mà giúp các bác rửa mặt, đánh răng mỗi đầu. Xoay vào thêm này. Đấy. Chế độ xịt này. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Xoay đi. Đầu vòi được tích hợp cả gen trong và gen ngoài, giúp dễ dàng lắp cho hầu hết mọi loại vòi chậu rửa trên thị trường. Rất ngon lành cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để rửa mặt này, đánh răng này. Đấy. Đấy các bác nhá, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Rồi ok. Vâng chào các bác nhá. Đấy chỗ anh em đôi bạn cùng tiến và trên biến dưới thuyền này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng làm sao mà cân nhắc trước khi mua hàng để tránh cái việc là hàng bên em gửi đến thì các bác cứ bom đi bom lại để bất công các bác nhá. Đấy thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Đấy, từ 200.000 trở lên đã bao ship rồi nên các bác cứ mua cho em đủ 200.000 là bao ship thôi. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các bác lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10. Đó, keo 10. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cuộn keo như này. Đấy, bản của nó là 10 sen. Bản là 10 sen và chiều dài của nó thì vào khoảng là 5 m nhá, vào khoảng 5 m bản 10 sen. Thì về nhà các bác có thể dán trực tiếp hoặc là các bác cắt ra làm đôi cho em cũng được. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng mà chịu nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Nó chịu được nhiệt độ lên tới là 110 độ C này và âm 40 độ C nhá. Đấy, âm 40 độ C luôn. Thì ở đây nó sẽ là một cái lớp giấy bạc phản quang, dùng cực kỳ là tốt luôn. Đấy các bác có thể dùng để dán lên các cái bề mặt tôn rồi tường để chống thấm rất là tốt. Ngôi nhà của bạn đang bị thấm rột, gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình. Vết đất đường, khe hở mái tôn đã có giải pháp. Bác tiêu 2000 với lớp keo dày chống thấm hiệu quả, đặc
biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, bể cá bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo tiếp xúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, niêm chặt băng keo để lớp giấy bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị đóng ra. Đó, rất là ok nhé. Lên cho em là keo 10, giá thì chỉ có 40k cho một quận như này thôi. 40.000 cho một quận nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng keo chống thấm nữa, đó là xịt chống thấm nhá. Con này thì nó sẽ là dòng nano nha, và xịt trực tiếp lên các cái bề mặt luôn. Đây, ví dụ đây là một cái bề mặt các bạn này. Đây là một cái bề mặt đây, em sẽ xịt lên cho các bác xem nhé. Đây, con này. Đấy, xịt lên như này. Và nó sẽ là một cái dạng kem như này nhá. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá, lắc thật đều lên cho em để tránh cái việc nó bị tắc nhá. Đấy, lắc thật đều lên cho em thì nó mới có áp suất thì nó mới xịt được các bác nhá. Đấy, còn các bác xịt mà không lắc đều là nó sẽ bị tắc này. Đấy, thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy, các bác lắc thật đều lên cho em là mình xịt là nó sẽ ra thôi. Và giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, các bác lưu ý là xịt lắc đều lên cho em, và khi mình xịt ấy thì mình nhấp thật mạnh cái này cho em. Đấy, để cho nó ra này. Đấy, các bác theo. Đấy, đây. Tại vì là thường ấy là cái đầu nó bao giờ nó cũng hơi bị cấn một chút thôi nhá. Đấy, tại vì cái đầu này nó sẽ là một cái lớp phủ cho nên nó sẽ hơi bị cấn một chút. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 50k cho một bình xịt chống thấm như này thôi. Lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây, em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Các bác này. Nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần. Hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Rồi, lên cho em là xịt chống thấm nhá, giá của nó sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy, đây em vừa xịt xong nhá, mới được có một lúc thôi nhá, mà cái bề mặt của nó đã phủ hết các cái phần vết của cái bìa này được không nhá. Đấy, nó sẽ phủ hết cái bìa này và nó sẽ khô đi, nó sẽ cứng đi nhá, và nó sẽ chống thấm nước cho bác rất là tốt luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái thuốc dán nhá. Lên cho em hộp thuốc dán, nó sẽ là 50.000 cho một hộp này. Một hộp bao gồm là 12 viên thì nó sẽ là một cái dòng thuốc chuyên trị dán nhá. Cái này thì chuyên trị dán cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là 12 viên như này, thì về nhà các bác bẻ cái viên này ra, sau đó thì các bác để vào cái khu vực như là tủ quần áo này, rồi tủ bếp này, và các cái khu vực ẩm ướt mà kiến dán hay dán hay chu ẩn, các bác cho vào cho em. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan cho bác luôn. Hàng này thì của nó thì chuyên diệt dán rất là tốt luôn nhá. Đấy, thì con này, cái dòng này của nó thì nó diệt được cả dán mẹ, dán con, dán tổ, rồi nói chung là diệt được hết này. Các bác về các bác bẻ ra 12 viên để vào các cái khu vực như là tủ bếp, rồi tủ quần áo, thứ nó sẽ là cái dạng viên như này, và nó sẽ là thuốc sinh học cực kỳ là an toàn và tốt luôn. Thị phần bán của nó thì nó sẽ là số 1 của Nhật Bản luôn nhá. Đấy, và dán con này, trứng dán này, dán tổ này, rồi là dán mẹ này, diệt được hết nhá. Đó, bán số 1 của Nhật Bản luôn, hàng made in Japan nhá. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Có hộp thuốc dán như này, giá chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp thuốc dán này, lên cho em là hộp thuốc dán 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ kiến dán nhá. Đây, các bác này, lọ diệt kiến dán tận gốc này. Con này thì các bác lắc đều lên cho em và nhỏ cho em từ 5-7 giọt vào những cái đường đi và những cái nơi là kiến dán nó trú ẩn nhá. Đấy, thì nó sẽ ăn mồi và nó sẽ công về là nó sẽ chết cả đàn, và cả đàn nó sẽ dẫn đi luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có 10k thôi, và bên em bán từ 2 lọ trở lên. Lên mã giúp cho em là lọ kiến dán, giá sẽ là lọ kiến dán này. Lọ kiến dán, giá sẽ là 10k một lọ nhá. 10k một lọ, và bên em bán là từ 2 lọ trở lên. Không bán một lọ nhá, bán từ 2 lọ trở lên. Lên cho em là lọ kiến dán 10.000 một lọ, diệt kiến diệt dán tận gốc luôn. Đấy, khi mà các bác cứ giỏ cho em từ 5-7 giọt vào và nó sẽ lan truyền đến cái đường đi của nó, sẽ ăn và là nó sẽ chết luôn các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá thì chỉ có 60.000 trong cái đuôi đèn cảm ứng như này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, 60k trong con đuôi đèn cảm ứng như này.
Đây và đây này sẽ có chế độ là điều chỉnh sáng ban ngày, sáng ban đêm hoặc cả ngày cả đêm, và điều chỉnh thời gian sáng nhá. 16 giây, 32 giây và 262 giây. Về nhà các bác chỉ cần là kết nối các cái nguồn điện vào cho em, sau đó thì xoáy bóng vào đây. Có người đi qua thì nó sẽ tắt và có người đi qua thì đi đến thì nó sẽ sáng nhá, rất là tiện luôn. Đấy, đuôi đèn cảm ứng siêu tiện luôn. Giá thì chỉ có 60 nghìn thôi, các bác kết nối ở các cái khu vực đều được hết nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá sẽ là 60k. Đó. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn, lắp đặt vào đâu cũng được. Rất tiện dụng, rất hợp lý cho các bác luôn. Đây là các bác này, cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng công nhân. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 60 nghìn thôi, lên mã giúp cho em là lọ hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách. Bác nào mà bị hôi chân hôi nách thì các bác sử dụng cái lọ này cho em. Giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là một cái lọ thuốc chuyên trị hôi chân hôi nách cho các bác luôn. Và giá rất hợp lý nha, các bác có thể dùng để mình. Đây, nó sẽ là thuộc dạng nước như này các bác này, thuộc dạng nước như này. Đấy, bác nào chuyên bị hôi chân hôi nách thì sử dụng cái này cho em. Đấy, mình xoáy ra và mình sử dụng thôi, nó rất là tiện. Đấy, thì giá thì bao nhiêu nhỉ? Hôi chân hôi nách, các bác lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một lọ như này, 50k cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Giá sẽ là 50k. Lên cho em là hôi chân hôi nách nhá, giá sẽ là 50.000 cho một típ như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bóng đèn nhá. Thì đầu tiên sẽ là cái đèn 5 cánh này. Đèn 5 cánh con này thì siêu sáng luôn. Đấy, 5 cánh như này. Giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh như này thôi. Công suất của nó sẽ là 100W nhá. Đây, công suất 100W này. Đấy, và led của nó sẽ là led 65.000K này, 65.000K. Rất là ngon lành cho bác luôn. Đấy, lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Con này sẽ là 5 cánh. 5 cánh, giá sẽ là 120.000, 120K. Công suất là 100W nhá. Con này dùng rất là tiện ích luôn. Đó. Lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000 đây các bác này. Đấy, đây, em đang dùng cái này. Đấy, nó rất là sáng luôn nhá. Đấy, em bật có một quả mà em quay khu vực này sáng trưng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 8 cánh nhá. Đấy. Có cho các bác là một con loại 8 cánh luôn. Con 8 cánh này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. Đấy, 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này các bác này. Đấy. 200.000 các bác nhá. Đó. Đây, con này sẽ là con 8 cánh, giá của nó sẽ là 200.000 các bác này. 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Rất sáng cho bác luôn. À, con này 190.000 nhá, 190.000, công suất của nó là 200W, nhầm các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 200W, con này thì siêu sáng luôn. Đó, lên cho em là đèn 8 cánh nhá. 8 cánh, giá của nó sẽ là 190k. 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W. Các bác có thể gấp gọn như này nhá. Gấp gọn như này rất là tiện này. Mang đi công trình, công chiếc hoặc các bác dùng để mình sử dụng đa di năng được luôn, rất là tiện ích và siêu sáng luôn. Đấy, và nó rất là gọn và sáng của nó là ánh sáng LED nhá. Sáng LED cho nên rất là sáng. 200W của nó thì nó phải sáng bằng 500W của con đèn đỏ, cho nên nó rất là sáng và tiết kiệm điện nhá, tiết kiệm điện. Giá thì chỉ có cho các bác là 190k thôi, 190k. Đấy, đèn 8 cánh nhá, 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nắp cống đồng nhá. Các bác lên theo là nắp cống đồng. Đây, nó sẽ là một con nắp cống làm bằng đồng nhá, làm bằng đồng nguyên phối như này. Đấy, để con này dùng để ngăn mùi rất là tốt này, dùng để ngăn mùi rất là tốt luôn. Đấy. Cơ chế của nó là khi có nước xả thì nó sẽ mở này. Có nước xả nó sẽ mở và không có nước thì nó sẽ là cơ chế cân bằng, nó tự đóng như này. Rất là tiện con này. Đấy, bằng đồng đúc nguyên khối như này. Thì các bác có thể lắp trực tiếp hoặc khi nhà nào mà cái miệng của cái thoát sàn nó hơi to thì các bác lắp thêm cái này vào cho em. Tháo cái gioăng ra lắp cái long đen này vào cho em. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái nắp cống đồng thôi. Lên mã giúp cho em là nắp cống đồng, giá sẽ là 50k nhá. Nắp cống đồng này. Nắp cống đồng. Nắp cống đồng giá sẽ là 50k. 50k cho một em nắp cống đồng nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái nắp cống đồng này luôn. Này hạ có mùi hôi bốc lên từ ống cống thì các bác có chịu, thì có khách vào nhà cũng có sự vì mùi hôi này mà không có cách nào để giải quyết. Này em sẽ may cho các bác một giải pháp cực kỳ dễ dàng mà em đã sử dụng để giải quyết vấn đề về mùi hôi này, đó chính là nắp cống ngăn mùi thông minh. Trước đây ống cống nhà em bốc lên một mùi hôi cực kỳ khó chịu mà em đã tìm đủ mọi cách mới không thể nào giải quyết được. Nhưng khi sử dụng sản phẩm ngăn mùi này với thiết kế khóa một chiều cùng một lớp gioăng cao su giúp ngăn mùi hôi bốc lên thì cực kỳ tốt.
khi có nước thì nắp mới mở ra, còn hết nước nắp sẽ tự động đóng lại. Chất liệu của sản phẩm thì làm bằng đồng phân nguyên khối nên cực kỳ bền bỉ, mình sử dụng đến khi ống cống nhà mình hỏng rồi mình thay ống mới lại nắp lại là có thể tiếp tục sử dụng. Các bác nhớ nút đặt hàng ngày hôm nay để có thể xử lý các vấn đề của mình các bác nhé. Đó, rất ok nên đi là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi. Nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này. 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi đồ như này, và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá. Nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn giết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8L nhá, 1.8L. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá. Bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8L nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi Cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá, và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bác này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật. Còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là... À, nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cu
lên cho em là nồi cúc cu nhá, nồi cúc cu này. Nồi cúc cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi cúc cu. Đấy, còn con nồi sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của sáp đây. Phát lên cho em là nồi của sáp nhá. Nồi sáp thì sẽ là 500 và nồi cúc cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi và cái giá thì khá là tốt cho các bác luôn. Chỉ có 130.000 cho một chiếc như này. 130.000 cho một cái chiếc kéo cành trên cao như này nhá. Đó. Con này thì ở đây nó sẽ có gồm cho bác là một kéo này, một cưa, một kéo và một cưa. Đây, cái đầu lưỡi kéo của nó đây. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đó. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đầu cắt của nó thì thép SK5 không gì, cực kỳ sắc bén, có quai như này, về nhà các bác chỉ lắp vào là xong. Rất dễ dàng. Giá chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành trên cao nhá. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Trên cao, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 đây, em sẽ có video thực tế luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Kéo các cành trên cao. Lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, cho nên các bác cứ mua đủ cho em 200.000 là ok. Đây các bác này. Đấy. Lắp đặt thì rất là đơn giản thôi, các bác chỉ cần là đây, các bác chỉ cần là cho em một cái xào vào. Đấy, sau đó thì mình vặn ốc vào cho em là xong. Đấy. Khi mình sử dụng mình cắt thì nó rất là đơn giản này. Cành to, cành nhỏ, cành lớn, cành bé này, cắt được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình cưa cũng được. Đấy. Những cành nào to mà các bác muốn cưa đi thì mình dùng rửa cưa. Đấy, không cắt được thì mình cưa, mà không cưa được thì mình cắt. Rất đơn giản vậy thôi. Giá thì chỉ có 130.000 thôi nhá. 130.000 cho con kéo cành trên cao như này các bác này. Rất tiện dụng luôn. Đó, các bác thấy không? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo hộp đỏ nhá. Lên cho em là kéo hộp đỏ. Giá thì sẽ là 150.000 cho con kéo hộp đỏ như này. Dòng này nó sẽ là dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Đấy. Dòng này bên em bán thì nó sẽ là thuộc cái dòng phân khúc cao cấp nhá, phân khúc cao cấp cho các bác luôn. Hàng made in Japan này. Đó, chữ triện của Nhật đây, made in Japan. Hàng này thì nó sẽ là thuộc dòng phân khúc cao cấp nhá. Made in Japan này. Đó. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để mình cắt cây, cắt cành này. Cắt cây, tỉa cành, tỉa răm, rồi nói chung là cắt cây rất là ngon. Đấy. Đây, hàng thép hết này, thép liền thân này, ốp gỗ cực đẹp cho các bác luôn. Đó. Rất chất lượng và xịn sò nha, made in Japan này. Đó, tem đồng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, giá thì cực kỳ tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ. Giá thì chỉ có 150.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Đấy, giá rất tốt cho bác luôn. 150.000 cho một con kéo hộp đỏ như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ nhá. Giá sẽ là 150k. Kéo hộp đỏ này. Hộp đỏ giá sẽ là 150k trên một em nhá. 150.000 cho em kéo hộp đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá. Hàng thì được làm từ sợi than tre hoạt tính, xuất xứ từ Hàn Quốc nhá. Đấy. Có đầy đủ màu sắc cho các bác luôn. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, đủ màu cho các bác. Đấy, đủ màu cho các bác sử dụng trong cả nhà luôn. Đó, được làm từ sợi than tre hoạt tính. Rất là tốt nhá. Kháng khuẩn các bác nhá. Đấy. Kháng khuẩn cho các bác, chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đấy. Và cái sợi than tre này thì nó rất là tốt này. Hàng này thì nó sẽ là được sản xuất ở Hàn Quốc và xuất sang Việt Nam mình, nó bán trong hệ thống siêu thị là 36.000. Đây, Korea con này, Korea. Đó, nó xuất sang Việt Nam mình nó bán 36.000. Nhưng mà riêng hôm nay bên shop tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá của nó sẽ là bên em bán theo combo nhá, bán theo combo. Đấy, mua 4 cái là bằng 20k này. 10 cái sẽ là bằng 40k và một hộp này là 30 cái thì sẽ là 110.000 nhá. 110.000. Đó. 4 cái 20.000 là bán thấp nhất là 4 chiếc. Đấy, 10 cái 40.000 và 30 cái là 110.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em là bộ 5 đĩa tròn nhá, bộ 5 đĩa tròn. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái đĩa nhá. Đấy, 5 cái đĩa. Đây, nó sẽ là 5 cái đĩa như này. Và kích thước của nó thì nó cũng rất là đa dạng luôn. Con to nhất này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24 cm.
Đấy, to nhất là 24cm nhá. Rất đẹp. Rất đẹp, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Rất đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Con to nhất này là 24cm này. Đấy, và con nhỏ nhất này sẽ là 16cm. Đấy, 16cm. Thì nó sẽ có cho các bác là 5 chiếc. 5 chiếc to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn. Thì các bác có thể sử dụng để mình ăn cỗ ăn bàn này. Đấy, làm mâm, làm bát, làm đĩa rồi bày lẩu bày liếc đều ok hết nhá. Chế biến đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được. Lên cho em đó là bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn này. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120k trong cái bộ 5 đĩa tròn như này. Hàng của thương hiệu Nguyên Linh hay hình người của Đức này. Rất chất lượng và giá thì rất hạt rẻ. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất hợp lý luôn các bác nhá. Tiếp theo thì đến shop cũng về cho các bác một cái dạng khay, đó là khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật thì các bác này. Con này thì dung tích của nó là vào khoảng là 200ml các bác nhá. Đấy. Hàng khay bằng inox 304, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dặn chắc chắn các bác luôn. Và con này của nó thì nó cũng có cho các bác một cái nắp nhựa như này nhá. Một cái nắp nhựa như này. Đấy. Một cái nắp nhựa như này để các bác đậy này. Đấy, cái nắp có sẵn nắp nhựa cho các bác luôn. Để các bác đậy mình bỏ vào trong ngăn đá này, ngăn lạnh này, ngăn mát này, tủ lạnh đều rất ok. Hoặc các bác có thể dùng để mình đựng trực tiếp đồ ăn sống, đồ ăn chín, sau đó các bác đậy nắp lại thì em rất là ngon nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 30k. Lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật này, đó. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá. 30.000 trên một chiếc khay chữ nhật thế này. Hàng bằng inox 304 sáng bóng đẹp, dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, mang cơm đi học đi làm đều ok hết nhá. Giá chỉ có 30.000 một chiếc thôi. 30k trên một chiếc khay chữ nhật thế này. Tiếp theo thì bên shop có chú con dao. Bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con dao giấy. Đó là cái cân các bác ạ. Lên mã giúp cho em đó là con cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5kg. Đấy. Cân được 5kg và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Đấy, nó sẽ là cân được 5 cân nhá, cân được 5 cân. Đấy. Và gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho con cân 5 cân như này. Con này thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây nhá, hai pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó, cái lô này bên em bán thì nó sẽ không có sẵn pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào đây cho em thôi. Cân được 5 cân và có tính năng trừ bì luôn. Đấy, các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, 50k và nó sẽ cân được 5kg, 5kg các bác nhá. Đó, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cọ vịt nhá. Thì nó sẽ là một cái chổi cọ vịt như này. Về nhà thì các bác lắp cho em cái cán này vào đây. Đấy, lắp cái cán này vào đây cho em là xong này. Con này của nó thì nó có thể uốn mềm được nhá. Đấy, nó sẽ là cái cao su như này, có thể uốn mềm được. Một đầu để các bác cọ này, đầu này để các bác rửa này. Đấy, đây, đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Chiều dài của nó vào khoảng là đi gần 40cm. Các bác dùng để cọ toilet, nhà tắm, nhà vệ sinh rất là ok. Đấy, dùng xong thì các bác lại bỏ nó vào đây cho em là nó sẽ sập vào. Có miếng dán thì các bác dán vào tường cho em nhé. Lên cho em là chổi cọ vịt nhé. Đấy, chổi cọ vịt. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái chổi cọ vịt như này. Đấy, lên mã giúp cho em là cọ vịt nhé. Cọ vịt giá sẽ là 60k. 60k một chiếc nhé. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, con này thì nó rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng để mình đánh rửa kỳ cọ các bác này. Đấy, rất là tiện nhé. Đó, cho dầu vào. Kỳ cọ đánh rửa nó rất là tiện luôn. Đấy, đầu mềm đưa vào các ngóc ngách được, rất là tiện, rất phù hợp luôn. Đó. Sau đó thì mình lại để gọn vào là xong. Đây. Đấy, rất tiện ích luôn. Có miếng dán các bác có thể dán vào. Đó. Rất tiện, không vướng víu. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái sẽ là một cái đèn đèn học nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn học. Con này thì nó sẽ là một con đèn như này. Có kèm cả hộp bút luôn. Đấy, có kèm hộp bút luôn. Có kèm một cáp sạc và một hộp bút nhá. Đấy, đây. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính này. Nó cũng khá là sáng luôn, nó sử dụng bằng pin. Đấy, cái này là cái lẫy này. Các bác lắp cái lẫy hộp bút vào theo này. Đấy, cái lẫy hộp bút các bác lắp đây xem. Đó. Đây, lắp vào thì nó rất là cứng cáp nhá, cứng cáp cho các bác luôn. Đó. Đây. Và cảm biến nhá. Đây, sáng mạnh, sáng vừa, sáng trung tính này. Đấy. Rất là sáng các bác nhá. Đó. Công suất của nó thì con này của nó sẽ là 10W nhá, 10W. Đó. Công suất của nó là 10W các bác. Đó. Rất là sáng luôn. Các bác có thể dùng làm đèn học, đèn ăn hoặc nói chung là đa di năng luôn. Và nó dùng tính năng là nó dùng sạc pin nhá. Đấy, nó dùng sạc pin. Thì các bác có thể dùng mình sạc pin hoặc là mình chú đó. Các bác có thể dùng sạc pin hoặc là mình
mình cắm củ sạc trực tiếp được, tùy theo nhu cầu của bác. Đấy, cắm trực tiếp được mà dùng sạc pin được đều ok hết, không có vấn đề gì cả. Giá thì vâng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn học nhá, đèn học giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đèn học giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn học như này. Đó. Vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhá. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc sạc nhanh cho điện thoại nhá, nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được, còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhá, loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260k. Và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm, đó là cái vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài. Con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5.
và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này, hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà quá nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp em, đó là loa vũ tạ, giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp em, đó là loa gỗ dài nhá. Đó, loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá, 270k, và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món, hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dặn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá.
đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhé. Con 5 lít đây, hàng của Đức cơ này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhé, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. To đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món quá này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Vâng, chào các bác. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, lưu ý các bác là nhận hàng phải kiểm tra nhé, không kiểm tra là bên em không xử lý đâu. Các bác kiểm tra lỗi lầm gì thì bên em sẽ khắc phục đổi mới cho các bác luôn. Còn các bác không nhận hàng không kiểm tra thì bên em không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây thắt lưng nhá, dây thắt lưng hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ 100% là da bò tự nhiên. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng da bò tự nhiên dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, có cho các bác là hai màu nhá, một là màu đen và hai là màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy thôi. Đấy, nó sẽ có hai màu như này. Cái mặt thì nó sẽ là mặt ngẫu nhiên nhá, và màu thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hai con này thì đã cái độ dài ngắn nó đã khác nhau rồi, tức là chất liệu là da bò tự nhiên, cho nên là khi mà nhà sản xuất người ta cắt ý, thì nó sẽ có cái dài cái ngắn, nhưng nó chỉ lệch nhau là khoảng 5 cm như này thôi các bác nhá. Và chiều dài của nó là sẽ là từ 1m1 đến 1m3. Đấy, và hàng nó sẽ là hàng của Mỹ nha các bác này, made in USA này, hàng của Mỹ, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên hết này. Con này em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đấy, đốt không bao giờ bị cháy nhá, đốt không bao giờ bị cháy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chiều dài từ 1m1 đến 1m3, hàng thì cực kỳ chất lượng, mặt của nó hàng thì sẽ là hàng đúc liền, và hàng con bi lăn như này thì rất là dễ sử dụng nhá, chắc chắn dễ sử dụng, bền đẹp, mặt đúc liền nhá. Đấy, ổ của nó là ổ đúc liền như này, rất là đẹp này. Đấy, ổ khóa đúc liền rất đẹp và bền bỉ và chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là một cái thắt lưng như này giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ có màu đen và màu nâu, giá sẽ là 180.000 đúng nhỉ, 180-190. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 các bạn. Đấy, em xin lỗi các bác là em nhầm nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ này, da bò Mỹ, giá của nó sẽ là 190.000 một chiếc nhá, chỉ có 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này thôi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò, nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, thì hàng cũng là hàng của Mỹ này, made in USA này, rất chất lượng cho các bác luôn.
Con này thì da của nó, chất da của nó thì siêu mềm, các bác yên tâm sử dụng. Và thiết kế theo kiểu ví truyền thống cho nên là sử dụng được rất là nhiều ngăn, rất nhiều ngăn và rất là đẹp nhá. Và con này thì các bác dùng thì từ 5 đến 10 năm luôn, các bác yên tâm sử dụng. Chất liệu của nó 100% là da bò hết nhá. Đấy, da bò hết, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Từ đường kim mũi chỉ cực kỳ là kỹ nhá. Đấy, 100% là da bò hết cho nên các bác yên tâm sử dụng. Rất dày dẫn chắc chắn, tất cả các ngăn đều là ngăn thật hết nhá. Ngăn thật có thể sử dụng để mình đựng các cái loại thẻ này, 1 2 3. Đấy, ở đây các bác có thể để được 3 cái thẻ này, bên này một cái nữa là 4 này. Đó, và rất là nhiều các cái chi tiết nữa, chứng minh thư rồi giấy tờ, và một ngăn thường, hai ngăn thường, một ngăn khóa. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái ví da bò như này. Các bác lên cho em là ví da bò, giá của nó sẽ là 80k. Đó. Ví da bò. 80.000 đúng không nhỉ? À 120.000. Xin lỗi các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví da bò này. Đấy, hơi nhầm tí. Ví da bò giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. 120.000 một chiếc nhá. Đấy, 120.000 một chiếc. Bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này thì là 301, thì bên em sẽ tính cho bác là 300 tròn và bao ship luôn. 300 tròn là bao ship. Thắt lưng là 190, ví là 120, tức là 301, nhưng bên em tính tròn cho các bác là 300.000 và bao ship các bác nhá. Đó. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là kia kem đánh răng nhá. Đấy, thì nó sẽ có hai dòng, một là dòng của Nhật, hai là dòng của Hàn Quốc nhá. Đây, dòng này nó sẽ là dòng của Nhật này. Thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, đang bán 70.000. Lô này về giá tốt cho các bác luôn. Đấy, hàng made in Japan nhá. Đây, made in Japan này, 170g này. Chữ này là chữ made in Japan này, 170g luôn. Đó, và giá sẽ là 60k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, lên cho em là kem đánh răng Nhật, giá của nó sẽ là 60k một lọ, dung tích 170g. Dòng này thì của nó là chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Đây, viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá, dùng cực kỳ tốt luôn. Đấy, tinh chất từ gạo của Nhật nhá. Giá sẽ là 60k. Còn ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Hàn Quốc. Con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. Hàng này thì nó không có niêm phong đâu các bác nhá. Nó không có niêm phong đâu. Đấy, nó sẽ như này và không có niêm phong. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ kem đánh răng của Hàn Quốc như này, hàng made in Korea của Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k. 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này thôi. Đấy, hàng made in Korea này. Đấy. Made in Korea, dung tích của nó là 120g, 120g nhé. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình thể thao các bác nhá. Lên cho em là bình thể thao. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít các bạn. Đấy, màu của nó sẽ là màu xanh rất là đẹp luôn, inox 316. Đấy, giữ nhiệt cho các bác cực kỳ là tốt luôn, giữ nhiệt rất là tốt nhá. Inox 316 đây các bác này. Inox 316, su 316, sáng bóng luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con bình như này thôi. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít cả vỏ. Đó. Dung tích của nó là 1 lít cả vỏ và giá là 80k. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao này. Đấy, bình thể thao giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bình thể thao như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cặp kéo tóc hàng của thương hiệu Kai nhá, hàng của thương hiệu Kai. Một cặp này sẽ bao gồm cho các bác là một con cắt và một con tỉa. Giá thì chỉ có 160.000 cho một đôi kéo như này thôi. Hàng của Nhật mà giá cũng rất là Việt Nam. Đây, hàng thương hiệu Kai Japan nhá. Kai Japan qua này. Đó. Con này thì sẽ là một cắt một tỉa, các bác có thể dùng để cắt tóc cho trẻ em, cho người già, hoặc là mình dùng để mình cắt làm thợ cũng được, rất là ok luôn. Đầu kéo dày, cắt cực kỳ là đầm, kéo sắc bén và êm ái. Giá thì sẽ là 160.000 cho một cặp kéo cắt tóc Kai như này. Lên mã giúp cho em là cặp kéo Kai, giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho một cặp kéo cắt tóc Kai như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là cặp kéo tóc, giá sẽ là 160k. Đó. Lên cho em là cặp kéo tóc này. Đấy. Cặp kéo tóc. Cặp kéo tóc nhá. Một đôi giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho một đôi kéo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái mỏ hàn thiếc nhá. Đấy. Hàng made in Japan các bác này, hàng made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái đầu đẩy thiếc này, các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây cho em, sau đó thì các bác lắp cho em cái quận thiếc vào đây, lắp cái quận thiếc vào đây và chí vào cái lỗ này, sau đó các bác bóp thì cái thiếc nó sẽ ra cái đầu này và nó ăn trực tiếp vào cái mỏ hàn này luôn. Đấy, và cái đầu mỏ hàn này thì các bác có thể thay bình thường nhá, tháo ra và thay đầu mỏ bình thường thì các bác có thể mua đầu mỏ chỗ khác về, mình có thể dùng mình thay thế vào. Giá thì sẽ là 130.000 cho một cái mỏ hàn thiếc như này.
lên cho em là mỏ hàn thiếc nhá, hàng made in Japan của Nhật này. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 150W, sử dụng điện 220V ok. Đấy, và giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 cho một cái con mỏ hàn thiếc này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn thiếc, giá sẽ là 130k nhá. 130k, các bác có thể mua về để mình làm thợ làm nghề, hoặc là mình sử dụng chế cháo các cái đồ lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Mỏ hàn thiếc, hàng made in Japan này, nội địa của Nhật. Đấy, mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc. Mỏ hàn xanh, lên đây là mỏ hàn xanh. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái em mỏ hàn xanh như này. Rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái massage 3D nhá. Đấy, massage 3D. Các bác lên trên là massage 3D bằng tay. Con này thì nó sử dụng bằng tay nhé, chứ không phải bằng máy đâu. Đây, đấy các bác xem này, khi em kéo thì cái bắp thịt nó sẽ di chuyển như này, tức là khi các bác cứ kéo như này thì nó sẽ giúp cho các bác là săn các cái bắp thịt này, rồi cơ bắp này, rồi là cổ vai gáy đều được hết nhé. Nó sẽ là dạng con xoay như này và các bác dùng bằng tay chứ không phải bằng máy đâu nhá, không phải bằng máy đâu. Lên trên là massage 3D bằng tay. Đấy, đây nó sẽ là một con massage, thương hiệu của nó là 3D massage và sử dụng bằng tay nhá. Đấy, đây các bác có thể dùng để massage mặt này, cổ này, vai gáy, các bắp tay bắp chân, rồi ngực này đều được hết nhá. Đấy, massage 3D bằng tay nhá, massage 3D bằng tay, giá sẽ là massage 3D bằng tay, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên cho là massage 3D này, massage 3D bằng tay, giá sẽ là 50k một em nhá, 50.000 cho một em đó, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu nhá. Máy cạo râu hàng thương hiệu Zandu như này. Đây nó sẽ là một con máy cạo râu cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Có cả phần tăng đơ này. Các bác muốn dùng tăng đơ thì các bác đẩy cái phần tăng đơ này lên cho em để mình những cái râu dài thì mình tăng đơ đi trước, sau đó đến râu ngắn thì mình dùng mình cạo như này. Đó. Và có cho các bác là cái chân sạc đây, các bác cắm trực tiếp sạc điện 220 cho em. Và lưu ý các bác khi cạo thì mình nhấp cho em nhá. Nhấp như này, nhấp như này để cho cái râu nó lặn vào trong cái lưỡi này thì nó mới đứt được các bác này. Đó, các bác nghe cái tiếng râu em nó đứt chưa? Đó, các bác thấy không? Đó, nó đứt chần chẹt này các bác này. Đó. Và lưu ý các bác khi thay lưỡi thì muốn thay thì các bác chỉ cần tháo này này thôi. Các bác cầm hai tay hai bên này, các bác giật mạnh cái là nó ra này, giật mạnh cái nó ra. Thì bên em có bán kèm cả cái này là cái lưỡi này. Đây cái này là cái lưỡi này. Cái lưỡi thì các bác cũng cứ giật thẳng này là cái lưỡi này nó sẽ ra này. Đấy. Các bác giật thẳng này cho em là cái lưỡi nó sẽ ra. Thì đây là cái này là cái lưỡi này. Còn cái vàng vàng này sẽ là cái màng này, cái này là cái màng này. Đấy thì bên em sẽ bán là 30.000 cho một cặp cả màng cả lưỡi. Đây cái mà vàng này là cái màng này. Thì nó sẽ kết hợp hai món, cả màng cả lưỡi cho các bác luôn. Đó, cả màng cả lưỡi nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái con cạo râu Zandu như này. Đấy. Các bác lên cho em là cạo râu Zandu nhá. Đấy, cạo râu Zandu. Giá của nó sẽ là 90k. Đấy, máy cạo râu Zandu 90.000 nhá. Đấy, máy cạo râu Zandu này. Máy cạo râu Zandu. Máy cạo râu này. Zandu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Và cả màng cả lưỡi thì sẽ là 30.000 nữa. Đó, lấy cả màng cả lưỡi là 30.000, còn nguyên máy là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển nhá. Thì bên shop có hai mẫu, một là điều khiển cắm trực tiếp, hai là điều khiển con này thì nó sẽ là điều khiển đấu nối nhá. Con đấu nối này sẽ là 230.000. Đấy, điều khiển đấu nối này 230.000, bỏ ngay cắm trực tiếp này. Đấu nối 230k là con này. Thì về nhà các bác đấu nối cho em. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dây như này và một con điều khiển, về nhà các bác đấu nối vào cho em. Đấy. Còn con cắm trực tiếp thì đây nó sẽ là con này. Con cắm trực tiếp này thì sẽ là 270.000. Đấy, cắm trực tiếp là 270.000 thì về nhà các bác cắm cho em vào cái nguồn điện, sau đó thì các bác cắm thiết bị cần điều khiển qua. Đấy, nó sẽ có một cái cục như này. Đấy, có một cục như này nhá. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em, điện 220 và có điều khiển như này thì dùng để tắt bật quạt điện này, rồi là máy bơm này, rồi là các cái thiết bị điện khác mình cần đóng ngắt, cửa cuốn các thứ cũng ok hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 270.000 cho con cắm trực tiếp và 330.000 cho con đấu nối. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái hướng dẫn sử dụng và cái cách người ta đã sử dụng các bác nhá. Đây các bác này, đó. Em đang sử dụng đây là để bật tắt máy bơm, em bật này. Nhưng có một cái nhược điểm là cái remote này nếu bị rơi xuống nước thì dễ bị hỏng. Giải pháp đây các bác này, một em remote có khả năng chống nước cao. Cách làm này thì rất là đơn giản, các bác dưng mì hương mật cho khoảng 5 giây. Đèn sẽ nhấp nháy, đó đã nhấp nháy rồi. Trên khiển chống nước các bác bấm on và off đã được học lệnh. Bây giờ em sẽ cấp tải. Và bật. Và điều khiển cũ cũng điều khiển được luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, có hai. Bây
sẽ cho cái chuyển này ngâm trong nước trong khoảng 5 phút. Đấy, rất là ok nhá. Thì có một dòng là một đấu nối và một dòng là cắm trực tiếp, thì các bác lấy loại nào thì lấy. Đây dòng này nó sẽ là dòng cắm trực tiếp thôi này. Đấy. Các bác sẽ cắm trực tiếp vào điện cho em. Đấy. Còn tay remote bên trái này nhìn nó to hơn nè, nó mập hơn chút xíu. Cắm trực tiếp vào nước cho em, sau đó thì mình điều khiển này. Chúng ta thích tại vì nó nhỏ gọn ha. Nó nhỏ gọn. Đấy, bật lên tắt đi đều ok hết nhá. Chúng ta bấm nút này. À, thông thường này, đây remote này chúng ta gỡ ra là thấy pin, thấy một cái này nè. Đây là một pin 120V 100m. Đấy. Với tay remote rất là tiện, chúng ta có thể cắm vào cái điều khiển cho quạt nè, motor nè, để bơm nước tưới cây tưới này vườn hoặc là phun xịt. Đây là một mẫu ổ cắm điều khiển từ xuyên tường. Đấy, các bác này. Nó bật tắt điều khiển từ xa. Đấy, bật quạt này. Đấy. Đó, cắm quạt bật lên này. Bật tắt. Đó, tắt đi này, rất là tiện nhá. Bật tắt tại chỗ ngay trên nút nhấn chỗ này. Ok. Rất là ok nha, giá thì chỉ có cho các bác 270.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ móng tay nha. Bộ móng tay thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, đầu tiên nó sẽ là bộ ví hồng nha. Đấy, nó dựng trong một cái ví như này thì bên em gọi nó là ví. Đấy, các bác lên cho em là ví hồng. Thì bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, nặn mụn này, rồi mài móng tay này, rồi là cắt da chết các thứ đầy đủ cho bác luôn. Combo cho các bác như này. Một cái bộ như này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái bộ như này. Bộ này thì nó sẽ là, các bác lên trên là bộ ví hồng, cắt cực kỳ là ngon luôn đấy các bác này. Đấy, cắt móng tay miếc cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Rất là bén các bác này. Đấy, cắt tanh tách luôn các bác nhá. Rất là ngon luôn các bác theo. Đây. Đấy. Đấy các bác theo, rất là ngon luôn và rất là chắc chắn nhá, màu hồng rất là đẹp luôn. Đấy thì các bác lên trên là ví hồng, giá sẽ là 60.000 cho cái bộ ví hồng như này nhá. 60k. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác một cái bộ đó là ví xanh thì nó sẽ cao cấp hơn, nhiều chi tiết hơn. Con này thì các bác lên cho em là ví hồng này. Ví hồng 60k nhá, 60.000 cái bộ ví hồng như này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác một cái dòng ví xanh này. Con này thì sẽ cao cấp hơn rất là nhiều, nhiều chi tiết hơn. Và giá thì cũng rất hợp lý, chỉ có bác cho bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái con ví xanh như này. Đấy. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng này, có nặn mụn này, rồi mài gót chân này, nhiều chi tiết hơn rất là nhiều luôn. Đấy, đây. Combo cho các bác này, rất nhiều chi tiết như này. Và giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Có cả mài gót chân này, nặn mụn này, rồi cắt da chết này, rồi tỉa cắt móng này, rồi có 3 4 cái bấm móng, có cả bấm cho trẻ em, bấm khóe, rồi bấm to đầy đủ cho bác. Lấy dái tai, combo đầy đủ. Có một cái bộ này là về nhà mình sử dụng được cho cả nhà luôn. Rất là tiện, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho chị em phụ nữ, hoặc là mua về sử dụng trực tiếp trong gia đình nhà mình, rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho anh em các bác là 100.000 cho một cái ví xanh như này thôi. Rất đẹp các bạn, rất đẹp, rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con ví xanh như này rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Hôm nay thì bên shop về thêm cho các bác một cái mã bình trà mới nữa, thì các bác lên xem là bình trà inox, thì nó sẽ có loại hai lạng và loại một loại hai lạng và một loại bốn lạng có nhá. Đấy, một loại hai lạng, một loại bốn lạng, thì tùy theo nhu cầu và mục đích các bác muốn lấy loại nào thì lấy có nhá. Đó, thì nó sẽ có cho các bác là loại hai lạng và loại bốn lạng. Đây. Đấy, hàng của nó là sẽ là bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Nắp của nó thì nó sẽ có gioăng nhá, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giữ độ chống ẩm cực kỳ là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình chè inox nhá. Thì cái bình hai lạng này thì em sẽ có màu đen, màu đỏ và màu đen, màu đỏ và màu inox như này. Đó, màu đen, màu đỏ, màu inox, nó sẽ có 3 màu. Thì các bác lấy màu nào thì các bác lên mã giúp cho em nhá. Màu đen, màu đỏ và màu inox. Đó, màu đen, màu đỏ, màu inox, lên cho em là bình chè inox hai lạng nhá. Chè inox hai lạng. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con bình chè inox hai lạng như này. Đấy, các bác lên cho em là bình chè inox hai lạng này. Đó. Bình chè này. Đó. Bình chè inox nhá. Inox hai lạng, giá của nó sẽ là lên cho em là bình chè inox hai lạng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con bình chè inox hai lạng như này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Màu inox này, màu inox này, màu đỏ này và màu đen này. Màu inox, màu đỏ, màu đen như này. Sẽ có là 3 màu cho các bác lựa chọn nhé, 3 màu cho các bác lựa chọn luôn. Hàng thì cực kỳ đẹp và cái giá thì cũng rất là tốt nhé, giá rất là tốt cho bác luôn. Giá này thì giá quá là hấp dẫn cho bác rồi. Đây, nó sẽ có nắp xoáy, có gioăng hết như này, bằng inox, gioăng xoáy cực kỳ là ngon luôn và rất là chặt. Thì con này các bác có thể dùng đựng chè này, đựng cà phê này, hoặc là đựng các cái loại hạt cũng rất là ok nhá, đựng lạc, đựng vừng, nói chung là rất đa tính năng luôn. Nó bằng inox thì nó rất là sạch sẽ,
Tiếp theo thì các bác lên cho em là con bình chè 4 lạng nhá. Con này thì nó sẽ là đựng được 4 lạng chè. Con này thì nó sẽ có là màu inox, màu vàng và màu đỏ. Màu inox, màu vàng và màu đỏ nhá. Hàng đều là hàng inox 304 không bắt 5 châm. Rất là đẹp luôn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy thì con này các bác lên cho em là bình chè 4 lạng này. Hàng bằng inox 304 đúc liền thân như này. Cái này thì các bác có thể dùng để đựng chè, đựng lạc, đựng vừng, rồi đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng rất là ok. Hàng bằng inox sạch sẽ, không lo gì sét có giòn nhá. Đựng đường, đựng giếc, chống kiến, chống côn trùng cực kỳ là tốt luôn. Lên cho em là bình chè 4 lạng, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con bình chè 4 lạng như này. Đấy, lên cho em là bình chè inox 4 lạng này. Đó, bình chè inox nhá. Đấy. Bình chè inox 4 lạng này. Đó, inox 4 lạng, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một con bình chè inox 4 lạng. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu như vậy để cho các bác lựa chọn. Cái con 4 lạng này thì bên shop sẽ về nó sẽ có là 3 màu này. Màu inox này, màu vàng gold này, màu vàng gold và màu đỏ đô này. Đấy, rất là đẹp luôn. Màu inox, màu vàng gold và màu đỏ đô rất là đẹp nhá. Thì các bác có lấy màu nào thì lấy, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác thôi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình chè inox 4 lạng nhá. Bình chè inox 4 lạng, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái điện thoại 4 SIM nhá. Đấy, con này nó sẽ là một cái dòng điện thoại 4 SIM luôn. Đấy, các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện như này, hàng bàn phím nhá. Và sẽ có cho các bác là 4 SIM luôn để cho các bác thoải mái sử dụng nhá. Đây, 4 khai SIM luôn các bác này. 1 2 3 4 khai SIM như này rất là tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em là điện thoại 4 SIM nhá. Đấy, hàng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác về chỉ cần bật nguồn này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, pin piếc nó trong hết rồi, bật nguồn là nó sẽ lên thôi. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái dây cáp sạc nhá. Đấy. Một cái dây cáp sạc và kèm thêm cho các bác luôn là cả một cái miếng ốp luôn. Đấy, cả một cái gọi là một cái chống ấy luôn. Đấy, gọi là cái ốp lưng này luôn nhá, ốp lưng luôn. Rất là xịn sò con bò như này. Đấy, 4 SIM này. Đấy, số to rõ ràng luôn nhá. Bàn phím cực kỳ là to, số to rõ ràng này. Và đây con này ưu điểm của nó sẽ có cho các bác là một con đèn pin đấy nhá. Một con đèn pin nữa. Để con đèn pin này các bác chỉ cần là đẩy lẫy này là nó sẽ lên thôi. Đây nó sẽ là một cái đèn pin dọi các bác nhá, chứ không phải là một cái pin pin led ấy đâu, không phải là cái đèn flash đâu, đèn flash nó đằng sau cơ. Còn đây nó là một cái đèn pin đằng trước luôn. Các bác có thể dùng làm một cái đèn pin bình thường, nó siêu sáng luôn các bác nhá. Rất là sáng đấy các bác này. Đây xem các bác xem cái điểm sáng của nó này. Nó là một con đèn pin luôn các bác nhá, chứ không phải là một cái ấy đâu. Chứ không phải là một cái đèn led đâu các bác nhá. Và giá thì rất hợp lý cho bác nhá, một con điện thoại 4 SIM như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 các bác nhá. Đấy, 500 đúng không? Hả? 450.000 nhá các bác nhá. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Chỉ có 450.000 cho một con điện thoại 4 SIM như này thôi. Đấy, 450.000. Lên mã giúp cho em Huấn là điện thoại 4 SIM nhá. Giá sẽ là 450k một em như này. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Hàng nguyên siêu, nguyên đai nguyên kiện như này, cực kỳ chất lượng nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM này. Giá của nó sẽ là 450k. Và bao ship đến tận nhà cho bác luôn, nhận hàng, lắp SIM vào thử và thanh toán. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ của thương hiệu Longines của Nhật nhá. Đấy, đồng hồ Longines của Nhật đây. Thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em là đồng hồ Longines, giá sẽ là 250.000 nhá. 250.000 cho một con đồng hồ Longines hàng của Nhật như này. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Về nhà các bác tháo cho em cái lẫy trắng này ra này. Đấy, cái này là cản pin các bác đóng vào. Đấy, đậy cái nắp này vào là nó sẽ cản pin cho các bác này. Đấy. Đây, con này thì cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, đồng hồ Longines nhá. Và nó có rất nhiều múi giờ luôn. Giờ của Paris này, giờ của Anh Pháp này, nói chung là New York này. Đấy, rất là nhiều múi giờ luôn, rất là đẹp này. Có lịch có liếc đàng hoàng. Đấy, đồng hồ Longines của Nhật nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines nhá. Đấy. Và lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines, giá sẽ là 250k. Đó, đồng hồ Longines này. Longines giá sẽ là 250k nhá. 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Đấy, cùng cái mục bình chè thì bên shop có là bình chè đồng nữa nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình chè đồng này. Chè đồng thì bên shop sẽ có là hàng mạ đồng và hàng mạ vàng như này. Đấy, hàng mạ đồng và mạ vàng nhá. Thì nó cũng là dòng 2 lạng và dòng 4 lạng. Cũng đều là dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là, con chè đồng này thì giá sẽ là 230.000 này. Đấy, 230.000 cho con chè đồng 2 lạng và 240.000 cho con bình chè vàng 2 lạng nhá. Đấy, thì con chè đồng 2 lạng này sẽ là 230. Còn con mạ vàng này thì đắt hơn một chút. Tất cả đều bằng hợp kim.
bằng hợp kim mạ đồng hết nhá. Đấy, lên cho em là bình chè đồng và bình chè vàng. Bình chè đồng 2 lạng thì sẽ là 230.000 và bình chè vàng thì sẽ là 240.000. Đó, kích thước kiểu dáng màu sắc rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái bình chè đồng 4 lạng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chè đồng 4 lạng này. Đó, chè đồng 4 lạng nhá. Chè đồng 4 lạng. Giá của nó sẽ là 290.000 nhá. 290.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Một con bình chè như này, màu sắc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó cũng đều là bằng hàng hợp kim mạ đồng hết nhá. Các bác có thể dùng để đựng trà này, đựng cà phê này hoặc là đựng các loại hạt khác cũng đều ok hết thôi. Nắp điếc xoáy của nó cực kỳ là khít luôn, kể cả một cái tóc cũng không lọt luôn các bác nhá. Rất đẹp, rất khít như này. Đấy, hoa văn các thứ cũng rất là đẹp luôn. Cá chép rồi hoa quả các thứ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, tất cả đều là bằng hợp kim mạ đồng, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới qua cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình chè đồng 4 lạng nhá. Chè đồng 4 lạng giá sẽ là 290.000. Đó, còn chè đồng 2 lạng thì con màu vàng là 240 và con màu đồng là 230. Đó. Ngoài ra thì sẽ có bình chè inox đây, thì em vừa lên video ở đằng đầu rồi. Đấy, thì bình inox. Inox 2 lạng thì nó sẽ có 3 màu. Inox 2 lạng thì sẽ có 3 màu nhá, màu đen, màu đỏ và màu inox này. Đó, còn inox 4 lạng thì cũng có 3 màu, màu đen, màu inox, màu đỏ đô và màu vàng gold nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, màu inox, màu đỏ đô và màu vàng gold cũng có 3 màu như này. Giá thì sẽ là 130.000 cho con bình 4 lạng và 100.000 cho một con bình 2 lạng như này. 100.000 cho con bình 2 lạng như này, mua về để đựng chè thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Bền đẹp vĩnh viễn luôn nhá. Đấy, bằng inox 304, đựng lạc, đựng vừng rồi đựng các kiểu con là đều được luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Qua lên theo là đèn bão. Con này thì siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng, vừa dùng làm đèn ăn cơm này, rồi là nói chung là các công việc kéo lên thì nó sẽ sáng, sập xuống nó tắt này. Và có cả quạt mát luôn. Các bác nghe tiếng gió nó ù này. Gió rất mạnh luôn cô nhá. Đấy, gió rất mạnh luôn. Con này thì rất là mát nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Giá chỉ có 100.000 cho một con đèn bão này thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bão nhá. Giá của nó sẽ là 100.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả cái tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đèn nó đang báo sáng này. Đấy, pin năng lượng mặt trời luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão này. Đèn bão giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho một con đèn bão như này. Rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. 100.000 cho một chiếc đèn bão này thôi. Đấy, khi các bác kéo lên thì đèn nó sẽ sáng nhá, và khi các bác sập xuống thì đèn nó sẽ tắt này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Lên mã giúp cho em là đèn bão, giá sẽ là 100.000 tròn. 100.000 tròn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng thì ở đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 cái khay như này và có nắp đậy, và giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho 5 cái khay như này. Kích thước của nó thì nó sẽ là 18, 16, 14, 12 và 10 nhá. Đấy, con to nhất này thì sẽ là 18 này. Đấy, 18 có nắp bằng nhựa nhá, nắp bằng nhựa mềm. Cho nên là các bác dùng nó rất là bền, không lo bị vỡ, bị ấy nhá, không lo bị vỡ, bị vỡ, bị gãy. Đấy, đây, nó nắp nó sẽ là nắp mềm như này. Đấy, đầu tiên là con 18 này. Tiếp theo là đến con 16 này. Đấy. Đây, đầu tiên của nó sẽ là con 18 nhá. Tiếp theo đến là một cái con 16 này. Đấy, con 16 này. Tiếp theo nữa là đến con 10 này. Con 14, 12 rồi con 10 nhá. 14, 12, 10. Đó. Mỗi cái thì nó sẽ có nắp đậy riêng hết nhá. Có nắp đậy riêng hết cho nên các bác dùng nó rất là ngon luôn. Lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox này. Đó, 5 khay inox siêu mỏng. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 thôi. 60.000 cho bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Tiếp theo thì em lên một số cái mã gà tàn này. Thì con gà này sẽ là 150.000 nhá. Qua lên cho em là gà tàn con gà. Tất cả đều bằng hợp kim mạ đồng hết nhá. Con gà này sẽ là 150.000 cho con gà này. Đấy. Hoa văn hoa lá cực kỳ là đẹp luôn. Đây, em sẽ đi một vòng cho bác xem. Đó, hình con gà trên chóm như này. Hoa văn hoa lá cực đẹp luôn. Con gà các bác nhá, con gà tàn hợp kim mạ đồng này, con gà 150.000 này. Tiếp theo là con ngựa này. Con ngựa này cũng 150 cành luôn nhá. Con ngựa 150 cành các bác này. Đấy, hoa văn hoa lá cành này. Mã đáo thành công con này. Đấy, 8 con ngựa nhá. Mã đáo thành công rất là đẹp luôn. 150.000 này. Tiếp theo là đến con rồng này. Con rồng này thì cũng là 150.000 luôn này. 150.000 cho một em rồng như này này. Rất đẹp các bác nhá. Đó, các bác có thể dùng để mình làm gà tàn rất là đẹp luôn. Bác nào tuổi rồng thì có thể mua cho em con rồng này rất là đẹp này.
Tiếp theo thì em lên cho bác là cái con hạc này. Đấy, con hạc đồng có nhá, con hạc đồng như này. Thì ở đây thì nó sẽ có một cái khay để các bác đựng trầm hương để mình đốt, thì mình có thể cho trầm hương vào đây. Các bác có trầm hương thì cho trầm hương vào đây. Đó, lên cho em là con hạc nhá. Con hạc con này thì giá chỉ có cho các bác là 60.000 cho một con hạc như này thôi. 60.000 cho một con hạc bằng đồng như này thôi nhá. Hạc đồng 60.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác các cái mã là ví dụ như là con chó này. Con chó gà tàn này. Con chó này là 230 à? Chó 230 à? Đấy, lên cho em là chó gà tàn nhá. Đấy, con chó gà tàn này giá sẽ là 230.000 cho một em chó như này nhá. 230.000 cho một em chó này, rất là đẹp luôn này. Đấy, màu sắc sặc sỡ này, hoa văn này. Đấy, rồi mắt mũi cái thứ cực kỳ là tinh xảo luôn. Lên cho em là chó gà tàn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 này. Tiếp theo là đến em voi gà tàn này. Đấy, voi à trâu gà tàn này. Đây, nó sẽ là một em trâu rất là đẹp như này. Sừng các thứ rất là đẹp luôn các bác này. Đó, đeo dây tiền này. Đó, hoa văn rất là đẹp nhá. Hoa lá cực kỳ là đẹp luôn. Con này thì các bác lên cho em là em trâu gà tàn 230.000 nhá. Đấy, tiếp theo là đến em cóc gà tàn này. Đấy, em cóc này. Một em cóc rất là đẹp luôn và có đính một viên ngọc ở dưới cằm như này và ngậm một đồng tiền như này nhá. Cóc gà tàn này, giá cũng là 230.000 này. 230.000 thì em cóc gà tàn này. Đó, giá sẽ là 230k. Anh em này em giới thiệu video trước rồi cho nên qua nhanh thôi. Tiếp theo đến em voi nhá, voi gà tàn này. Voi gà tàn này, con này thì cũng là con có thiên nga là không? Voi gà tàn này giá của nó sẽ là 230.000 cho một em voi gà tàn như này nhá. Lên cho em là voi này. Voi gà tàn giá sẽ là 230.000 này. Đấy, 230.000 cho một em voi gà tàn như này. Trên đầu có đính một viên ngọc rất là đẹp luôn. Đấy, 230.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo là đến cái bạn thiên nga gà tàn này. Đó, thiên nga đây. Một con thiên nga cực kỳ lộng lẫy và đẹp luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác một con thiên nga như này. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Đấy. 150.000 cho một em thiên nga như này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Thiên nga 150 hay là 190? Thiên nga là 190.000 các bác nhá. Đấy, xin lỗi các bác nhầm sang mấy mã bên kia. Thiên nga sẽ là 190.000 nhá. Đấy, 190.000 cho một mã em thiên nga rất là đẹp như này. Xin lỗi các bác nhầm nhá. 190k cho em mã em thiên nga như này nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái hộp tăm nhá. Hộp tăm gà tàn này. Đấy, một hộp tăm rất là đẹp như này. Đấy, bằng hợp kim mạ đồng này. Đấy, hộp tam đồng này, các bác lên cho em là hộp tam đồng cho nó khỏi nhầm với cái hộp tam thông minh. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một cái hộp tam đồng như này. Đó. Lên cho em là hộp tam đồng này, giá của nó sẽ là 90.000. Siêu đẹp luôn các bác, chỉ cần nhấn này là tam nó sẽ đẩy lên. Đấy, không dùng thì mình ấn xuống rất là sạch sẽ và đẹp và vệ sinh nhá. Vừa để trang trí trên bàn ăn phòng khách hoặc là các bác để trong không gian nào cũng phù hợp hết, rất là đẹp, sạch sẽ và tiện nghi. Giá của nó sẽ là 95.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái con tỳ hưu gà tàn nhá. Con này sẽ là 260.000 cho một em tỳ hưu như này. Đấy, lên mã cho em là tỳ hưu. Đấy, tỳ hưu gà tàn này. Giá của nó sẽ là 260.000 cho một em tỳ hưu như này các bác này. Hàng bằng hợp kim mạ đồng cực chất cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là dòng mà được các bác mua rất là nhiều luôn, rất là chuộng, tại vì con này của nó thì nó chỉ có ăn vào thôi. Đấy, cho nên là các bác mua về thì nó rất là vượng khí, tài lộc cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác nên sở hữu cho em một em tỳ hưu gà tàn như này nhá. Lên cho em là tỳ hưu nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Đấy, tiếp theo thì một em ngựa đây, một em ngựa cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và giá thì con này bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một em ngựa như này nhá. 260.000 cho một em ngựa gà tàn như này. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Giá sẽ là 260k. Đó, 260.000 cho một em ngựa như này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là ngựa gà tàn nhá. Con này thì cực kỳ là to luôn. Chiều dài của nó khoảng 25-27 cm và chiều cao của nó thì vào khoảng trên 20 cm. Con này thì rất to luôn. Các bác có thể để trang trí trên bàn hoặc là phòng khách hoặc là để các khu vực đều được. Đấy, dùng làm gà tàn thì rất là ok. 260.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái em kim quy nhá, kim quy. Các bác lên cho em là kim quy, tức là rồng rùa nhá, rồng rùa thì các bác lên cho em là kim quy này, rất là đẹp luôn. Đó, một em kim quy như này và giá thì sẽ là 200 kim quy này bao nhiêu? 190. Các bác lên mã giúp cho em đó là kim quy nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một em kim quy như này. Đấy, bên trên của nó thì đều là bằng ngậm tiền hết này. Đấy, ngồi trên chốc tiền này rất là đẹp luôn. Đấy, kim quy, rồng đầu rùa thì các bác lên cho em là kim quy nhá. Giá sẽ là 190.000. Rồi, ok.
Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không tránh nhắn tin tránh việc trục đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc. Con này thì hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn, made in Japan con này, đó made in Japan. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới bác một con kéo cắt cành đúc như này, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng nhá. Độ mới của nó thì còn khoảng 98%, gần như là mới luôn, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, made in Japan nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Cái phần lò xo này của nó thì lò xo chữ V, thì các bác chỉ cần một cái thanh thép cứng là các bác có thể chế được cái lò xo này rồi. Nếu như bị mất hoặc bị gãy thì rất là dễ dàng thôi. Và con này thì nó cũng bền vĩnh cửu luôn, gần như là không có gì lỗi lầm để hỏng các bác nhá. Cho nên các bác cứ yên tâm sử dụng thôi. Cắt cành, cắt cây này rồi các bác tỉa cành, tỉa cây rất là tuyệt vời luôn. Nó đúc liền thân như này thì rất là mềm mượt và chắc chắn nhá. Mềm mượt chắc chắn và độ sắc bén của nó khỏi phải bàn rồi. Chữ triện của Nhật đấy các bác này. Đấy, chữ triện của Nhật nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con kéo cắt cành như này, giá của nó sẽ là 130.000. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc, hàng đúc liền thân như này. Giá sẽ là 130k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc 130.000. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, cầm cho anh ấy kéo 20 ra đây. Lên cho em là kéo cành đúc này. Kéo cành đúc này. Kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k nhá, 130.000 cho một em kéo cành đúc như này. Đấy, kéo cành đúc hoặc là lên cho em là kéo cành đúc đen cũng được, nó màu đen xì như này, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo tỉa thì bên em có hai mẫu nhá, hai mẫu như này. Đấy, đều là hàng nội địa của Nhật hết, made in Japan các nhá, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và cái giá thì bên shop cũng thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, thì cái con tỉa 20 này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con tỉa 20 như này. Và con này là con đen, này là con tỉa 25 nhá. Đấy, thì con này chiều dài của nó là 20cm và con này chiều dài là 25cm. Đó, thì con này các bác lên cho em là tỉa 20. Tỉa 20 giá của nó sẽ là 40k nhá. Các bác lên cho em là tỉa 20 này. Đó. Lên mã giúp cho em là tỉa 20, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một con kéo tỉa 20 như này. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Lên cho em là kéo tỉa 20, giá của nó sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì con này thì các bác lên mã giúp cho em là tỉa 25 nhá, tỉa 25. Đó, nó dài là 25 cho nên em tỉa 25 nhá. Tỉa 25 giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho một cái mã tỉa 25 như này. Giá của nó 60.000. Con này thì các bác dùng để tỉa cây tỉa cành rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Con màu đỏ này thì là tỉa 20 thì cái lò xo của nó sẽ là thuộc dạng lò xo này, rất là ngon lành luôn con này, rất là tuyệt vời luôn. Các bác dùng để cắt cây tỉa răm tỉa cành thì rất tuyệt vời này. Đấy, còn con này thì nó sẽ là lò xo chữ V nhá, lò xo chữ V cũng rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Thì con này các bác lên cho em là tỉa 25 nhá. Tỉa 25 giá của nó sẽ là 60.000 cho con tỉa 25 như này. Đấy, còn con này các bác lên cho em là tỉa 20 nhá. Tỉa 20 giá của nó sẽ là 40k. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác với kéo cành cam nhá. Đấy, cán nó sẽ là màu cam như này. Đấy, cán nó sẽ là màu cam nhá. Đấy, thì có lô là nó sẽ ốp nhựa màu cam, có lô thì nó không ốp nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật made in Japan đây. Các bác này, made in Japan. Con này thì bên shop vẫn lên tên của nó là kéo cành cam rồi. Và cái lẫy này của nó sẽ là thuộc dạng lẫy đẩy này các bác nhá. Đấy. Lấy đẩy này, đấy rất là ngon luôn. Thép SK5 không dỉ, hàng made in Japan. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá, 70k cho một con kéo cành cam như này. Và các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái lò xo nữa này, được tặng thêm một lò xo này nữa. Đấy, như vậy là các bác sẽ có hai cái lò xo để mình thay thế nhau. Và khi các bác không dùng nữa mình đẩy cái lẫy vào cho em. Đấy, hàng tất cả thân cán này đều bằng hợp kim hết nhá. Đều bằng hợp kim hết. Thép SK5 không dỉ này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn, và cái giá thì bên shop bao thị trường cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 70k. 70.000 cho một con kéo cành cam như này thôi các bác này, 70.000. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam giá sẽ là 70k nhá. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo cành cam giá sẽ là 70k. Đó, kéo cành cam này. Kéo cành cam giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái cưa gấp nhá. Các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Đấy, nó sẽ có hai màu. Màu trắng và màu đen như này các bác này. Đấy, có hai màu trắng và màu đen như này. Đây, màu trắng đây, màu đen đây. Đấy, con này thì hàng nội địa của Nhật nhá. Japan con này. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này các bác cứ uốn cong thoải mái như này cho em này. Đấy, uốn cong bẻ gập thoải mái như này cho bác này. Rất là ok, ngon lành luôn, không sợ hề hấn gì các bác nhá. Đó. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Giá thì chỉ có 50.000 cho con cưa như này thôi, 50k nhá. Chiều dài của lưỡi này thì nó vào là 30cm nhá. Chiều dài của lưỡi là 30cm. Con này thì siêu tiện ích cho các bác luôn, siêu tiện ích luôn. Các bác có thể gấp gọn này. Đấy, mang đi làm, đi công tác hoặc là đi
làm vườn làm nghề này, hàng nội địa của Nhật này, bẻ cong thoải mái này, và nó sẽ có cho các bác là cái phần khuyết như này để khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ là phần khuyết hình hạt bòng như này. Thì khi các bác dùng thì ví dụ như là cái nào nhiều mùn này, rồi là nhiều mùn rồi là nhiều dựa thì nó sẽ đọng vào cái lỗ đấy, các bác cưa nó rất là nhẹ tay. Lên cho em là cưa trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen, giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Cưa gấp trắng đen này, đó, cưa gấp trắng đen. Cưa gấp trắng đen nhá, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một con cưa gấp trắng đen, rất là tiện dụng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sản phẩm để khô thì mai nhớ cất đi nhá. Sản phẩm đó là cái đũa 7 màu các bác nhá. Các bác lên cho em là đũa 7 màu. Đấy, lô này thì hàng về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi với 5 màu khác nhau. Đấy, 5 đôi đũa với 5 màu khác nhau nhá. Và đợt này giá về cho các bác chỉ còn cho các bác là đi giá thì đợt này hàng về cho bác giá cực tốt luôn nhá. Đấy, một cái vỉ đũa bao gồm là 5 đôi như này, 2 này, 4 này, 5 đôi này. Đó, 5 đôi như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 nhá, 45.000. Đấy. Lô lần trước thì bên shop đang bán cho bác với giá là 70.000 nhá, 70.000. Đợt này về cho các bác giá rất là tốt luôn, chỉ còn cho các bác là 45.000 cho một vỉ đũa 7 màu như này. 45.000 các bác nhá. Đấy. Đợt này em về hàng số lượng và thanh lý được trong các hệ thống siêu thị giá cực tốt cho bác luôn. 7 màu với 5 đôi với lại các cái màu sắc khác nhau, rất là đẹp và kiểu dáng các thứ cũng rất là lịch sự không nhá. Đây, đây các bác này. Đấy. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Màu sắc các thứ rất là ngộ nghĩnh, rất là đẹp luôn và rất là chắc chắn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu giá thì sẽ là 45.000 cho một vỉ. Đấy, 45.000 cho một vỉ đũa 7 màu như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Các bác lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đó. Đũa 7 màu giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một vỉ như này. Đấy, một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, 5 đôi. Hàng kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đó, và rất là đẹp, rất sặc sỡ các bác nhá. Đũa 7 màu. Giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Con này thì các bác có thể gấp gọn để mang đi du lịch, đi phượt hoặc là đi công tác, làm thợ làm nghề đều ok hết nhá. Hoặc là các bác đi câu đi kẹo mình dùng để nấu nướng các thứ rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ có cái lẫy mở như này các bác này, lẫy mở như này. Đấy, để các bác mở ra con này thì nó rất là chắc chắn luôn, mở ra đặt ở dưới đất thì nó siêu chắc chắn luôn các bác nhá. Và các bác chỉ cần là nhấm nhấp như này thôi, nhấp này là nó sẽ tự đánh lửa, tự động nó sẽ bật nhá. Các bác lắp bình ga vào đây cho em. Các cái phần kết nối ga này thì đều là bằng đồng hết nhá. Kết nối dẫn ga này bằng đồng hết, rất là chắc chắn luôn. Và những cái chân này chắc chắn lắm, các bác có thể đun những cái xoong to thoải mái luôn. Đấy, cho vào đun xoong to thoải mái và nó chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay như này thôi. Lên mã giúp cho em là bếp ga mini nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một con bếp ga mini này thôi. Đấy, giá của nó chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100k. Đó. Bếp ga mini này, lên cho em là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini giá của nó sẽ là 100k. 100k cho một con bếp ga mini như này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp không nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng trầm hương. Đấy, vòng được làm từ gỗ trầm hương nhá. Gỗ trầm hương là một cái loại gỗ rất là quý và được sử dụng rất là nhiều, rộng rãi. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương Tống Gia nhá. Đấy, trầm hương Tống Gia cao cấp này. Đấy, trồng hương cao cấp Tống Gia. Giá nó đang bán là 1.800.000, nhưng mà bên shop thanh lý được cho các bác trong cái hệ thống siêu thị của Nhật thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Có mã sản phẩm, mã số thuế, mã tem, mã vạch đàng hoàng có nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương Tống Gia. Và giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Nó sẽ bao gồm cho bác là 108 hạt này. Và có cho các bác là một cái bông sen như này. Lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Đấy, vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ. Trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Giá sẽ là 50k thôi. 50.000 cho con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Con này thì công dụng của nó là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, đường huyết các thứ ổn định cho các bác và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá chỉ có 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo,
đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái các bác lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 cho một cái ổ điện sạc nhanh như này. Con này thì nó sẽ là một cái ổ điện cực kỳ là đa di năng luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt ở đây cực kỳ an toàn này. Đấy, tức là đây nó sẽ có một con át này. Điện cao là nó sẽ tự nhảy nhá. Và dây của nó thì con này chắc là dài độ khoảng là tầm 2 mét gì đấy các bác nhá. Đấy, con này chắc là dây dài tầm khoảng 2 mét gì đấy các bạn. Đấy. Đấy, con này thì dây dài 2 mét thôi nhá. Dây dài 2 mét. Đấy, con này thì dây của nó tầm 2 mét thôi nhá. Dây tầm 2 mét. Đấy thì con này các bác có thể sử dụng đây nó sẽ có đèn báo này các bác này, có đèn báo này. Và các bác có thể sạc nhanh cho điện thoại được luôn. Đấy thì các bác sử dụng cái tính năng sạc nhanh thì các bác chỉ cần đặt vào đây cho em này. Đấy, các bác đặt vào đây là nó sẽ có tính năng sạc nhanh này. Đấy đây, đấy các bác thấy không? Đây, đây em đặt vào các bác nhá. Đặt vào là sẽ có tính năng sạc nhanh như này. Đó, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ba ổ cắm này, ba ổ cắm ba chân. Và con này thì nó sẽ có lấy khóa để an toàn cho trẻ em nhá, tức là khi cắm ấy thì phải cắm hai bên nó mới tụt vào, còn cắm một bên nó không tụt nhá. Có 4 cổng USB luôn, 4 cổng USB, một cổng sạc nhanh cho điện thoại rất là tiện. Ví dụ các bác muốn dùng cái này thì các bác chỉ cần là đặt như này là xong. Đấy, các bác không cần phải cắm dây cắm dợ lằng ngoằng nữa. Đối với cái dòng điện thoại thông minh và có công tắc đóng ngắt như này rất tiện, và có một con át như này. Có con át chống giật ở đây nhá. Đấy, có con át chống giật ở đây nữa luôn. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt, có át chống giật. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng rất là cao cấp cô nhá, rất là cao cấp cho các bác luôn, và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý cô nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ổ điện sạc nhanh, ổ điện sạc nhanh. Đấy, ổ điện sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh này. Hoặc là lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là ổ ba chân nhá, sẽ có là ổ ba chân nó trùng với cái kia đâu. Các cứ lên cho em là ổ điện sạc nhanh đi, ổ điện sạc nhanh nhá. Đó, ổ điện sạc nhanh ở cái kia nó là sạc nhanh iPhone nó khác. Ổ điện sạc nhanh giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho một cái ổ điện sạc nhanh như này. Dây của nó dài khoảng 2 mét nhá, dây dài khoảng 2 mét. Rất là tiện dụng cho bác luôn, có công tắc đóng ngắt như này. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đấy, cho một con ổ điện sạc nhanh như này, rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Đây. Dạ, và tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đèn Wi-Fi nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn Wi-Fi. Nó sẽ là một cái dạng đèn rất là tiện ích cho các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một con đèn như này và có thêm cho các bác là một cái cáp sạc thôi, kèm thêm một cáp sạc nhá. Và đây thì các bác có thể là sử dụng rất là tiện ích này. Đấy, nó sẽ có mắt cảm biến. Thì khi các bác sử dụng tính năng là tắt tự động thì các bác chỉ cần gạt qua này nó sáng, gạt qua tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Thì các bác sử dụng khi mà mình có thể là mình sử dụng các cái chức năng, ví dụ như là các bác đang tay chân đang bị bẩn này, thì các bác không muốn động vào cái đèn này thì nó mất vệ sinh. Bác làm cá, làm tép, làm tôm, hoặc là các bác làm những cái việc mà nó liên quan đến bẩn tay chân thì các bác chỉ cần gạt qua cho em là nó sẽ tắt, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó, xếp hết sang cái ngay bên đấy đi. Giá của nó sẽ là 130.000, con này trên giá thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn Wi-Fi nhá. Đấy, đèn Wi-Fi này, đèn Wi-Fi. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho con đèn Wi-Fi như này. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì bên shop cũng có một số mã đèn, đó là con đèn hộp nhôm nhá. Con này thì có kèm cho các bác cái quai đeo như này nhá, có kèm quai đeo và cảm cáp sạc. Con này thì siêu sáng luôn. Và nó có thêm cả bật lửa nhá. Bật lửa thì các bác giữ lì cái phím có hình cây thuốc lá này cho em này. Sau đó thì các bác giữ lì này nó sẽ lên này. Đó, giữ lì này sẽ lên này. Đấy. Giữ lì này nó lên đèn nhá. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Con này thì nó hết pin rồi này. Đấy, em nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, khi vận chuyển đường dài thì nó sẽ hết pin, hoặc là nhiều khi bên em cũng phải để nó hết pin để khi vận chuyển nó tránh cháy nổ các bác nhá. Đấy, thì đây con này nó sẽ rất là sáng đây các bác này. Đấy, rất là sáng luôn. Con nào hết pin thì về nhà các bác cố gắng sạc pin vào cho em. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra test thử thoải mái các bác nhé. Ok, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Các bác yên tâm sử dụng. Có sáng trắng, sáng vàng, sáng đỏ và cảnh báo nhấp nháy nhá. Đấy, sáng trắng này, siêu sáng luôn các bác nhá. Nhìn thẳng vào là đau mắt đấy các bác nhá. Đấy, sáng trắng, sáng vàng, sáng đỏ nhấp nháy này. Ngoài ra thì nó sẽ có cái tính năng cho các bác là cái tính năng bật lửa luôn. Bật lửa các bác nhá. Đấy, nó sẽ có một cái bật lửa như này. Thì các bác giữ lì này là cái bật lửa này nó sẽ lên này. Đấy, thấy không? Lửa lên đỏ này, các bác nhấp nhẹ là nó sẽ tắt này. Đấy, giữ lì này thì nó sẽ lên này ở cái phần bên hình cây thuốc lá này, giữ lì này lên lửa này, nhấp này nó sẽ tắt này. Để chân đi đi. Giá thì shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Xong hết rồi. Đèn hộp nhôm này, lên cho em là đèn hộp nhôm. Cái đấy nó có chữ bên trong rồi, kệ thôi. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Đó, rồi ok.
Hello các bác nha, mời các bác uống nước cam nhá. Hôm nay thì em sẽ quay test cho các bác cái con máy vắt cam bên em, cũng như là cái vắt cam bằng tay luôn, thì nó rất là tiện ích để cho các bác sử dụng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm là một cái máy như này. Đấy, hàng của thương hiệu Socani các bác nhá, Socani. Hàng thì sử dụng điện 220V nên rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là làm các cái phần như sau này. Một cái nắp đậy này, đấy, một cái nắp đậy này. Một cái khay như này. Cái khay như này thì các bác vắt trực tiếp vào đây cho em. Đấy, giờ em sẽ vắt trực tiếp vào đây để uống luôn các bác nhá. Đấy, đây. Thì các bác lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây nó sẽ có cái lẫy để các bác lắp, nó sẽ sập xuống này. Cắm điện trực tiếp điện 220V cho em nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Và các bác chỉ cần đặt cái khay này lên này. Đấy là mình nhấp là nó sẽ xoay này. Con này thì nó các bác cứ nhấp này nó sẽ xoay nhá. Đây. Đấy, nhấp này nó xoay là nó sẽ vắt ra này. Đấy, coi theo. Rất là ngon luôn nhá. Đấy, nước đang chảy ra này. Rất là tiện luôn. Con này thì nó có cả đảo chiều luôn nhá. Đấy, có cả đảo chiều cho các bác luôn, nó rất là tiện. Đấy thì là mình cứ nhấp này bỏ ra là 1-2 nhịp thì nó sẽ lại đảo chiều lại, thì các bác nó vắt cái quả cam nó sẽ kiệt hơn. Đó, vắt nó sẽ kiệt hơn nhá. Thì nó rất là tiện các bác này. Đó, vắt ra gần như là kiệt hết nước luôn. Tùy theo lực ép của tay nha, các bác ép càng mạnh thì cái lực vắt của nó càng nhanh. Nhưng mà cũng không cần ép mạnh các bạn, mình cứ ép từ từ thôi thì nó sẽ ra được hết nước và cái bã của nó không bị quấn ra nhá, thì cái nước nó sẽ ra, nó sẽ kiệt nước hơn. Đấy, chứ nếu các bác vắt mạnh quá thì nó tác động lực thì cái sơ nó lại ra nhiều mà cái nước nó không, cái nước nó lại không ra được mà cái sơ nó lại chảy nhiều ra đây thì nó không tốt các bác nhá. Đó, thì đây. Các bác cứ vắt như này cho em là ok nhá. Đấy, vắt này cho em là ok. Đó, rất là ngon luôn nhá. Thì một con máy vắt cam như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một con máy vắt cam như này. Con này thì rất là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái công việc sử dụng thực phẩm đồ uống ở trong gia đình nhà mình nhá. Thì rất là tuyệt vời luôn. Đó. Vắt một quả cam thì các bác chỉ cần mất khoảng 30 giây thôi là xong rồi. Đấy, đây thì em đã vắt tiếp cho các bác thêm một quả nữa luôn này. Đó, thì các bác chỉ cần vắt như này thôi. Đó, thì ví dụ như là đi làm về nóng bức này hoặc là các bác giải khát uống nước cam này thì nó rất là tốt. Đấy, bổ sung cho các bác thêm vitamin C rồi các cái loại khoáng chất khác rất là cần thiết nhé. Nó sẽ đảo chiều nhé. Đấy, nó sẽ đảo chiều này, nó rất là tiện này. Thì các bác có thể sử dụng đa di năng được luôn. Lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhé. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy vắt cam như này. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là một cái khay như này. Các bác tháo ra nó sẽ là một cái khay như này. Đấy, và đây thì nó sẽ là cái khay lọc này. Đấy, các bác chỉ cần bỏ ra như này là mình có thể cho đá vào đây uống trực tiếp này. Đấy, các bác có thể cho đá uống trực tiếp hoặc là các bác có thể rót ra ly. Bác nào lịch sự thì rót ra ly. Đấy, còn không thì mình để này uống trực tiếp được. Và mình chỉ cần vệ sinh hai cái phần này thôi. Vệ sinh cái khay vắt này và cái khay đựng này thôi. Còn cái thân máy của nó thì nó nguyên bản như này rồi. Các bác không cần phải vệ sinh trước gì cả nhá. Đấy. Và ngoài ra của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái nắp đậy như này. Không dùng nữa thì mình đậy nắp lại nhá. Rất là vệ sinh và sạch sẽ luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam nhá. Máy vắt cam giá sẽ là 190.000. Đó. Lên cho em là máy vắt cam này. Máy vắt cam. Bỏ anh cái ghế Phương. Máy vắt cam giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con máy vắt cam như này. Và ngoài ra thì bên shop có cả cái con vắt bằng tay đấy nhá. Vắt bằng tay như này. Đấy thì các bác có thể dùng để vắt bằng tay cũng được. Con vắt bằng tay này thì nó cũng rất là tiện. Con vắt cam bằng tay này thì giá chỉ có 50.000 thôi. Con này thì rất là tiện đi luôn. Các bác cũng rất là đơn giản. Đây em cũng nhân tiện có cam ở đây thì em cũng thao tác cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là đặt cái khay này vào đây này. Đấy, đặt khay này vào đây sau đó thì mình vắt bằng tay thì mình cứ nhấn đều này mình vắt thôi này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác. Con này thì bắt buộc các bác phải xoay thủ công bằng tay như này thôi. Tay ta xoay thủ công như này thôi các bác nhá. Đấy. Tay ta xoay thủ công như này thôi tại vì là khi mà con kia thì nó sẽ tự xoay cái trục, còn cái này thì mình xoay bằng tay như này. Đấy, xoay bằng tay như này thì con này nó cũng rất là tiện. Ví dụ các bác cứ xoay hết như này thì cái hạt của nó sẽ đọng ở trong trên cái khay này. Hạt và những cái sơ thì nó sẽ đọng ở khay này nhá. Đấy, cái này thì các bác xoay thủ công thì bác nào tay khỏe thì có thể xoay. Còn bác nào tay yếu thì có thể mua cái máy. Còn cái tay cái xoay thủ công này thì nó cũng rất là tiện. Đấy, đây. Khi mình xoay thì cái nước cam này nó sẽ lọt xuống cái khay này. Đấy, nó sẽ lọt hết xuống cái khay này các bác nhá. Đó, lọt hết xuống đây. Thì nước cam nó sẽ lọt xuống đây thì các bác có thể là cho đá vào đây, cho đường vào đây uống trực tiếp. Hoặc là các bác cũng có thể chiết ra được tùy theo nhu cầu mục đích của các bác thôi. Đó, nó cũng rất là tiện nhá. Đây. Con này thì vắt bằng tay này. Nói chung là cái vắt cam này thì rất là tiện rồi. Nhà nào cũng sử dụng thì các bác biết rồi. Và cách sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Đấy, có hai loại, một vắt bằng cam bằng tay và vắt bằng máy nhá. Thì con vắt bằng tay này thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Vắt bằng tay này, vắt bằng tay là sẽ là 50.000.
Còn con bằng máy thì sẽ là 190.000 tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó. Design in Germany các này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân,
dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít, tất cả đều có vung hết nhá, 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này, hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó, thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về một số cái mã đồ siêu tầm, đồ gạt tàn. Thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Mã đầu tiên em lên, bật lên quả tí. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con... Các bác lên cho em đó là con ngựa nhé. Đấy, con ngựa thì bên shop có 2 mẫu. Một mẫu thì con ngựa này thì bên shop sẽ lên mẫu là con ngựa tròn nhé. Con ngựa tròn. Đấy, con ngựa này sẽ là con ngựa tròn này. Đấy, con ngựa tròn. Còn con này thì nó sẽ là con ngựa dài nhé. Con ngựa dài. Đấy, thì để các bác biết được. Đấy, thì nó sẽ hai con và nó sẽ giá nó khác nhau. Con ngựa, đây con này con là ngựa to này. Thôi em sẽ lên là ngựa to, ngựa bé cho các bác xem cho nó dễ hình dung. Đấy, con ngựa to nhá, các bác lên cho em là ngựa to. Con ngựa to này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. 260.000 và bao ship cho con ngựa to như này. Hàng chất liệu của nó đều là bằng hợp kim nhá, hợp kim mạ đồng. Bảo hành màu cho các bác trong vòng 5 đến 10 năm luôn. Thoải mái các bác sử dụng không lo bị bong chốc, bị gọi là mất màu hoặc là thế này thế nọ. Lên cho em là ngựa to, con này thì giá sẽ là 260.000 cho con ngựa to như này. Đó, lấy tranh cái thước mình ơi. Lên mã giúp cho em là ngựa to nhá. Đấy, lên cho em là ngựa to này. Ngựa to, giá sẽ là 260k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có con ngựa bé đây. Các bác lên cho em là ngựa bé nhá, ngựa bé. Con này thì giá chỉ có 150.000 thôi. Đấy, con này lên mã giúp cho em là ngựa bé này. Đó. Các bác lên cho em là ngựa bé nhá, ngựa bé. Giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho con ngựa bé như này. Đấy, đây nó sẽ là một con ngựa bé ngồi trên một cái gạt tàn hình tròn như này. Cái này nó tượng trưng cho quả địa cầu luôn. Và đây thì nó sẽ có hình 8 con ngựa đây. Mã đáo thành công nhá, 8 con ngựa như này. Đấy thì con này các bác lên cho em là ngựa bé nhá. Đấy, ngựa bé giá sẽ là 150.000. Đó, lên cho em là ngựa bé này. Giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con ngựa bé thôi. Còn con ngựa to thì sẽ là 260. Đây em sẽ đo kích thước sơ qua cho bác xem. Con ngựa to này thì tính từ phần đầu đến phần đuôi, tức là phủ bì dài nhất của nó sẽ là 27 cm nhá. Rất là to luôn. 27 cm từ đầu đuôi là 27 cm. Và phần cao của nó sẽ là tầm khoảng 23 cm. Đấy, 23 cm. Thì con này thì có lên cho em là ngựa to. Đấy, giá sẽ là 260.000 cho con ngựa to như này. Đấy, còn con này nó sẽ là con ngựa bé. Con ngựa bé này thì giá của nó sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con ngựa bé như này. Con này thì chiều cao của nó vào khoảng là 16 cm. Và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 12 cm. Đấy, cũng đều là dùng để gạt tàn hết nhé. Các bác có thể dùng để gạt tàn, dùng để trưng bày đều được. Lên mã treo là ngựa to, ngựa bé này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái con gà nhé. Các bác lên cho em là con gà này. Đấy, con gà này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một em gà như này. Nó cũng đậu trên một cái quả địa cầu như này. Đấy, bên dưới thì nó sẽ có hình hoa văn. Đấy, hình đàn gà này. Đấy, gà to, gà nhỏ, gà trống, gà mái, gà con này. Đấy, rất là nhiều luôn nhá. Đó, các cái mẫu con gà khác nhau. Đấy, và có vườn tược rất là đẹp này. Đấy, trên này thì lại tiếp tục là hình con gà, rồi hoa đào, hoa cúc này. Đó, chim bay này.
Đấy, đây một con gà to nữa này, và trên này một con gà to nữa. Bác nào tuổi gà thì bứng cho em con gà này về nhá. Đấy, các bác lên cho em là con gà, giá thì sẽ là lên cho em là con gà, giá sẽ là 150.000 nhá. Đấy, lên cho em là gà tàn gà này, gà tàn gà, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con gà này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con rồng nhá, con rồng. Đây. Con rồng thì con này các bác lên cho em là rồng quấn nhá. Đấy, rồng quấn, nó sẽ là một con rồng quấn canh quả địa cầu như này. Có đầu có đuôi, rất là đẹp luôn. Đấy, cái phần đầu này của nó thì nó sẽ to bằng đây, ngón tay cái của em này. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút các bác nhá, to hơn một chút. Và cái phần trên này là một con rồng rất là đẹp này. Đấy, rồng phun lửa rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Hoa văn hoa lá cành rất là đẹp nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Các bác lên cho em là rồng quấn nhá. Rồng quấn giá sẽ là 150.000. Đó, rồng quấn này, giá sẽ là 150k. Lên mã giúp cho em là rồng quấn nhá. Đó. Rồng quấn giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con rồng quấn như này. 150.000 luôn nhá. Đấy. Nó sẽ là 150.000 cho một mã rồng quấn như này. Con này thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì 100% là bằng hợp kim hết nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, các cái phần chi tiết được làm rất là sắc nét, đẹp, chi tiết và sáng bóng các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là rồng quấn, con này sẽ là rồng quấn, con này sẽ là 150.000. Chiều cao tổng thể của nó thì vào khoảng là 16 cm và chiều rộng của nó thì nó cũng vào khoảng là 12 13 cm, rất là rộng luôn. Đó. Lên mã cho em là rồng quấn nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái con thiên nga này. Các bác lên mã giúp cho em là con thiên nga. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho một em thiên nga như này nhá. Lên mã giúp cho em là thiên nga, giá sẽ là 190k. Đấy, sản phẩm thì tất cả đều là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thiên nga này. Thiên nga, giá của nó sẽ là 190k nhá. 190.000 cho mã thiên nga như này. Đấy, các bác lên đúng tên, đúng mã, đúng số tiền cho em. Đấy, ngoài ra thì bên shop có cái con rồng này gọi là rồng đầu rùa nhá, rồng đầu rùa. Con kia thì nó sẽ là rồng quấn, còn con này thì nó sẽ là rùa đầu rồng đi, rùa đầu rồng. Đó, nó sẽ là một con rùa và đầu của nó là đầu con rồng như này. Rất là đẹp luôn. Đó, rùa hóa rồng, rồng hóa rùa, đấy các bác nhá. Đấy, lên cho em là rùa đầu rồng nhá, mình con rùa rất là đẹp luôn. Đấy, các bác cứ lên cho em là con rùa cũng được cho nó khỏi nhầm với con rồng kia. Đấy, các bác lên cho em là con rùa. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000. 230.000 cho con rùa như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là con rùa này. Đó. Lên cho em là con rùa nhá. Đấy. Con rùa này giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho một em rùa như này. Đó. Đơn hàng thì trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Con này tổng chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 17-18 cm. 17-18 cm. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá. Đấy, để các bác ướm được cái kích thước cơ bản của nó. Không đến nơi về các bác lại nhận hàng các bác bảo sao bé thế hoặc là sao to thế, nó mất công nhá. Đấy, con rùa này 230.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là con cóc này. Đấy, con cóc cũng rất là đẹp luôn. Một con cóc ngậm tiền như này. Đấy, và cái thân này của nó thì dưới nó sẽ có một hạt ngọc này. Đấy, một hạt ngọc ở dưới cằm như này và ngồi trên chốc đống tiền này, rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em là con cóc nhá. Đấy, con cóc. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cũng là 230.000 luôn. Đấy, đằng sau có đính nơ rất là đẹp này. Lên mã giúp cho em là con cóc nhá. Con cóc giá của nó sẽ là 230.000. Con này thì chiều cao của nó cũng vào khoảng là 11-12 cm và chiều dài tổng thể của nó thì nó cũng vào khoảng là 15-16 cm nhá. 15-16 cm. Đó, em đo áng chừng thôi, cơ bản là như vậy. Đấy, chất liệu đều 100% là hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, tất cả đều có chức năng là vừa để sưu tầm vừa là dùng để gạt tàn nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là con tỳ hưu nhá. Các bác lên mã giúp cho em là con tỳ hưu này. Con tỳ hưu này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một mã tỳ hưu như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là đặc biệt luôn. Các bác chơi thì không những là dùng để gạt tàn mà dùng để yếu tố phong thủy nhá. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ là một cái dòng mà chỉ có ăn vào thôi. Đấy, mà không có đi ra, cho nên là các bác yên tâm. Đó, các bác chơi con này thì vượng ích vượng khí luôn. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Và tài lộc là đến nhà dồi dào luôn. Cho nên các bác sử dụng con này rất là tuyệt vời. Đấy, mình sẽ mua về mình trưng ở trong nhà, rất là đẹp. Đấy, nó mang lại tài lộc cho gia chủ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Các bác lên mã giúp cho em là tỳ hưu nhá, tỳ hưu. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim hết nhá, hợp kim mạ đồng. Bảo hành cho các bác từ 5 đến 10 năm luôn. Siêu dày dẫn và chắc chắn nhá, rất là đẹp luôn. Đó, hoa văn cực kỳ đẹp này, chân tay các thứ này. Các bác thấy không? Hàng cực kỳ sắc nét và tinh xảo nhá. Sắc nét tinh xảo luôn. Con này thì chiều dài của nó là vào khoảng là 22 cm.
và chiều cao của nó thì vào khoảng là 15-16 cm. Con này thì khá là to luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là tỳ hưu, giá sẽ là 260.000. Đấy, lên mã giúp cho em là tỳ hưu này, tỳ hưu giá sẽ là 260k cho một em tỳ hưu này nhá. 260.000 cho em tỳ hưu. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con lợn các bác này. Đấy, một chú lợn rất là đẹp luôn, xinh xắn này. Con này thì rất đẹp và chắc chắn luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 13 và chiều cao của nó thì vào khoảng là 10. Đấy, 13, 10. Một chú lợn rất là đẹp luôn nhá. Một chú lợn rất là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó là các bác nghe tiếng kêu là các bác biết rồi. Hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là con lợn nhá. Con lợn giá sẽ là 230.000 cho một chú lợn như này. 230.000 cho một chú lợn như này nhá. Rất là đẹp luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời, rất là tinh xảo luôn các nhá. Lên mã cho em là lợn nhá. Đấy. Gà tàn lợn giá sẽ là 230.000. Đó. Lên cho em là con lợn này. Đấy, con lợn giá sẽ là 230k nhá. 230k cho một chú lợn như này nhá. Đấy, 230.000 cho một chú lợn như này. Đó, rất là ngon lành cành đào luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con voi nhá. Một con voi cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, trên đầu thì có đính một viên ngọc màu xanh này. Đấy, hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Bên dưới chân của nó thì có lót để chống trơn trượt, chống tạo tiếng động nhá. Đấy. Và con này thì kích thước của nó sẽ là chiều dài của nó sẽ là khoảng tầm là 17 nhá. Chiều dài 17 và chiều cao thì sẽ là 11-12 nhá. Chiều dài 17, chiều cao 11-12. Con này các bác dùng thì chấm hết đầy con rết luôn, cực kỳ là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, rất là đẹp này. Đấy, cái vòi của nó cuốn xuống này hai cái ngà này. Đấy, hoa văn hoa lá cành chi tiết cực kỳ sắc nét luôn. Một con to và cõng trên lưng là hai con này. Đấy, hai con đây. Đấy, hai con nhá, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang như cái tai của nó này, trông cái tai của nó rất là thích luôn. Đấy, tai như tai voi ấy. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Nó rất là thích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là voi gà tàn nhá. Đấy, voi gà tàn. Giá sẽ là 230.000. Đấy, lên cho em là con voi này, con voi giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho một chú voi này. Tiếp theo trong ngày hôm nay thì bên shop về cho bác một cái con chó này. Đấy, chó là một loài vật cực kỳ là trung thành luôn nhá. Đấy. Các bác biết rồi, chó là một trong những cái loài vật cực kỳ là trung thành mà trung thành hiếm thấy luôn. Đấy, có câu chuyện kể rằng là có một nhà sư nuôi một con chó nhá. Đấy, sau khi mà có một người bạn rủ ông ấy đến rủ ông ấy đến thăm nhà thì thăm khi thăm nhà này thì phải đi qua sông. Mà đi qua sông thì con chó này nó lại không biết bơi. Thế là ông chủ ông ấy khoanh một cái vòng tròn. Đấy, bảo con chó là nằm yên ở đấy. Thế là ông chủ này ông ấy bơi qua sông, ông ấy sang nhà bạn ông nhậu. Nhậu say quá ông ấy không về. Thế là đêm hôm đấy thì trời mưa gió bão bùng. Con chó thì nó vẫn cứ nằm yên trong vòng vậy. Nó không chạy về, nó cũng không đi trú, không sao cả, không chạy đi đâu cả. Thế là ông chủ sáng hôm sau mới giật mình tỉnh dậy thì mới về. Thì về nhà thì sang qua bờ sông thì con chó nó đã chết ở trong cái vòng tròn rồi các bác nhá. Đấy, tức là ý muốn nói là con chó là một trong những cái loài vật cực kỳ là trung thành luôn. Đó, rất là trung thành luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 cho một chú chó đẹp như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Lên cho em là chó gà tàn nhá. Con này thì kích thước của nó sẽ là chiều dài của nó sẽ là 14 này và chiều cao của nó sẽ là 15 nhá. Đấy, chiều rộng là 14, chiều cao là 15. Đó. Giá thì sẽ là 230.000. Lên mã giúp cho em đó là chó gà tàn nhá. Đấy. Lên cho em là chú chó này. Đấy, chú chó. Giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho một chú chó như này nhá. Tiếp theo thì đến một con vật cũng rất là được yêu quý, đó là con trâu nhá. Các bác lên mã giúp cho em là con trâu này. Ở vùng nông thôn thì các bác biết rồi. Đó. Đấy, con trâu là đầu cơ nghiệp luôn. Đấy, tậu tậu trâu lấy vợ làm nhà. Trong ba việc ấy thật là khó thay các bác nhá. Đó thì em lên cho bác cái siêu phẩm trâu đây, bụng cực kỳ là to luôn. Đấy, đầu năm thì các bác thường hay xem đi lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Một con trâu đang vảnh cái sừng lên rất là đẹp này. Đấy, dùng để làm gà tàn rất là tuyệt vời luôn. Đấy, và mình của nó thì có hoa văn là các cái đồng tiền xu được xiên chuỗi vào như này này. Đấy, hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Màu sắc kích thước đẹp và rất là thực tế luôn nhá. Lên mã giúp cho em là trâu nhá, 230.000. Đấy, lên mã giúp cho em là chú trâu nhá. Chú trâu giá sẽ là 230.000 này. Đấy, chú trâu này. Trâu là TR, trâu 230.000 nhá. Đó. 230.000 cho một chú trâu như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một số cái mã về bộ chuyên chén này. Bộ chuyên chén để các bác dùng để mình làm đồ pha trà uống này thì nó sẽ có cho các bác là ba bộ nhá. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên đó là bộ chuyên chén đồng này. Cái tên thì bên em gọi nó là bộ chuyên chén đồng và nó sẽ có hai mẫu.
một mẫu là hoa văn rồng phượng và một mẫu là hoa lá cành. Đấy, lô này về thì lại có hai mẫu như này. Có hai mẫu như này nhá. Một mẫu là hoa văn rồng phượng này. Đấy. Đây thì nó sẽ là hoa văn rồng phượng như này. Đấy. Một mẫu là hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu là hoa văn rồng phượng như này nhá. Hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái mẫu hoa văn rồng phượng này sẽ là 395.000 nhá. 395.000 cho cái mẫu hoa văn rồng phượng như này. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái khay hình rồng phượng này. Đó, một khay hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó. Một khay hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Đấy, và có thêm cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén hình hoa văn rất là đẹp như này. Đấy, 6 cái chén hình hoa văn rất là đẹp như này. Đó. Và cái chuyên này của nó thì kích thước nó nhỏ thôi nhá. Đây em sẽ đo thực tế cho bác xem này, chiều rộng của chuyên thì nó vào khoảng là 8 cm nhá. Đấy, 8 đến 9 cm là tính nguyên thân chuyên đấy. Và chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá. Nói chung ấy là nó trong lòng bàn tay, mà các bác là biết là trong lòng bàn tay thì nó thế nào rồi. Đấy, nó cũng tương đối là nhỏ thôi, không quá nhỏ nhưng không quá to. Trong lòng bàn tay nhá, nghe cho rõ các bác nhá. Đấy, nó trong lòng bàn tay như này. Chất liệu của nó thì là bằng đồng nhá, bằng đồng rất là chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 395.000 cho bộ chuyên rồng phượng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên rồng phượng nhá. Đấy. Bộ chuyên đồng này, chuyên đồng hình rồng phượng nhá. Đấy. Lên cho em là chuyên đồng này. Đó. Chuyên đồng này. Chuyên đồng rồng phượng nhá. Đó. Rồng phượng giá sẽ là rồng phượng này. Bộ chuyên đồng rồng phượng 395k. Đó, 395k. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ chuyên đồng hình hoa lá cành như này. Đấy, nó sẽ có hai trường phái, một là hoa lá cành, hai là hình rồng phượng. Kích thước và kiểu dáng thì na ná như nhau, nó chỉ khác nhau về hoa văn thôi. Đó, chỉ khác nhau về hoa văn thôi. Thì tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác, các bác có thể mua một hoặc là hai, tùy theo nhu cầu nhá. Đây, đây là cái khay của nó này. Một cái khay rất là đẹp luôn. Được dập hoa văn này rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Hình con rồng con phượng rất là đẹp luôn. Thì nó sẽ có hai mẫu nhá. Đấy. Thì các bác lên xem là bộ chuyên đồng hình hoa văn nhá, hình hoa văn. Giá thì sẽ là 400.000. Đấy. Con này thì các bác lên xem là chuyên đồng hoa văn nhá, chuyên đồng hoa văn. Giá sẽ là 400k. Đó, còn chuyên đồng rồng phượng thì sẽ là 395.000. Chuyên đồng hoa văn này. Đó. Chuyên đồng hoa văn nhá, hoa văn. Giá sẽ là 300, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho cái bộ chuyên đồng hoa văn như này. Đây. Bộ này sẽ là 400.000 nhá. Bộ này 400.000 này, các bác chụp màn hình lại cho em. Chuyên đồng hoa văn, giá sẽ là 400.000. Đấy. Còn bộ này thì các bác lên cho em là chuyên đồng rồng phượng này. Chuyên đồng rồng phượng, giá của nó sẽ là 395.000 nhá, 395.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái bộ, đó là bộ chuyên chén, bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén hoàng gia. Bộ này thì nó sẽ khá là to luôn. Đó, khá là to luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này. Đấy. Một cái chuyên như này khá là to luôn. Đấy. Đây, một chuyên khá là to như này. Chất liệu của nó bằng đồng này. Đấy, một cái chuyên khá là to này các bác nhá, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và nó sẽ in hình. Ô, từ từ hướng dán nào. Nó sẽ là in hình hoa văn này các bác này. Đấy, in hình hoa văn như này rất là đẹp này. Đấy, như kiểu là cái tháp của Nga này các bác này. Đấy, cung điện Kremlin của Nga này các bác này, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, các bác có đính đá các bác này, có đính đá rất là đẹp luôn. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này, một chuyên 6 cái chén như này, 6 chén như này nhá. Đấy, chén này thì nó sẽ là dòng chén to này, một chuyên 6 chén to nhá, 6 chén to như này. Và kèm thêm cho các bác là một cái khay khổng lồ luôn, một khay khổng lồ này luôn. Đây, em sẽ đo kích thước cho bác xem. Con này thì khay của nó, chiều rộng của nó sẽ là vào là 30cm nhá. Đấy, 30cm này, chiều rộng 30cm. Đấy, khay này rộng là 30cm nhá, rất là đẹp luôn. Hình hoa văn, hoa lá cành này, chấm hết đời con dết luôn. Siêu đẹp luôn các nhá, siêu đẹp luôn. Đó, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Khá là dày dẫn chắc chắn luôn và rất là đẹp này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 700.000. 700.000 cho một bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy, giá rất hợp lý nhá, các bác có thể mua để trưng bày này. Con này thì kích thước chiều phủ bì của nó sẽ là 18 này. Và chiều cao của nó thì nó sẽ là 26 này, 26. Còn cái phần của cái chuyên này thì vào khoảng là 11-12cm. Đó, đây là em đo kích thước nó rất là cơ bản cho các bác sử dụng luôn. Đấy, rất là ngon. Con này các bác có thể dùng đựng nước lọc để uống này, hoặc là các bác có thể là đựng trực tiếp pha trà này. Hoặc là em thấy tốt nhất là các bác cứ rót rượu ra. Đấy, có khách có khứa đến các bác rót rượu ra đây uống thì rất là tuyệt vời luôn. Cái chén này thì chiều cao của nó sẽ là vào 6cm và chiều rộng của miệng là 5cm nhá. Đấy, thiết kế khá là cân đối và hài hòa luôn.
Đấy, khá cân đối hài hòa luôn và rất là đẹp nhé. Và giá thì sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên hoàng gia như này. Lên mã giúp cho em là bộ chuyên hoàng gia. Đấy, bộ chuyên hoàng gia hoa văn hoa lá cảnh rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 700k nhé. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bộ chuyên mạ vàng này. Bộ chuyên mạ vàng, bộ này thì nhỏ hơn một chút và giá thì cũng rất là hợp lý cho bác luôn. Bộ này bao nhiêu nhỉ? Bộ chuyên mạ vàng nhá, giá sẽ là 450.000. Chiều cao của cái chuyên này thì sẽ là 21-22 cm và chiều rộng phủ bì của nó sẽ là 12 cm nhá. Đấy là cái chuyên này. Đó, đây là cái chuyên. Còn lại là cái chén thì đây nó sẽ có cho các bác là 6 chén, đều là hàng mạ vàng hết nhá. Mạ vàng hết. Rất là đẹp luôn. Đây, mạ vàng 18 carat nhá, rất là đẹp này. Đấy, mạ vàng 18 carat cho các bác luôn. Siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, chất liệu của nó thì là bằng hợp kim rồi. Đấy, cho nên là các bác yên tâm nhá, hợp kim mạ vàng hết cho nên các bác yên tâm. Đấy, đây là cái khay của nó này. Khay của nó cũng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác có thể dùng mình để ở phòng khách để các bác trưng bày này, hoặc là để trong tủ kính này, rất là đẹp luôn. Hoặc các bác có thể dùng trực tiếp để mình có khách có khứa thì mình uống trà này, hoặc là uống rượu, các bác cứ châm rượu vào đây, mình rót ra rất là tuyệt vời luôn. Đấy, rót ra mời khách rất là tuyệt vời luôn và rất là đẹp các bác này. Đấy, màu sắc của nó rất tuyệt vời luôn. Lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá. Bộ chuyên mạ vàng. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000 cho một bộ chuyên mạ vàng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là chuyên mạ vàng, giá sẽ là 450.000. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là chuyên mạ vàng này, đó, chuyên mạ vàng. Chuyên chén mạ vàng nhá, chuyên chén mạ vàng. Đấy, giá của nó sẽ là 450k nhá, 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng đây. Đấy, còn cái bộ chuyên hàng da này thì giá sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hũ đựng chè nhá, thì nó sẽ là có một hũ là loại là hai lạng thì nó sẽ có hai màu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu vàng và mạ đồng. Đấy, một mẫu là mạ vàng và một mẫu là mạ đồng nhá. Đó thì tùy theo các bác này. Đấy, mẫu này thì của nó sẽ là bình chè vàng 2 lạng, giá sẽ là 240.000 nhá. Lên cho là bình chè vàng 2 lạng, giá sẽ là 240.000. Con này thì đựng được 2 lạng chè, rất là đẹp luôn. Đựng được 2 lạng chè các bác nhá. Bình chè vàng 2 lạng đựng được 2 lạng chè. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bình chè đồng nhá. Bình chè đồng 2 lạng. Con này thì giá sẽ là 230.000 nhá. Đó, bình chè đồng 2 lạng này. Đó. Lên cho là chè đồng này. Đó. Chè đồng 2 lạng, giá sẽ là 230k nhá. 230k, còn con mạ vàng là 240.000. Còn con đồng này sẽ là 230.000 nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ đựng được 2 lạng chè. Đó, chè đồng 2 lạng, giá sẽ là 230.000 nhá. Đấy, hai con đều như nhau, rất là đẹp luôn. Nó chỉ khác nhau là một con là mạ đồng và một con là mạ vàng. Một con là mạ đồng và một con là mạ vàng. Các bác có thể mua cả hai để mình sưu tầm trưng bày. Đó, hoa văn các kiểu con là đều như nhau, đều là hoa hồng hết, thiết kế cực kỳ là đẹp, tao nhã các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có hai loại như này. Đó, thì bình trà chè đồng 2 lạng thì sẽ là 230.000. Đấy, còn chè vàng 2 lạng này, chè vàng 2 lạng thì sẽ là 240.000 nhá. Chè vàng 2 lạng sẽ là 240.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bình chè cỡ to. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái bình chè 4 lạng nhá. Bình chè 4 lạng, giá sẽ là 290.000. 290.000 cho một con bình chè 4 lạng này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó thì lô này hàng về nó sẽ là hoa văn hình cá chép như này nhá. Hoa văn hình cá chép như này, rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đây, hoa văn hình cá chép này, rất là đẹp luôn. Cá chép rồi mâm hoa quả này, rất là tuyệt vời luôn. Đó, hoa văn của nó rất là đẹp. Đây, chữ của nó toàn bộ là chữ Nhật hết này, toàn bộ là chữ Nhật hết. Rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, chất liệu của nó là 100% là bằng hợp kim hết nhá. Bằng hợp kim mạ đồng hết, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới, nắp giòn của nó cực kỳ là kín luôn. Nắp giòn của nó, ren riếc của nó xoáy cực kỳ là kín nhá. Các bác đựng trà thoải mái luôn đây. Xoáy kín khít lịt luôn. Đấy, cái tóc không đút vào vừa nhá. Giá thì sẽ là 295.000. Lên cho em là bình chè 4 lạng nhá. Bình chè 4 lạng này. Đó. Bình chè 4 lạng, bình chè này, bình chè 4 lạng giá sẽ là 295k nhá. 295.000 cho con bình chè 4 lạng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khay giấy nhá. Các bác lên cho em là khay giấy này. Đấy. Khay này thì các bác chuyên để mình đựng giấy ăn này. Rồi các cái loại giấy mình sử dụng hàng ngày ở trên bàn ăn hoặc là trên bàn uống nước đều được. Các bác có thể để bàn ăn hoặc bàn uống nước hoặc là trong phòng khách, phòng ngủ đều được hết nhá. Để mình để thì vừa trang nhã, vừa lịch sự, vừa sạch sẽ. Có nam châm ít luôn, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Giá thì cái bình chè cái khay giấy này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là khay giấy nhá, khay giấy.
Con này thì chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là 24 cm. Chiều cao thì sẽ là 9 cm và chiều rộng là 13 cm nhá. Lên cho em là khay giấy, giá sẽ là 230.000. Các bác lên cho em là khay giấy này. Đó, khay giấy nhá. Giá của nó sẽ là 230k. Kích thước của nó sẽ là 23, dài rộng 23 x 13 x 9 nhá. 23 x 13 x 9 cm. Đó, và giá sẽ là 230.000, bao ship tận nhà cho một cái khay giấy như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác một số cái mã đồ siêu tầm nữa, đó là bật lửa nhá. Thì đầu tiên em lên cho các bác cái bật lửa điện. Con này thì bên em gọi nó là bật lửa điện nhá. Giá sẽ là 80.000. Con này thì có sẵn ga rồi, về nhà các bác chỉ cần bật này nó sẽ lên thôi. Đó, cháy đây. Lên cho em là bật lửa điện hình cây tú rất là đẹp này. Đấy. Hoặc các bác lên cho em là bật lửa tú cũng được, bật lửa tú nó hình cây tú như này mà. Đấy, cho nên là lên cho em là bật lửa tú nhá. Giá sẽ là 80.000 cho con bật lửa tú như này. Đó. Lên cho em là bật lửa cây tú này. Bật lửa cây tú nhá. Đấy, cây tú giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho con bật lửa cây tú này thôi. Đấy, bật lửa cây tú hoặc bật lửa điện. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu bật lửa đồng hồ. Thì nó sẽ có là một loại là bật lửa đồng hồ không và một loại là bật lửa có kèm đồng hồ và la bàn. Đấy, thì bên shop sẽ chia ra làm hai tên. Đó là cái con này thì bật lửa nguyên đồng hồ thì em gọi nó sẽ là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Con này về nhà các bác tự bơm ga cho em và giá cũng chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000. Lên mã giúp cho em là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ này. Bật lửa đồng hồ. Đấy, tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Đó, tự bơm ga giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bật lửa đồng hồ như này. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em đây. Em viết tiếng Việt rất là rõ luôn và có nói cả tiếng Việt luôn. Về nhà các bác tự bơm ga nhá. Đồng hồ chạy bình thường này. Đồng hồ đang chạy các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy, các bác nhìn kim chưa? Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đó. Và các bác chỉ cần là bật này. Đấy, về nhà bơm ga vào cho em bật này thì nó sẽ có đèn pin lên này. Đấy, đèn pin lên để các bác xem giờ ban đêm rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100.000, về nhà các bác tự bơm ga nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác một con bật lửa khác nữa, đó là bật lửa la bàn. Con này thì cũng chạy bằng ga và về nhà các bác cũng tự bơm ga giúp cho em. Đó. Con này thì vừa là bật lửa này, vừa là la bàn này và về nhà các bác có thể treo vào móc khóa được luôn. Đó, treo móc khóa được luôn nhá. Đánh lửa tự động con này. Đấy, đánh lửa tự động. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Tự bơm ga vào cho em nhá. Đây, bơm ga đít này. Đấy, rất là đẹp ngon lành cho các bác này. Đồng hồ cũng chạy bình thường nhá. Đấy, đồng hồ đang chạy này các bác này. Đồng hồ đang chạy bình thường các bác thấy không? Đó, có cả la bàn luôn, có cả móc khóa này. Về nhà các bác có thể làm móc khóa này và có cả tính năng là khui bia nhá. Móc khóa, khui bia, la bàn, đồng hồ. Đấy, 1 2 3 4 5 chức năng cho một con bật lửa đồng hồ à bật lửa la bàn như này. Lên cho em là bật lửa la bàn nhá. Bật lửa la bàn. Giá sẽ là 120.000 nhá. Bật lửa la bàn này. Bật lửa la bàn nhá, la bàn. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho một em bật lửa kèm la bàn như này. Đấy, có con la bàn này luôn, có cả khui bia, có cả móc khóa, có cả đồng hồ, bật lửa la bàn. Giá sẽ là 120.000 cho con bật lửa la bàn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai con bật lửa ngọc nhá. Các bác lên cho em là bật lửa ngọc. Nó sẽ là màu vàng và màu bạc và nó sẽ là có cái hình viên ngọc như này. Có hình viên ngọc như này nhá. Đấy, nó sẽ có ngậm một cái viên ngọc màu đỏ rất là đẹp như này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng gọi là về nhà các bác cho xăng thơm vào nhá, cho xăng thơm hoặc là cho dầu diazen vào cũng được. Đó. Bác nào có xăng thơm thì cho xăng thơm, hoặc các bác cho ra ngoài cây xăng các bác mua tí xăng thường cũng được, cũng cháy bình thường hết nhá. Đó, các bác hoặc là bác nào dân chơi thì các bác biết rồi. Hình con rồng rất là đẹp, một con thì là mạ vàng 18 carat và một con là mạ bạc nhá, một con là mạ bạc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc màu vàng hoặc màu bạc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Bật lửa ngọc màu vàng hoặc màu bạc nhá. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi. Đó, các bác lên cho em là bật lửa này. Bật lửa ngọc này, đó. Bật lửa ngọc nhá, nó sẽ là có màu vàng màu bạc. Giá sẽ là 130.000 cho một con bật lửa như này. Các bác có thể bảo là cho tôi con màu vàng hoặc cho tôi con màu bạc đều ok hết nhá. Đó, rồi, ok các bác. Chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác để ý giúp cho em, từ 200 là bên em bao ship thôi. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng cá sấu hộp này. Đấy, hàng rất đẹp cho các bác luôn. Hàng này của nó thì nó sẽ kèm cho các bác là hai cái đầu như này, hai đầu này. Đấy, cá sấu mạ vàng 18 carat này, siêu đẹp luôn, hai đầu này, kèm thêm một thắt lưng nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất da thì siêu mềm nhá, chất da siêu mềm cho các bác luôn. Đấy, chất da vân cá sấu này, rất đẹp, rất mềm mại cho các bác luôn. Đó, và hàng của nó thì chấm hết luôn. Hàng con lăn rất dễ sử dụng nhá. Các bác chỉ cần là sập vào này cho em là xong này. Đó, đẹp chưa các bác ơi? Đó, đẹp chưa? Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu luôn, có cho các bác là hai đầu luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 160 cành thôi, 160 cành. Đấy, lẫy trượt này. Hàng lẫy trượt rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác có thể sử dụng hai cái đầu này để mình có thể thay tháo để mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể sử dụng ví dụ như là tuần này thì mình dùng cái đầu này và tuần sau thì mình lại dùng cái đầu này, hoặc là các bác có thể dùng một cái bao giờ nó cũ thì các bác có thể thay cái mới. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, thì các bác lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hoặc là các bác lên cho em là cá sấu hai đầu đi, cá sấu hai đầu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 nhá. Đấy. Đây, các bác lên cho em là cá sấu hai đầu. Hoặc cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Giá sẽ là 160.000 cho một cái cá sấu hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Đó. Cá sấu hộp này. Đấy. Cá sấu hộp giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000. Đấy, thắt lưng này. Thắt lưng cá sấu hộp 160.000. Đấy, thì các bác nhận được hàng thì hàng sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, bao gồm cho các bác là hai mặt luôn. Đấy, hai cái mặt như này để các bác có thể dùng để mình thay tháo này. Hai mặt và một cái thắt lưng. Đấy, hai mặt rất là đẹp luôn. Đó. Và một cái thắt lưng như này thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Rất là chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đây, trong một cái hộp như này nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác có thể mang đi mang lại, xách đi xách lại để làm quà cũng rất là tiện. 160.000 quá nhá. Lên cho em là cá sấu hộp. Giá sẽ là 160.000. Cá sấu hộp 160.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái mẫu cá sấu không hộp này. Đấy. Cá sấu không hộp này thì nó sẽ rẻ hơn một nửa nhá. Rẻ hơn một nửa. Chất da của nó thì cũng cực kỳ là mềm mịn và đẹp cho các bác luôn. Chất da mềm mịn và đẹp, và con này của nó thì nó cũng là một cái dòng mà nó sẽ là lẫy gà như này nhá, lẫy gà này các bác này. Đấy. Các bác nghe cái tiếng khóa kêu của nó là các bác đã biết rồi, rất là thích các bác nhá. Đây. Đấy. Đấy, bác thấy không? Đó. Và con này thì giá thì chỉ có 80 cành thôi nhá. Các bác lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp. Giá sẽ là 80.000. Đó, cá sấu này. Cá sấu không hộp nhá. Đấy, không hộp. Giá sẽ là 80.000 một em nhá. 80.000 cho một cái thắt lưng cá sấu không hộp này thôi. Đây. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi nhá. 80.000 cho cái con cá sấu không hộp như này. Đấy, lên cho em là cá sấu không hộp này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Da bò của Mỹ. Đó, thì con này hàng cao cấp của Mỹ luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ và yêu thương thôi nhá. Đấy, rất hạt rẻ và yêu thương luôn. Đó đây. Chất liệu của nó là da bò này, da bò tự nhiên. Đây, mặt của nó đây các bác này. Đấy. Mặt của nó rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt lì như này, chống xước nhá, mặt lì chống xước đúc liền nhá, mặt lì chống xước đúc liền luôn. Và đây thì nó sẽ là chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Hàng của Mỹ này. Đấy. Da bò tự nhiên hàng của Mỹ. Đây, made in USA các bác này. Đấy, made in USA, hàng cao cấp của Mỹ. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá rất hạt rẻ nhá. Chỉ có cho các bác là 190.000 nhá. 190.000 cho một cái thắt lưng da bò Mỹ như này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Em về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu như này nhá. Một màu đen và một màu nâu. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Da bò Mỹ. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đấy, hai mẫu như này. Thì màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh này. Bẫy chuột thông minh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, và cái giá thì bên shop đang ưu ái gửi tới các bác cái giá chỉ có 15.000 thôi. 15.000 cho một cái bẫy chuột thông minh như này, rất là tiện luôn. Đấy, đây các bác này. Mình chỉ cần là chạm nhẹ như này là con chuột chạm nhẹ là sập bẫy luôn nhá. Đấy, rất tiện ích nhá. Đấy, chuột chỉ cần chạm nhẹ này sập bẫy luôn, rất tiện luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy, chạm nhẹ này là sập luôn này con này. Đấy, rất tiện nhá. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực yêu thương luôn. Chỉ có 15.000 trong cái bẫy chuột thông minh như này thôi nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, giá sẽ là 15.000. Để em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Đấy. Trước khi em xóa video này, cô chủ cũng kia. Đấy.
chú anh chị hãy thêm ngay vào giỏ hàng cho em các sản phẩm sau. Nếu như nhà bác nào có chỗ to chưa tìm ra cách bắt, đấy, thì hôm nay em có tư vấn và hướng dẫn sử dụng cho mọi người bắt vô cùng đơn đấy, giản. Chạy vào cái là dính bẫy luôn nhá. Nói là đơn giản với người biết đặt đúng cách thôi à? Kiểu về chuột, chọn nơi đặt và cách đặt sao cho phù hợp. Nhìn nó kiêng nghịch không treo cả lên cành xong nhảy xuống để kém tắc thở mới chịu. Nó chuẩn bị tự tử. Các bác hiệu quả nhất là mua từ 5 cái trở lên đặt xích sắc vậy mới hiệu quả chứ đừng đặt một chiếc. Đặt như vậy chuột có rất nhiều cơ hội để trốn thoát. Thay vì như thế mua thêm tầm 5 cái là có thể bắt dễ dàng. Mày chết đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Rất tiện ích nhá, giá chỉ có 15k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Đấy, kéo cắt cành trên cao như này thì sản phẩm là nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo và một cưa. Đây là cái đầu kéo của nó này và đây là cái cưa này. Đấy. Thì lắp đặt thì đúng như trên hình như này các bác này, như trên hình như này. Đó, và cái giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành trên cao này, đó. Kéo cành này trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130k. 130.000. Thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Đó. Các bác chỉ cần lắp vào cho em vào cái đầu cái sào này. Đấy, cắt này. Đấy, cưa này. Xem chất lượng hàng hóa như thế nào nhé. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở chất lượng. Vì sản phẩm tốt thì không rẻ, mà sản phẩm rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ vừa tốt thì ít có nha mọi người. Vì vậy muốn mua hàng tốt thì đừng bao giờ nhìn vào giá cả, mà đó, xem chất lượng. Rất tiện các nhá, về nhà các bác chỉ cần lắp cái xào vào cho em là xong. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải đánh răng nhá. Đấy. Đây. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng. Vỉ bàn chải đánh răng bao gồm cho các bác là 6 chiếc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chiếc với đủ màu sắc khác nhau. Đấy, đủ màu sắc khác nhau cho các bác lựa chọn đây. Một cái vỉ bàn chải đánh răng như này. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Đấy, nó sẽ là em bán theo combo một vỉ như này. Bao gồm cho các bác là 6 cái nhá. Đấy, 6 cái như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. 25k. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nha khoa cực cao cấp luôn. Đấy, giúp cho các bác là chống viêm nếu viêm lợi đau lợi và chảy máu chân răng. Đó. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Đấy, vỉ bàn chải đánh răng. Đó. Vỉ bàn chải. Đấy, hoặc là bộ bàn chải 6 chiếc nhá. Đấy. Vỉ bàn chải đánh răng nó sẽ là một vỉ như này. Bán theo combo 6 cái nhá. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Cái này thì nó đã được chứng nhận bởi tổ chức y khoa của Nhật nhá. Đấy, chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng. Một vỉ này là 6 chiếc và giá thì sẽ là 25.000 nhá. Lên mã giúp cho em là vỉ bàn chải đánh răng 25.000 cho 6 chiếc như này. Mà các bác ra cửa hàng mua một chiếc thôi cũng đã phải mất đi 15 đến 20.000 rồi. Ở bên em bán giá cực tốt cho các bác luôn, 25k nhá. 25k cho một vỉ bàn chải đánh răng như này. Lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Vỉ bàn chải này, đó. Lên cho em là vỉ bàn chải đây được không? Giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Rồi ok. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó thì hôm nay bên em lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái em kìm chết nhá, kìm chết. Hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 100k cho một con kìm chết này thôi các bạn này. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây các bạn này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Hàng Crossman này, USA, hàng bãi của Mỹ nhá. Hàng bãi của Mỹ. Hàng này thì bên shop về số lượng khá là nhiều cho nên là gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 trong con kìm chết như này thôi, 100k trong con kìm chết như này nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ nhá, giá của nó sẽ là 100k một chiếc này, 100.000 cho con kìm chết Mỹ này, hàng thương hiệu Crossman USA các nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ép tỏi nhá, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây, ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Winling hai hình người của Đức các bác này. Đấy. Winling hai hình người của Đức, made in Germany nhá. Đây. Made in Germany này, hàng nội địa của Đức này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Ở đây thì các bác cho hành, cho tỏi, cho các cái vật liệu mình cần ép vào đây. Hành, tỏi rồi gừng rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong.
Đấy, cái phần đầu bi này của nó thì nó đã đẩy hết ra ngoài rồi, đẩy hết lòi ra ngoài này luôn, thì khi mà các bác ép là nó sẽ rơi ra hết luôn, nó rất là tiện và vệ sinh cũng rất là sạch sẽ, đưa vào xả nước đi là xong. Chất liệu của nó thì bằng inox nhá, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá, giá sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này nhá, 100.000 cho một con ép tỏi như này, hàng siêu đẹp và giá thì cực tốt cho bác luôn, hàng made in Germany đó, ép tỏi 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ dao sói nhá. Qua lên trên là bộ dao sói, bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 4 con dao nhá, 4 con dao. Đấy. Bao gồm cho các bác là 4 con dao luôn, bộ dao sói nhá. Giá thì chỉ có 100k trong cái bộ dao sói như này thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao. Đấy. Đây, sẽ có cho các bác là 4 dao như này, 4 dao, 1 kéo và 1 nạo. 4 dao, 1 kéo, 1 nạo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Bộ này thì độ bén của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, nói chung là cũng là hàng chất lượng rồi, độ bén thì khỏi phải bàn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn, chỉ có 100.000 cho một cái bộ dao xó này thôi. Đây em sẽ test thử cho các bác xem nhé. Đây em sẽ dọc giấy cho bác xem này, con này. Đấy, đây nhá, con nào cũng bén hết câu nhá. Đấy, con nào cũng bén hết các bác này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là bén luôn các bạn này. Đó, rất bén luôn. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết nhá. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết này. Các bạn này. Đó, con nào cũng bén như nhau hết. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao như này. 4 dao nhá. 1 này, 2 này, 3, 4 này. Đấy, sẽ có 3 con nhọn này, 3 con nhọn và một con đầu bằng như này, và có dập vân chống dính nhá, dập vân như này. Đấy, nó sẽ có vân như này, chống dính rất là tốt luôn. Đây, Japan này. Đó, Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Phân khúc giá bình dân cho các bác luôn. Một kéo này, một kéo một nạo này. Đấy, một kéo một nạo này coi nhá. Kéo này thì đa di năng luôn, mở nắp chai này, khui bia này, kẹp cua ghẹ này. Đấy, cắt gà, cắt cá đều ok hết nhá. Đó thì combo cho các bác này, một cái nạo nữa này. Đấy, một nạo nữa. Đấy. Bộ dao này thì sẽ bao gồm là 4 con. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá tri ân cực kỳ là yêu thương luôn. Chỉ có cho các bác là một bộ dao như này. Giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho một cái bộ dao sói 4 con như này. 4 con như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Bộ dao sói này, đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k trong bộ dao sói như này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kim chỉ các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là kim chỉ nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. 25.000 cho một hộp nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, có thứ nhất là có hộp đựng rất là xịn sò này. Đấy. Có một vỉ kim này, rồi kim băng này, thước đo này. Đấy, rồi là D này và một cái bộ combo chỉ như này, combo chỉ như này các bác này. Đấy, đầy đủ các cái màu chỉ như này nữa cho các bác lựa chọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương nhá. Đấy, chỉ có 25.000 thôi, sẽ có cho các bác là 10 cuộn chỉ này, một cái hộp kim như này. Đấy, và một cái hộp này thì các bác đựng rất là tiện dụng luôn, khi mình dùng thì dùng xong thì mình là bỏ vào hộp này, tránh bị thất thoát rồi mất rồi khó tìm nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý luôn. Lên mã giúp em đó là kim chỉ nhá. Đấy, kim chỉ này. Giá chỉ có cho bác là 25k cho một cái hộp kim chỉ này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là bộ quần áo mưa. Để cho em tí em rút cái này vào. Bộ quần áo mưa thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm. Đấy, đây, nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa đúng như trên hình như này các bác nhá, đúng như trên hình như này. Đấy, một bộ nhá, một bộ chứ không phải là hai bộ đâu. Đấy, ở đây nó sẽ là có một bộ thôi. Còn đây là cái hình mô phỏng của nó thì nó sẽ là hai người. Đấy, đây, rất đẹp các bác này. Đấy, cỡ L là cỡ phổ thông nhá. Đấy, các bác 70 cân đều dùng được hết nhá. Cỡ L phổ thông như này các bác này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, mặc vào thì rất là vừa vặn và ôm nhá. Đấy, đây, bên trong của nó thì nó sẽ là dòng hai lớp như này. Hai lớp cực kỳ tiện dụng cho các bác luôn. Đấy, hàng hai lớp nhá, rất là ngon lành. Ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng hai lớp như này. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là tráng chống nước cực kỳ là tốt nhá, tráng chống nước cực kỳ là tốt luôn. Bên trong thì nó sẽ là lớp vải như này. Nói chung là hàng hai lớp các bác mặc thì cực kỳ dày dặn chắc chắn, đặc biệt là mùa đông này. Đấy, và có đằng sau này thì nó sẽ có mũ cho các bác nhá, có mũ cho các bác đầy đủ luôn. Bao gồm cho các bác là một quần một áo như này nhá. Đây, một quần một áo như này. Combo cho các bác. Đấy, giá thì sẽ là 195.000. Lên cho em là bộ quần áo mưa 195.000 nhá. Bộ quần áo mưa này. Bộ quần áo mưa giá sẽ là 195k. Nếu các bác mua ngoài thị trường nó sẽ bán cho các bác là khoảng 250 đến 300k nhá, 300.000. Đấy, có chỗ nó bán 350.000, nhưng bên shop bán cho các bác combo một bộ quần áo mưa đẹp như này. Giá chỉ có cho các bác là 195.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì đây nó sẽ là một cái cặp lồng
Đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai tầng nhá, hai tầng đây. Đấy. Bình thường nếu các bác đi mua một cái âu như này thôi, một cái âu inox xịn như này, dung tích là 500ml các bác này. Cái này thì nếu các bác đi mua cũng phải mất đâu đó vào khoảng là 40.000 cho một cái âu như này thôi. Đấy, thế mà bên shop bán chỉ có 180.000 cho một cái cặp lồng điện như này. Đấy. Đầy đủ nhá, dây nguồn nhất ở trong này luôn nhá, dây nguồn ở trong này luôn nhá. Đó. Và đây thì sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, nó giống như cái nồi cơm điện luôn. Ở đây nó sẽ là một cái mâm nhôm nhá. Đấy, các bác cắm điện trực tiếp điện 220 cho em. Đó, rất tiện ích các bác này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là yêu thương luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá. Tha hồ thoải mái quá sử dụng luôn. Đó, tha hồ thoải mái quá sử dụng luôn. Và cái lô này thì hàng về nó sẽ kèm cho các bác là một đôi đũa và một chiếc xìa nữa này. Đấy, một đôi đũa một thìa nữa. Hàng về theo lô nhá, có lô không nhá. Lô này thì là một đũa thìa inox luôn, một đôi đũa một cái thìa inox cho các bác này, rất tiện ích các bác nhá. Đấy, có chỗ để cho các bác luôn. Thì mình dùng để mình sử dụng nó rất là tiện trực tiếp luôn. Thì các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, đồ uống đi làm rất là tiện này. Đấy, dung tích 2 lít này, cắm lên thì có đèn báo nhá, đầy đủ công tắc công nghiệp đầy đủ cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác. Dòng này thì miễn chê rồi, dung tích của nó là 2 lít nhá. Hàng nội địa của Nhật này, sử dụng điện 110 đến 220V này. Đó, các bác thấy không? Đây, 50Hz này, 200W này, dung tích là 2 lít này. Đó, lên mã giúp cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này. Đó. Cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Giá của nó sẽ là 180k cho cái cặp lồng điện như này, 180.000 các bác nhá, 180.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con mũ lưới các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ lưới này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì cũng rất là tốt cho các bác thôi. Một con mũ lưới như này, hàng nếu các bác muốn đeo lưới thì đeo, còn không muốn đeo thì mình bỏ ra. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới như này và có sẵn cho các bác là một cái phần như này để khi mà các bác đội nó sẽ không chạm vào cái mũ thì nó sẽ chống nóng cho các bác rất là tốt luôn. Qua kiếc của nó rất là ngon và xịn sò nhé. Hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy, dòng này thì khỏi địa bàn thôi. Các bác có thể đập phá thoải mái các bác này. Đấy, đập phá thoải mái các bác nhé. Đây, đấy. Em để xuống đất em đập cho các bác xem này. Đấy các bác thấy không? Đấy, đập phá thoải mái các bác nhé. Đấy, không hề hấn gì luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Các bác lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150k. Đó, mũ lưới này. Mũ lưới, giá sẽ là 150k cho cái mũ lưới như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em bên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Đây nó sẽ chắn như này các bác này. Các bác có thể để trên bếp ga để mình chắn dầu mỡ khi mà mình chiên rán xào nấu, mình chắn vào. Giá thì chỉ có 25k thôi. Chiều cao của nó là 32cm và chiều rộng của nó là 84cm, mình có thể gấp tùy theo bếp này. Đấy, đúng như này luôn. Các bác có thể gấp gọn được nó bằng nhôm nhá. Đấy, bằng nhôm rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ này. Đấy, chắn dầu mỡ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái chắn dầu mỡ này. Các bác có thể tùy mình gấp vào như này được này. Đấy, gấp vào như này rất là ok luôn nhá. Chắn dầu mỡ 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính các bác này. Đấy, dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy này thì giá của nó sẽ là 15k khi mà mua lẻ, còn mua combo 3 cái thì giá sẽ là 10.000 một chiếc. Đấy, bao gồm là một dao và một lưỡi, một dao một lưỡi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một dao một lưỡi. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ cao su non và bên trong bằng nhựa cứng nhá. Đấy, rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn, dùng để dọc giấy cái thứ rất là ngon. Đó, giá thì sẽ là 15k mua lẻ và mua combo thì giá sẽ là, giá của nó sẽ là 10.000. Đấy, 10.000 một chiếc, mua combo từ 3 chiếc lên sẽ là 10.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Hàng thương hiệu Philips đây. Công suất của nó sẽ là 3.000W này, máy sấy tóc hàng của Philips. Đấy, con này dùng rất là ngon luôn, con này bên shop bán cả vạn con rồi. Đó, dùng rất là tiện ích nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem này. Và nóng rất là nhanh luôn nhá, chỉ cần mấy giây là đã nóng được các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ có hai nước này các bác này. Đấy. Đây. Đấy, nóng rất là nhanh luôn. Các bác nên dùng tại vì cái mùa này bắt đầu là nó vào cái mùa lạnh nhá. Đấy, mùa lạnh mình gội đầu xong thì mình phải nên sấy luôn cho nó an toàn. Đấy, tránh cái việc là mình bị lạnh đầu, nước lạnh nó ngấm vào người nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy. Lên cho em là sấy tóc này, đó. Sấy tóc nhá, giá sẽ là 130k cho một con máy sấy tóc nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc đây. Con này thì giá bán của nó sẽ là 80.000 trong cái tẩu thuốc như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tẩu này và một cái bộ gioăng như này. Con này thì của nó thì sẽ là bằng nhựa thôi, còn cái phần này của nó thì phần chịu nhiệt nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 80k trong cái tẩu thuốc như này. Hàng vừa đẹp vừa xịn sò vừa chất lượng để gửi tới các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho cái tẩu thuốc như này. Rồi ok.
Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship cho em, và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đấy, thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mũ lưới hàng của lính Mỹ nhá, hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. US các bác này, đây American này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000 trong con mũ này nhá. Test thoải mái cho bác xem luôn này. Đấy. Test này. Đấy. Để trên tay thì đập nó không thật này. Để dưới đất đập nhá. Để dưới đất đập này. Đấy. Các bác thấy ok chưa? Ok chưa? Đấy, rất chất lượng cho bác luôn nhá. Đấy, em đập cực kỳ mạnh tay luôn này. Đấy, bác thấy chưa? Đấy, đập ầm ầm này luôn các bác. Đấy, không hề có một vết xước luôn nhá. Không hề có một vết xước luôn. Đấy, hai em này các bác này, hai em này. Đó. Hàng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. 150.000 cho một con mũ lưới như này nhá. Giá sẽ là 150.000. Đấy, nó sẽ kèm cho các bác một cái lưới như này. Thì các bác có thể đội cái lưới này vào cho em. Đấy, đội cái lưới này vào, hoặc không thích dùng lưới thì các bác có thể đội không. Cái lưới này gọi là cái lưới ngụy trang, thì các bác có thể đội vào, hoặc là mình dùng để mình trang trí rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Và khi các bác đội vào thì mình để cái mũ. Đấy, để cái mũ có thể là nó va chạm nó không bị xước. Đấy, nó sẽ có cái lớp bảo vệ này rồi. Đó, thì tùy theo các bác. Nếu mà các bác thích đội thì đội, còn không đội thì cái đấy là tùy theo nhu cầu mục đích thôi. Đấy, khi đội vào thì nó rất là ngon luôn. Đấy, qua kiếc của nó rất là ngon quá nhá. Và đây thì cái phần này của nó sẽ là cái phần lót, để khi các bác đội vào thì nó sẽ gọi là không chạm vào ấy nhá, không chạm vào nó sẽ không chạm vào đầu thì nó sẽ không bị nóng. Đây em sẽ đội trực tiếp cho các bác xem luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là vừa vặn nhá. Đây. Rất là ngon lành luôn, con mũ cực kỳ là xịn sò con bò cho các bác luôn. Đây các bác này. Đó. Đội vào rất là đẹp. Mũ ôm đầu đẹp, các bác có thể dùng đội để mình đi xe máy cũng rất là ok luôn, xe máy xe đạp đều ok, đội nắng mưa đều được nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một cái con mũ lưới như này, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho em mũ lưới như này, đập phá thoải mái cho bác luôn, không phải lăn tăn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới giá của nó sẽ là 150.000. 150.000 cho cái mũ lưới như này, hàng của quân đội Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái tẩu thuốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là tiện ích. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái tẩu thuốc như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Đấy, đây xem cái tẩu thuốc này rong giết các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đó, con này thì chất liệu của nó sẽ là bằng nhựa mạ đồng nhá. Còn cái này của nó thì bằng hợp kim này. Các bác có thể cho thuốc vào đây để mình hút này. Thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã cho em là tẩu thuốc. Giá sẽ là 80.000 cho cái tẩu thuốc như này nhá. 80.000 cho cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tay nắm cửa nhá. Tay này. Các bác lên cho em là hít cửa này. Đấy, hít cửa. 15.000 cho một cái hít cửa như này. Cái này thì các bác dùng khi mà cái cửa nhà mình, đây cái cửa nhà mình nó có cái quai cầm thì các bác dùng cái này nó sẽ chống sốc rất là tốt luôn. Đấy, nó có cái độ hít nhất định nhá. Đấy, và giá sẽ là 15.000. Lên cho em là hít cửa, giá sẽ là 15.000 cho một cái hít cửa như này bằng silicone mềm. Các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Đó, đây các bác nhá, combo của nó thì nó sẽ là bao gồm một cái ngắn. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái tay nắm như này. Đó, thì các bác về các bác việc sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Về mình lồng một cái tay nắm cửa cho em, nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là các cái cửa thông phòng. Đấy, rất là tiện. Thì nó sẽ hít vào cho các bác như này, và khi mình trẻ em nhà có trẻ em nó đầy đổ các thứ thì nó sẽ không bị va quệt. Đấy, và nó không tạo tiếng kêu và rất là an toàn luôn nhá. Giá thì chỉ có 15.000 cho cái hít cửa như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Có loại 20cm và loại 30cm. Thì giá của nó sẽ là 25.000 trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch như này. Và đây em sẽ thử một chiếc cho bác xem. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình thít đồ, thít đạc này, dây bao giang, bao giếc này, hoặc là làm cây, làm cối rất là ok. Đấy, các bác cứ thắt vào này cho em là xong. Ok. Đấy, dòng này của nó thì dây của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Dây của Nhật cực kỳ chất lượng. Đấy, cái bịch 30cm này thì bịch 30cm này, bịch này dài là 30cm này. Đấy, 30cm. Giá thì sẽ là 25.000 nhá. Đấy, 30 và 20cm đều bằng nhau. Cái này thì sẽ là 250g và 143 chiếc nhá. 143 chiếc. Còn con này thì của nó sẽ là 250g 315 cái, nó ngắn hơn cho nên được nhiều hơn, đều là 2,5 lạng nhá. 2,5 lạng. Đấy, tức là 2 lạng rưỡi cho một bịch như này. Và giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. 25.000. Đấy, có loại là 20cm, cái ngắn này là 20cm này, cái dài là 30cm, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình thít đồ đoàn vào như này. Đấy, bao giang bao giếc. Có loại con này dài 30cm đây. Đấy thì rất tiện luôn. Các bác chỉ cần thít vào như này cho em là xong, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa ngăn mùi nhá. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây nó sẽ là một cái nắp cống nhựa tuyệt vời như này. Giá cũng chỉ có 15.000 thôi.
lên cho em nắp cống nhựa ngăn mùi 15k trong cái nắp cống nhựa ngăn mùi như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác đặt vào này, đấy thì nó rất là tiện ích luôn. Đó, nước chảy ngon lành nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Có cái phần lưới lọc này, rất là tiện này. Đấy, lọc rác, lọc giếc các thứ cũng rất là ok. Các bác chỉ cần là cầm lên đổ đi là xong. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Và nó giữ nước ngăn mùi rất là tốt cho các bác luôn. Đây, test thử với khói các bác này. Đấy, đây cái bên này có nắp cống, sử dụng nắp cống nhá. Đấy, nước đọng lại này và khói không thể ra được các bác nhá. Thì rất tiện ích luôn. Một con nắp cống nhựa ngăn mùi như này giá sẽ có 15k thôi. Các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Sử dụng được hầu hết với các loại vòi ống nước cát sàn nhà mình các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con này thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tai đèn nhá, bộ lấy dây tai đèn. Đấy thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân có hai đầu lấy dây tai này, một đôi pin này và một cái bộ kẹp như này. Đấy thì rất là đa năng luôn. Tất cả đều là những cái đầu này đều là có sẵn pin hết nhá. Các bác sẵn pin rồi, về nhà các bác chỉ lắp đặt cho pin vào cho em là xong. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lấy dây tai đèn như này, rất là tiện ích luôn. Về nhà thì chỉ việc sử dụng thôi. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, nó phù hợp. Các bác dùng nó đa di năng, lấy cho người già trẻ con hoặc là lấy cho người khác thì rất là ok nhá. Đấy, lên xem là lấy dây tai đèn nhá. Đấy, dây tai đèn này. Lấy dây tai đèn giá sẽ là 60k nhá, 60k cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Đó. Thì các bác này, đấy, nó có đèn sáng như này. Đấy. Có đèn sáng như này, các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy, lắp pin vào này. Đấy, lắp cho em hai viên pin vào. Đó, bật lên này. Đấy, có cái đầu đây. Có cái đầu này các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào là xong nhá. Đấy, mình dùng để lấy dây tai này. Đấy, rất tiện nhá. Đó, rất tiện luôn. Và cái đầu này nữa này. Đầu này thì nó sẽ có sẵn pin cho bác luôn. Bật lên này. Đấy, dọi vào lỗ tai này, rất sáng luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Combo cho các bác như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi đồng tưới cây tăng áp nhá. Vòi đồng tưới cây tăng áp. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là combo này. Đấy, ba đầu nhá. Đấy, sẽ có ba đầu nối như này. Ba đầu nối cộng một đầu vòi bằng đồng như này nhá. Một đầu vòi bằng đồng như này. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá thì chỉ có 50 cành thôi, 50 cành. Đấy, về nhà các bác kết nối vào cái đầu nước nhà mình cho em là mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy thì con này nó sẽ kết nối được hầu hết với các cái loại đầu vòi nhá. Đầu ra đầu vào là kết nối được hết. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác các cái đầu vòi kết nối này. Đấy, như các ứng dụng đây, các bác lắp đặt theo thực tế cho em và nó sẽ ra là tia nhọn này. Đấy, tia hoa sen các thứ này để các bác dùng để mình xịt rửa tưới cây làm vườn rồi nói chung là rửa xe rửa cộ đều ok hết. Combo cho các bác một cái bộ vòi đồng tăng áp như này giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, 50.000 cho bộ vòi đồng tăng áp này nhá. Lên cho là vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một bộ vòi đồng tăng áp này, tưới cây rất là tiện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy sấy đũa nhá, máy sấy đũa. Đấy, đang ở cái mùa nồm ẩm như này thì các bác nên dùng con này cho em. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của cái cục sạc điện thoại nhá. Đó, và các bác mở cái này lên cho em này. Đấy, và các bác có cái miếng dán đây. Về nhà các bác dán lên tường cho em. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là thêm các cái móc để các bác treo móc ở dưới mình treo đồ, có ba cái móc nữa để các bác mắc ở dưới đít. Đấy, dưới đít này có lỗ để các bác mắc vào treo đồ cho em. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con máy sấy đũa như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, khá tiện dụng để cho các bác sử dụng trong cái công việc hàng ngày của mình, đặc biệt là đũa bát nhá, có nhá. Đấy, lên cho em là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa. Máy sấy đũa thìa nhá, máy sấy đũa giá của nó sẽ là 100k cho một cái con máy sấy đũa như này, 100k nhá, 100.000. Đó, rất tiện ích. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái con máy sấy đũa này luôn. Đây các bác này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác đặt vào cho em cắm điện lên, bật máy lên nó có tia hồng ngoại giúp khử mùi rồi diệt khuẩn rất là tốt. Hộp sấy đũa thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, dễ lắm em mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đũa muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử mùi. Giờ thì có hộp sấy đũa thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Đấy, rất tiện luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ví xanh nhá. Đấy, cái bộ ví xanh. À đúng rồi, bộ ví xanh giá sẽ là 100.000. Đấy, nó sẽ là một cái ví màu xanh như này và trong này thì rất là nhiều chi tiết luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là bấm móng tay chân, có tới 4 cái bấm móng tay chân luôn, kìm bấm da chết này, rồi bộ nặn mụn này, rồi tỉa lông mũi này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Kéo tỉa lông mũi rất đủ, đủ bộ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ ví xanh như này nhá. Các bác lên cho em là ví xanh 100.000.
ném cho anh cái chai xịt chuột này. 100.000 nhá. Đấy. Một xịt mũi. Ném. Giá sẽ là 100.000 đúng không? 100.000 cho cái 100.000 cho một cái ví xanh như này. Đấy thì các bác dùng nó rất là tiện. Đây mã giúp cho em là ví xanh. Ví xanh nhá. Giá sẽ là 100.000 một cái. 100.000 cho cái ví xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi. Con này thì sẽ là dùng bằng tay thôi. Các bác dùng bằng tay nhưng cũng rất là tiện ích này. Đấy, các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây thì em sẽ bóp thử cho các bác xem bằng cái chổi lông này luôn đây. Các bác chỉ lắp vào này thôi này. Đấy, đút vào này. Đấy là mình tỉa là nó sẽ ra đứt này. Đấy các bác này. Đấy, nó đứt ra này các bác này. Đó, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, dùng xong thì các bác lại dùng cái chổi này vệ sinh đi cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cái tỉa lông mũi này bằng inox này thôi, rất chặt chẽ sắc sắn. Đựng trong hộp rất xịn sò này. Lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho cái tỉa lông mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sản phẩm đó là cái chai xịt mũi nhá. Đấy, xịt mũi. Đấy, thì nhà các bác nhà nào cũng có mũi côn trùng kiến gián, hàng này hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy thì các bác xịt cho em. Đó, mũi côn trùng kiến gián này. Đấy, mũi côn trùng kiến gián các bác cứ xịt trực tiếp này cho em. Đó, xịt trực tiếp này. Đấy thì rất là tiện luôn. Đấy, mũi côn trùng kiến gián các bác xịt trực tiếp này cho em. Đấy, của nó là hương tự nhiên nhá, sinh học nhá, rất là an toàn luôn. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Lên cho em là xịt mũi nhá. Xịt mũi, giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ xịt mũi như này. 30.000 cho một lọ xịt mũi như này thôi các bác này. Cái này thì rất tiện ích luôn, rất tiện ích, các bác có thể sử dụng lâu dài được các bác nhá. Đó, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi đôi nhá. Đấy, cái vòi đôi, đây nó sẽ là một cái vòi đôi đa chức năng như này. Đấy, bao gồm cho các bác là hai cái vòi như này thì rất tiện ích luôn. Đấy. Lên cho em là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi. Vòi đôi thì ở đây sẽ có hai đầu ra như này bằng inox 304. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 trong cái vòi đôi như này. Đấy, inox 304 có hai đầu ra và có gioăng giếc kết nối đầy đủ cho các bác luôn. Gioăng gen kết nối đầy đủ để các bác sử dụng nó rất là linh hoạt nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi giá sẽ là 70.000 cho cái vòi đôi như này. Ở bên shop có cả vòi đơn luôn, vòi đơn thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, lên cho em là vòi đôi này. Vòi đôi giá sẽ là 70.000 cho cái vòi đôi như này nhá. 70.000 trong cái vòi đôi này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ kẹp quần áo nhá. Bộ kẹp quần áo một bịch này của nó thì sẽ là 20 cái và bên em bán sẽ là 30.000. 30.000 cho một cái bộ kẹp quần áo như này. 30.000 bao gồm 20 chiếc thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, cái này kẹp của nó rất là ngon, lò xo rất là chắc chắn nhá. Đó thì một bộ này của nó sẽ bao gồm là 30.000 và có tổng là 20 chiếc. Lên theo là bộ kẹp quần áo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái móc đơn này. Đấy, cái móc đơn như này thì các bác có thể dùng để mình móc quần áo, treo đồ, treo đàn đều được hết nhá. Đấy, chứ không nguyên là móc quần áo, các bác có thể dùng để treo đồ. Cho nên là bên em lên nó sẽ là móc đơn. Con này thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20.000 trên 3 cái nhá, trên 3 cái. Còn lại là mua combo 10 cái thì sẽ là 60.000 nhá. 10 cái sẽ là 60.000 cho cái móc đơn như này các bác này. Cái này các bác lên cho là móc đơn nhá. Đấy. Móc đơn. Đó. Móc đơn. Đây, đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi đệm nhá. Túi đệm, cái này thì các bác chuyên dùng để mình bọc cái đệm nằm đấy, đệm nằm mùa đông đấy các bác. Đó, rất là dai luôn, chất liệu của nó rất là dai luôn, túi bóng dai nhá, túi bóng dai mềm. Thì các bác dùng không lo bị giòn, bị hỏng, rất là tiện ích nhá. Thì nó sẽ có dòng cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8, 1m6 2m và 1m8 2m vừa với khổ giường của mình. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm. Giá sẽ là túi đệm này, giá sẽ là 60.000 trên một chiếc, có dòng 1,6m nhá, 1,6m và 1,8m thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đều là giá 60.000 hết. Đấy, 1,6m, 1,8m. Giá thì rất vừa vặn cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đấy, ship code toàn quốc 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Đó, rất đơn giản vậy thôi. Khi các bác mua hàng thì cứ mua giúp cho em đủ 200.000 là ok, anh em giao lưu nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái con điện thoại Nokia. Đó, dòng này thì nó sẽ là một cái dòng điện thoại gọi là một sim nồi đồng cối đá cho các bác luôn. Đó, điện thoại một sim nồi đồng cối đá như này. Có đầy đủ cho các bác, thứ nhất là cáp sạc này, pin và thân máy. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 các bác nhá. 160.000 cho một con điện thoại như này. Đó.
Đó. 106 à. Lên mã tiếp theo là điện thoại Nokia 1 SIM 160.000 lắp pin vào cho em. Hàng thương hiệu Nokia, bật nguồn lên các bác này. Đó. Về nhà các bác dùng mà nếu mà con nào mà nó bị hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đây. Đấy, đây để lâu nó lại hết pin rồi này các bác này. Đấy. Thứ nhất là hết pin để cho nó chống cháy nổ khi vận chuyển, cho nên là về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó. Lỗi bên em một đổi một trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy các bác cứ yên tâm sử dụng, đây, lên rồi đây các bác này. Đấy, Nokia. Đó. Logo thương hiệu Nokia các bác nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 160.000. 160.000 cho một bọn em điện thoại Nokia như này các bác này. Đấy. Rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 160 cành thôi. Hàng Nokia mới tinh, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này, về nhà các bác dùng bền bỉ, mua cho các cụ già ở nhà. Đấy, hoặc các bác sử dụng 2-3 điện thoại mà muốn có cái nghe gọi cái thì sử dụng nhiều sim thì các bác cũng dùng con này cho em, rất là ok thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại Nokia nhá, điện thoại Nokia 1 sim nhá, 1 sim. Giá sẽ là 160 cành. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con tẩu thuốc nhá. Đấy, tẩu thuốc đây. Đấy, đây nó sẽ là một con tẩu thuốc rất là tiện ích như này. Đấy, một con tẩu thuốc như này nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình hút thuốc lá, hút thuốc lào đều ok hết. Đấy, cái phần thân của nó thì bằng nhựa nhá, có gioăng giếc các thứ đầy đủ này. Cái phần thân này của nó thì nó sẽ là bằng nhựa xi. Đấy, mạ đồng rất là đẹp luôn. Và cái phần đầu hút này thì bằng hợp kim nhá. Đó. Và con này thì các bác có thể cho thuốc lá, thuốc lào vào đây hút đều được hết nhá. Giá bao giá tốt cho bác luôn. Chỉ có 80 cành thôi. Chỉ có 70.000 thôi nhá. 70.000 trong cái tẩu thuốc như này thôi. Rất đẹp các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá. Giá sẽ là 70k. Ngoài để sử dụng trực tiếp thì các bác có thể dùng để mình trưng bày để co ở trong tủ hoặc là ở đâu cũng được, rất là đẹp. Lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá. Giá sẽ là 70k này. Đó, tẩu thuốc. Tẩu thuốc giá sẽ là 70k cho một chiếc tẩu thuốc này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo của Nhật nhá. Chảo của Nhật. Con này đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy, các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá. Đấy, nó sẽ là một cái chảo nó như hình cái song như này. Đấy, nhìn cái song như này. Và có chống dính cho các bác luôn. Có chống dính luôn. Đó. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu thì nó rất là tiện. Các bác có thể là rán nem này. Rán nem hoặc là rán khoai tây chiên hoặc là chiên khoai tây, cái thứ đều ok hết nhá. Đó. Rất là ok cho các bác luôn. Có đánh, có tráng đá chống dính này. Đường kính 20cm. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này. Rất dày dẫn chắc chắn. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái chảo Nhật như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu. Đấy, hàng của Nhật đây. Toàn bộ chữ Nhật hết này. 20cm các bác này. Đó. Chảo chiên ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu nhá. Ngập dầu giá sẽ là 100k cho một cái chảo chiên ngập dầu như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn wifi. Con này thì nó sẽ có chức năng cảm biến các bác nhá. Có chức năng cảm biến. Đây. Đấy. Có chức năng cảm biến rất là nhạy luôn các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần là bật lên này. Đó. Và gạt qua nó sáng này. Gạt qua nó tắt này. Đấy. Có thể ngoắt nghéo như này nhá. Đấy. Trên này nó có hai con mắt cảm biến này. Một con là điều khiển tối và một con điều khiển sáng này. Đấy. Thì các bác cứ gạt qua này là nó sẽ tối sẽ sáng. Pha thì rất là giỏi luôn. Mà các bác có thể điều chỉnh pha đây cho em. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ là chắc chắn, bền bỉ và đẹp nhá. Và bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, cái điểm sáng của nó rất là lớn. Khi các bác dọi thì nó rất là sáng luôn này các bác này. Đó, dọi nó rất là sáng luôn. Ban ngày mà em dọi còn như này, rất là sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một con đèn như này. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy. Có kèm một cáp sạc nhá. Kèm một cáp sạc về nhà các bác mua cái lắp cái củ sạc điện thoại của mình, các bác sạc vào cho em. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đèn này, wifi này, 130 cành cho một cái như này nhá. Đó. Sản phẩm theo tiếp trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con máy mài dao nhá. Đấy, máy mài dao. Con này thì các bác sử dụng trực tiếp cắm điện 220V cho em. Giá này con này là sốc nhiệt rồi. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Giá con này thì giá là giá sốc nhiệt cho các bác rồi. Giá chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một con máy mài dao như này. Đây, em sẽ cắm điện, em mài trực tiếp cho các bác xem nhé. Đó, đây. Cắm trực tiếp điện 220V này. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Bật công tắc lên là máy chạy này.
Đó, đây nhá. Em sẽ đưa con dao và em mài cho các bác xem tóe lửa ra luôn các bác này. Đây. Đây các bác này. Đây nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đấy. Khi các bác mài dao thì cho vào hai bên kia này xem này. Đấy các bác thấy không? Tóe lửa ra chưa các bác này? Đấy, tóe lửa ra chưa các bác thấy không? Đấy. Các bác thấy không? Rất là tiện nhá. Đấy. Còn mài kéo thì các bác lắp vào cái phần mặt trên này cho em. Đây. Mài kéo thì lắp vào đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, mài dao mài kéo đều ok hết nhá. Chuyên sử dụng để mài dao mài kéo. Có công tắc bên hông này, máy chạy cực khỏe và kèm thêm một cái viên đá bên hông này nữa. Con này thì giá rất tốt rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn về chất lượng và giá cả rồi. Lên cho em là máy mài dao nhá. Máy mài dao giá là bao nhiêu? 80 cành các bạn, không thể tin nổi luôn. Một con máy như này có sẵn đầu củ nguồn củ nhiếc nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, hàng thì chất lượng mà cái giá thì cực kỳ là lượng chất cho các bác luôn. Đó. Giá thì anh em các bác không phải bàn. Miễn bàn về giá nhá. Một con máy mài dao mà giá chỉ có 80.000 thôi, mua được ở đâu? Bây giờ mua một viên đá mài cũng đã phải tiền trăm các kiểu đâu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái van chia nước, cầm cho anh ghi van đôi ra đây. Đấy, thì bên shop sẽ có cho các bác là hai mẫu. Một mẫu là vòi nước là sẽ là vòi đơn và vòi đôi. Đấy, cầm anh cái vòi đôi ở đây nào. Thì đây nó sẽ là một cái vòi đơn như này các bác này. Đấy, vòi đơn như này. Đấy, vòi đơn như này, con này thì giá sẽ là 55.000 cho một con vòi đơn như này nhá. 55k thôi. Đấy. Con này thì đây gen của nó là gen 21 này. Các bác xoáy cái này ra thì mình có thể xoáy kết nối với các đầu nguồn nước khác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là vòi đơn nhá. Đấy. Có phải vòi đơn không? Vòi đơn nhá. Đấy, lên cho em là vòi đơn. Đấy, vòi đơn. Giá của nó sẽ là 55.000, vòi đơn này. Đấy, vòi đơn 55k. Đó. Tiếp theo thì bên em có con vòi đôi đây. Đấy, con này thì sẽ là vòi đôi. Giá sẽ là 70.000. Đấy, nó đắt hơn có 15.000 thôi. Nhưng mà nó sẽ có cho các bác là hai cái đường nước như này. Đấy, hai cái đường nước như này và hai cái đường nước như này. Hai đầu đóng ngắt hai đường nước cũng có xoáy ra như này nhá, cũng có xoáy ra như này luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòi đôi nhá. Vòi đôi. Giá sẽ là 70.000. 70.000 trong cái bộ vòi đôi như này. Đấy, nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Lên cho em là vòi đôi này. Đó, vòi đôi, giá sẽ là 70k trong cái bộ vòi đôi như này, 70.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao nhá. Đấy, bộ dao đây. Đấy, đây nó sẽ là các bác lên cho em là bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Bộ này bao nhiêu nhỉ? Hả? 130.000 trong cái bộ dao đen như này. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một con kéo đa chi năng này. Đấy, một con kéo rất là bén luôn. Con này thì có thể khui nắp chai này, mở bia này, rồi cắt gà, cắt cá, đánh vảy cá đều ok hết nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000. Đấy, một kéo này, một liếc này. Tiếp theo là combo cho các bác là ba dao nhá. Đấy. Dao này thì các bác dùng để chặt nhẹ thôi chứ còn dao này nó không thể chặt mạnh được đâu. Đấy. Nhưng mà cũng rất là đẹp luôn. Cán bằng nhựa này, rất là dày dẫn chắc chắn. Và dao thì rất là bén luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất yêu thương rồi, chỉ có 130.000 thôi. 130.000. Đây. Đấy, em sẽ test dọc giấy cho bác xem nhá. Đấy. Dao thì rất là bén quá này. Đó, rất bén quá thấy không? Đây. Đấy, dao như này là rất là bén rồi các bác nhá, rất là bén rồi. Đấy, dao khá là bén luôn các bác này. Đó. Thấy chưa? Rất là bén luôn. Đây, con này đầu tiên nó sẽ là một con dao thái như này các bác này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là hai con dao bản to, một con mỏng mình và một con dày mình. Đó, đây các bác này. Để em thử test giấy nhá. Đó. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đó. Đây, đấy. Tức là có hai con dao. Thì con này các bác có thể dùng để băm chặt nhẹ được như thôi, chặt nhẹ được thôi chứ không chặt mạnh được. Đó. Hai con bản bằng nhau, một con thì dày mình hơn và một con mỏng mình hơn. Đấy, con này dùng để băm nhẹ, con này dùng để thái này. Đấy. Hai con thái được luôn. Đó. Thì combo cho các bác là 5 món như này. Cán của nó bằng nhựa thôi nhá. Cán nó bằng nhựa nhưng mà dao này của nó là dao Nhật và siêu bén cho các bác luôn. Dao Nhật siêu bén luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ dao đen, cán nó màu đen như này mà. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Bộ dao đen này, đó. Bộ dao đen, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một bộ dao đen như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp như này. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp. Giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi, sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy, mũi khoan tháp
thép của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, thép gió phủ titan nhá, rất dày dẫn chắc chắn và đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đây, hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, có kèm thêm một cây lấy dấu bằng đồng như này. Đây, để em lấy dấu cho các bác xem này. Các bác chỉ cần nhấp này là ra dấu này. Đó, đây, có dấu luôn các bác nhá. Đó, đây. Nhấp này là có dấu luôn, rất là ngon nhá. Đấy, có dấu luôn này các bác này. Đó. 180.000, lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu 180.000. Đó, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái bộ rổ vuông nhá. Đấy, bộ rổ vuông đây. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba đôi. Đấy, cứ rổ chậu như này. Đấy, rổ chậu như này. Lên cho em là rổ vuông. Đấy. Giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này, 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là rổ vuông này. Rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, nhựa của nó thì là nhựa Việt Nhật. Các bác biết rồi, nhựa Việt Nhật tiêu chuẩn ISO này. Đấy. Công ty nhựa Việt Nhật nhá, kích thước đây. Đấy, đây. Hàng này các bác này. Hàng như này mới gọi là hàng chứ. Đấy, hàng như này mới gọi là hàng các bác này. Đấy. Không hề hấn gì các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, không hề hấn gì luôn. Rất bền bỉ, chắc chắn và rất đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. 90.000 các bác này, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa nhá. Đấy, bộ thìa. Hộp này của nó thì bao gồm là 5 chiếc, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Đấy, Winling hay người của Đức này. Inox 304, hàng siêu đẹp luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn, độ độ to, độ cong vừa phải. Con này, con này các bác dùng để ăn phở, ăn bún này, ăn cháo này, hoặc là đút bột cho trẻ em thì cực kỳ là xinh luôn, vừa tay, đẹp, cầm nắm dễ dàng. Giá chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho 5 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là hộp thìa Đức nhá, hộp thìa Đức này. Đó, hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60.000. Trên một là hộp này bao gồm là 5 chiếc các bác, xin lỗi các bác nhầm, 5 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng. Con này thì các bác dùng để dán vào cổ vai gái. Đây, đấy, nó sẽ là một cái miếng dán như này. Miếng dán như này. Đấy. Thì các bác bóc ra, mình dán vào cổ vai gái giúp cho em, cực kỳ là tốt luôn. Miếng dán ngải cứu. Đấy, nó sẽ là một cái miếng dán như này. Đây, nó hình như này các bác này. Đấy, các bác bóc ra, mình dán vào cổ vai gái. Một vỉ này của nó 12 miếng, hàng siêu nóng luôn. Dán vào thì các bác chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gái, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, dán hết vào cho em, rất là ok luôn nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu này. Dán ngải cứu. Miếng dán ngải cứu. Miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu giá sẽ là 25.000. Trên một hộp này bao gồm là 12 miếng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này. Kèm thêm cho các bác là 112 đầu thẻ. Đấy, 112 cái thẻ và có kèm cả cho các bác là các cái gọi là một cái cáp sạc và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm. Đây. Đấy. Thì cái này các bác về các bác bật máy lên này, bật nguồn ở đây nhá, cái nút nguồn này các bác bật nguồn lên này. Đó. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, các bác nút vào này. Mẹ. Mother. Đấy, tức là song ngữ cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Bố. Father. Đó, và nó rất nhiều chủ đề nhá, rất nhiều chủ đề. Đấy, rất nhiều chủ đề khác nhau để cho các bác lựa chọn. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ máy đọc thẻ như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Các bác có thể mua để cho các bé nhà mình thả sức sáng tạo chơi, rồi nói chung là rất là tuyệt vời luôn. Chủ đề cây cối, động vật, rồi xe cộ, rồi quần áo này, đồ ăn này, đồ ăn vặt này, đồ vật này, hoa quả này, động vật này, giao thông này, nhiều lắm, nhiều chủ đề lắm. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ. Một bộ như này của nó sẽ là 90.000 nha. 90.000. Rất tốt cho các bác mua để cho các em sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Giấy ướt lau dầu mỡ. Về nhà các bác chỉ cần là bóc ra,
Đấy, ở cái giấy này nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái phần để mình lau dầu, lau mỡ, lau các cái đồ ăn nó bám ở trên bàn bếp ga này, rồi các cái khu vực ví dụ như là chậu rửa mặt này. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn cái xà bông này các bác này. Đấy, có sẵn cái xà bông này. Các bác chỉ cần lau đi cho em là xong, rất sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25.000 thôi các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là giấy ướt lau dầu mỡ này. Giấy ướt lau mỡ nhá, lau mỡ. Giá sẽ là 25k trên một hộp này. 25k trên một hộp này bao gồm là 80 chiếc các bạn. Đấy. Lô này về thì 80 chiếc nhá. Có lô thì 60, có lô thì 80, lô này 80 chiếc. Rồi ok các bác. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái dây điện hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật thì bên em có 2 mẫu, một là dây vàng, hai là dây xanh. Đó thì có 2 mẫu vậy để các bác lựa chọn. Cái dây này thì nó sẽ dài khoảng từ trên dưới 20 mét nhá, trên dưới 20 mét. Giá thì khoảng từ bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 một quận như này. Dây thì nó sẽ là dây 1.5 và đây thì nó sẽ có đèn báo cho các bác luôn nhá. Có đèn báo cho các bác như này. Đấy, và phần kết nối các bác này. Đấy, cắm mà cực kỳ là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái phần kết nối rất là ngon lành để cho các bác sử dụng nhá. Thì ở đây một quận này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Dài khoảng từ 20 đến 30 mét. Đấy, lên cho em là dây điện vàng này. Đó. Dây điện vàng. Đấy. Lên cho em là dây điện vàng. Chiều dài của nó thì từ 20 đến 30 mét nhá. Giá thì sẽ là 170k nhá. 170.000 cái dây điện vàng như này các bác này. Tiếp theo thì nó là cái dòng dây điện xanh này. Dây điện xanh thì dòng này của nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây 2.5. Đó, dây 2.5 và con này của nó sẽ là có các mẫu là 5m, 10m và 30m. Đây. Dòng dây ổ đúc, dây của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Japan này. Đấy. Japan này các bác này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo combo nhá, theo combo. Đấy, tức là bên shop bán nó sẽ có các cái mẫu 2m, 20m này. Đấy. À, 30m, 10m và đây nó sẽ có các cái kích thước như sau. Đấy, mẫu 10m này, 5m thì sẽ là 5m là đi 220.000, 5m 220k. Đó, 10m thì sẽ là 320.000, 320k. Đó, và 30m thì sẽ là 650.000 nha, 650.000. Đó, 10m là 330.000 và 30m sẽ là 650.000. Đấy, thì các bác muốn mua mẫu nào thì mua. Đó, nó sẽ có dòng là 5m, 10m và 30m. Đấy, còn lại là cái này thì cái này của nó thì từ 20 đến 30m nhá. Hàng về tùy theo lô và giá thì sẽ là 170.000 cho cái dây như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Hàng về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, chất liệu của nó là bằng da bò. Đấy, và hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ siêu chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái thắt lưng như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con thắt lưng này. Đấy, mặt của nó là mặt đúc liền. Mặt đúc liền cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thắt lưng da bò, hàng của Mỹ đây. Có hai màu nhá, có hai màu. Màu đen và màu nâu như này, màu đen và màu nâu như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy, made in USA như này, chất liệu da bò tự nhiên. Dạo này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác khỏi phải lăn tăn về chất lượng cũng như là về giá nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. 100% là da bò tự nhiên. Đấy, sợi da bò nguyên miếng tự nhiên nhá. Hàng tự nhiên cắt trực tiếp này luôn, không có qua phải trần khâu máy gì cả. Rất chất lượng cho bác luôn. Đây, da bò tự nhiên này, made in USA nhá, made in USA. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 180k. Hàng về sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là
Đây, con này nó sẽ là một cái dòng massage nhé. Đấy, đây, nó sẽ là một cái dòng massage như này. Đấy, thì các bác lên cho em là massage tay nhé, massage tay. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả sung điện luôn. Giá thì sẽ là bút massage nhé. Các bác lên cho em là bút massage. Giá thì sẽ là 90.000. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho pin vào cho em. Cho pin vào đây. Sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, đậy nắp vào. Và con này thì nó sử dụng bằng sung điện nhá, bằng sung điện đây. Đấy, các bác bật này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Các bác thấy không? Cái này thì nó sẽ có dùng sung điện này. Đấy, các bác dùng để massage thì rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy. Em cho vào là nó tanh tách cái đầu ngón tay này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Cái đầu ngón tay nó giật giật đấy. Đấy. Nói chung là cái này thì nó vừa rung và vừa sung điện luôn thì các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, massage sung điện nhẹ nhàng. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là kèm sẵn pin và hai cái đầu massage như này nhá. Hai đầu massage các bác có thể tháo ra mình thay. Đấy, tháo ra mình thay rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút massage nhá, bút massage. Giá sẽ là 90k. Đó, bút massage này. Bút massage này, giá sẽ là 90k cho một con em bút massage như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Con này thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác cắm cái cục này vào, cắm cái cục này vào nguồn điện 220 nhà mình này, sau đó thì các bác cắm máy bơm này, máy bơm nước, bóng đèn rồi bình nóng lạnh các thứ qua đây. Khi nào các bác cần sử dụng thì các bác chỉ cần bật này, tắt bật này là xong. Đấy, khoảng cách của nó là 1.000m nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 270.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa nhá. Giá sẽ là 270.000. Đấy, điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa. Giá sẽ là 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con hút bụi thảm nhá. Giá sẽ là 290.000. Đấy, con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Các bác cứ nhấp này cho em là nó sẽ hút này, và về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Dòng này thì để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy qua đẩy lại như này ở cái thảm thì nó sẽ hút cho các bác cái bụi ở trên cái thảm rất là tốt luôn. Và giá thì sẽ là 290.000 nhá. Lên cho em là hút bụi thảm này, giá sẽ là 290.000. Con này thì dùng nó rất là tiện ít, các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt, hút thảm giường rồi đồ gia dụng nhà mình, nó rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn treo này. Đó, đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn treo. Con đèn treo này thì giá đèn treo này nó có cho các bác là một cái cáp sạc như này. Đây, và một con đèn như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, bật lên rất sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đó. Đây, đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất tiện ích nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 cho con đèn treo này thôi. Đây, em dọn cho các bác xem này. Đấy, pha của nó này rất tuyệt vời luôn nhá, rất sáng nhá. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Và nó sẽ có cho các bác là cả cái bộ đèn bên hông này nữa nhá. Đó, đèn bên hông này nữa này, để các bác dùng ăn cơm ăn nước này, các bác có thể treo lên. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai đeo này nữa này, một cái quai đeo ở đây. Để các bác quạt vào đây mình đeo vào trong người luôn. Đấy, cần thiết thì mình đeo vào người luôn các bạn. Đấy, đeo vào người để khi mà mình đi lại hoặc là tay mình đang cần chế độ rảnh tay thì các bác đeo lên người cho em, nó rất là tiện luôn. Đấy, hoặc các bác đeo lên trực tiếp hoặc là qua đeo cái này lên. Đấy. Giá thì rất hợp lý rồi, công tắc nó cực kỳ ngon lành luôn. Chân sạc của nó thì có kèm chân sạc ra cho điện thoại luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 thôi. 125.000 cho con đèn treo như này. Con này thì rất tiện ích, sử dụng thì cũng là đa di năng luôn. Đấy, sử dụng đa di năng thì nói chung là dòng mà sử dụng được đa di năng thì nó rất là thích luôn. Đó, lên cho em là đèn treo nhá. Đèn treo, giá sẽ là 125k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái con đèn VIP nhá. Đấy, đèn VIP. Con này thì nó sẽ là bao con này thì sẽ là 140.000 cho con đèn VIP như này. Đây, hàng Polish này, made in Japan. Thân của nó thì bằng hợp kim nhá. Thân của nó bằng hợp kim. Đấy, cho nên các bác dùng nó rất là thích này. Đấy, thân bằng hợp kim. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em thôi. Nó sử dụng hai quả pin 18650 và dung tích của nó sẽ là đây, hai quả pin 16850, pin 3,7V 4200mAh. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Lắp vào, đấy, bật lên. Lắp vào bật lên là xong. Đấy. Nếu các bác lắp vào mà bật không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là ok thôi. Đó là bật nó sẽ lên. Đấy, các bác theo. Đây. Bật lên sau đó thì mình xoáy vào mình sử dụng thôi. Đó, thân của nó thì bằng nhôm. Quay. Đây, cái chỗ đen này là chân sạc này. Các bác chỉ cần là bóp này sạc này, à bật này. Đó. Con này thì pha của nó cũng rất là rọi luôn các bác này. Đấy. Pha của nó rất là rọi và đèn rất là sáng. Hai viên pin 18650, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đó.
Đây, điểm sáng của nó cũng khá là lớn luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. Đêm nãy giúp cho em đó là đèn VIP nhá. Có kèm cho các bác cả củ sạc luôn. Đèn VIP 140.000 cho một con đèn VIP như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, đêm nãy giúp cho em là đèn VIP này. Đèn VIP giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho con đèn VIP như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi da các bác nhá. Đấy. Ba lô da này, ba lô da. Con này thì giá của nó sẽ là một con ba lô da đẹp như này. Đấy, có quai đeo, quai sách đàng hoàng, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 50 cm, chiều rộng là 20 và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là trên 20 một chút, khoảng 25. Đó. Và đây nó sẽ có cho các bác một cái ngăn để các bác để dép guốc vào đây. Đấy, để dép vào đây rất là tiện. Con túi nó bằng da mịn như này thì khi các bác dùng thì không sợ mưa ướt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là da mịn này các bác này. Đấy, dùng không lo bị chảy xước rồi mưa ướt rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, đây thì nó sẽ có một cái khuy để các bác đeo vào cái ba lô này. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái ngăn khá là to luôn. Một ngăn khá là to và bên trong thì nó sẽ có các cái ngăn phụ nữa. Đây, các bác có thể để một cái ngăn thường này để đồ linh tinh này và một ngăn có khóa chống nước nhá. Ngăn này có khóa chống nước luôn. Đấy, túi bóng chống nước luôn. Để giấy tờ điện thoại các thứ rất tiện nha. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 cho cái ba lô da như này thôi. Đấy. Đêm nãy giúp chị em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000. Đấy. 130.000 cho cái ba lô da như này thì con này cũng khá là tiện để cho các bác dùng trong việc là đi du lịch này. Đấy. Du lịch đi chơi, đi làm, đi học hoặc là nói chung là công việc đều ok hết. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Đêm nãy giúp chị em đó là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000 cho cái em ba lô da như này. Đó. Rồi ok.